chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương vùng. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà lại lần này từ thần hy người giáng lâm, cũng là mười phần kỳ quặc, vẫn là đem sự tình tra rõ ràng một chút động thủ cũng không muộn, tổ quát tiếng nói vừa dứt, liền đem sau lưng vưu vật ôm nhập trong ngực của mình, ngươi vẫn là cẩn thận như vậy có một số việc kỳ thật bên trên là cần giải quyết dứt khoát. Trong ngực như mèo rừng nhỏ đẹp vật ngón tay ngọc hoạt động qua tổ quát gương mặt, trên thân mùi thơm ngát sông vào mũi, lệnh người càng là muốn ngừng mà không được. Sự tình khác có thể nghe người, nhưng việc này, ta vẫn là nghĩ cẩn thận một chút, tổ quát đắc đầu, bàn tay cũng là không ăn phận du tàu, ngươi làm đau ta. Tổ quát khỏe miệng chậm rãi dưng lên, trên mặt đổ lộ dần dần trở nên dữ tợn, tại trong mắt càng là có một vệt hồng quang hiện lên. Mặc dù bộ dáng cùng tiêu viêm rất tương tự, nhưng là trên người hắn lệ khí không biết bị tiêu viêm nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Đây cũng không phải là sát phạt qua bao nhiêu người có thể có được, mà là nguồn gốc từ hắn sâu trong linh hồn. Một năm về sau, xếp bằng ở băng ẩn thỏ bên trên tiêu viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt ra đến. Giờ khắc này ở tiêu viêm xuất hiện trước mặt một viên khổng lồ sao trời, thỏ con, ngôi sao này là tên gì? Tiêu viêm ngẩng đầu ánh mắt viên trói mắt lấp đánh sao trời, đồng tử thu nhỏ lại. Băng uẩn thỏ tiếp tục phi nhanh, dường như không có tính toán trả lời tiêu viêm vấn đề cùng ta đồng hành cũng ủy khuất ngươi nếu không ngươi trở về đi vực sâu cực địa chính ta đi cũng được tiêu viêm thở dài một hơi băng uẩn thỏ thân hình hơi chấn động một chút thiên càn siêu tinh băng uẩn thỏ trả lời tiêu viêm vấn đề nhưng trong nội tâm chỉ sợ là hung hăng lại nguyền rùa tiêu viêm tiêu viêm nghe vậy chính là cười cười băng uẩn thỏ nội tâm nhưng bị nó nắm gắt gao đều đã đi tới nơi này nếu là băng uẩn thỏ một mình trở về nữ đế sẽ nghĩ như thế nào thiên càn siêu tinh nhưng có cái gì tốt chơi sao?" Tiêu Viêm hỏi, Băng Ẩn Thỏ nghĩ thầm, đều đến cái gì mấu chốt, còn có thời gian chơi? Không có, nhàm chán cục độ, một viên phá sao trời thôi, Băng Ẩn Thỏ không tức giận đạo, "Ồ, thú vị như vậy, đi chúng ta đi nhìn một cái." Tiêu Viêm cười nói, Băng Ẩn Thỏ trong lúc nhất thời còn cho là mình nghe lầm, nó thậm chí hoài nghi là chính mình nói sai vẫn là Tiêu Viêm nghe lầm, thời gian cấp bách, loại này sao trời không có bất kỳ cái ý nghĩa gì, Băng Ẩn Thỏ lại lần nữa nói, chẳng qua khi nó lúc nói chuyện, nhưng lại chưa được nghe lại tiêu viêm đáp lại, vừa quay đầu lúc mới phát hiện, người đã không gặp, băng uẩn thỏ lúc này thắng gấp, trong lòng hòa dưỡng thật giống như sắp phun trào núi lửa, mênh mông giữa hư không một con hình thể to mọng con thỏ phát ra chói tay gầm thép. Đáng chết đáng chết, giết thiên đao, phát tiết sông lửa giận trong lòng, mắt thỏ không thể không nhìn về phía thiên càn siêu tinh, thân hình dừng lại hướng phía thiên càn siêu tinh lao đi, nếu là đem tiêu viêm cho làm mất, ôn nhu nữ đế có thể sẽ đem nó ra thỏ cho lột bỏ tới. Viên thiên càn siêu tinh so với tiêu vũ tinh cũng còn muốn khổng lồ không ít, tiêu viêm giờ phút này đã đi vào bên trên thành thị phồn hoa nhất bên trong, dạo bước trên đường phố, ánh mắt đánh giá bốn phía. Một con trốn ở tiêu viêm tay áo ở trong cầu nhãn chẳng biết lúc nào úp sấp đầu vai, một con mắt to chừng phải chết lớn, có thể nói, đường phố này bên trên vô luận là thú hay người, hoặc là yêu lào mà, không có một cái trốn qua cầu nhãn mắt to. Lúc này cầu nhãn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiêu viêm ngón tay đâm tại mắt to bên trên, kia là một đầu ma thú, mà cái gì xuyên, ngươi đến cùng là cái quái gì, ngươi cùng hạ tăng huy so ra, hạ tăng huy cũng không tính cái quái gì. Tiêu viêm quát lớn, mặc dù ngôn ngữ nghiêm khắc, nhưng khóe miệng lại là không khỏi dương lên. Quyển gia ta bị ngươi hô đến gọi đi, loại thời điểm này liền không thể để ta qua đã nghiền, ngươi quá phận, cầu nhãn trong lòng nói, chừng mắt Tiêu viêm, câu nói này vẫn là không có dám nói ra. Sớm muộn có một ngày, Quyển gia ta nhất định phải đứng lên, giết thiên đao ngươi chờ đó cho ta. Tiêu viêm vừa đi, tự nhiên cảm giác được trên đầu vai tản ra nộ khí vật nhỏ, chính hung giữ nhìn xem hắn. Trong lòng ngươi mắng ta, ta toàn bộ đều nghe được, cẩn thận ta đem ngươi chấm dứt lên. Tiêu viêm nói một câu, cờ nhãn trong lòng giật mình, ánh mắt lập tức hoảng sợ nhìn xem tiêu viêm, nó còn liền thật tin tưởng tiêu viêm có thể nghe được nó trong lòng người nói. Giờ phút này là trong lòng cũng không dám chửi rùa tiêu viêm, đây là đánh nát răng, lại đau cũng không thể kêu ra tiếng, chỉ có thể kìm nén hướng trong bụng nuốt. Cứ như vậy, trên đầu vai cẩu nhãn tức giận nghĩ một cái sung khí màu lam bóng ra thỉnh thoảng còn có người nhô ra tay tới lui sờ nó hé miệng một hơi liền đem bàn tay của người khác cho cắn xuống dưới tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng tại trên đường phố tiêu viêm đối với cái này cũng là cảm thấy rất là bất đắc dĩ đám người hướng hắn vây quanh chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt chân tay hắn một bước thân hình chính là biến mất vô tung vô ảnh mà tại cái nào đó ở xa trên ngọn núi tiêu viêm xếp bằng ở đỉnh ánh mắt hơi liễm bình tĩnh ánh mắt đánh giá ngôi sao này giống như đang đợi cái gì không bao lâu ở xa truyền đến tiếng thét dường như có thể từ trong tiếng thét gào còn có thể nghe được hùng hùng hồ hồ thanh âm cuối cùng tìm được người đến chính là làm mất băng ẩn thỏ chuẩn xác mà nói là bị tiêu viêm vứt bỏ băng ẩn thỏ nó dường như phi thường sốt ruột tìm được tiêu viêm về sau nỗi lòng lo lắng mới chậm rãi rơi xuống xem đi ta liền nói sao trời này nhàm chán cục độ thật không biết tới đây làm gì băng ẩn thỏ không tức giận nói đi thôi, khoảng cách vực sâu cực địa còn rất xa đây. tiêu viêm chậm rãi nhắm mắt vận chuyển trong cơ thể nguyên khí để bốn mươi bát rượu nguyên khí nội tình bình ổn xuống tới, muốn đột phá tới thất tinh đấu thần hậu kỳ cần năm mươi tích rượu, tranh lệch còn có một ngàn một trăm vạn, không vội, ở đây tạm làm dừng lại. tiêu viêm chậm rãi nói, nói xong tiêu viêm đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ở xa, mà chân sau trưởng phóng ra, lại lần nữa hóa thành một đạo trường hồng, băng ẩn thỏ đành phải bất đắc dĩ đi theo ở đằng sau tiêu viêm sợ lại đem tiêu viêm bắt dấu. Này tiên sơn là ta khắc cốt động thiên đi đầu phát hiện, các ngươi nếu là muốn trắng trợn cướp đoạt, ta khắc cốt động thiên cũng không phải ăn chay, to như vậy một thất tiên sơn, ẩn chứa nồng đậm nguyên khí, các người khắc cốt động thiên muốn độc chiếm không khỏi cũng quá tham lam đi. Tại một chỗ tiên vụ lượn lờ dãy núi bên trong, ước chừng có mấy trăm người dường như ngay tại vì tài nguyên mà tranh đoạt, nhìn xem tư thế một lời không hợp đại chiến không thể tránh được. Bên trong ngọn tiên sơn tràn ngập nồng đậm nguyên khí, chẳng qua tại mọi người tiễn đỏ nhiều trương bầu không khí bên trong, dường như cũng không có phát giác được nguyên khí ngay tại cấp tốc tiêu tán. Sau một lát mới có người kịp phản ứng, mọi người cảm giác được không có, nơi này nguyên khí ngay tại biến mất. Tất cả mọi người mới phản ứng được, khắc cốt động thiên cả đám nhao nhao hướng phía tiên sơn nhìn sang, có thể rõ ràng cảm giác được, quanh mình nguyên khí đều đang hướng phía bên trong ngọn tiên sơn dũng mãnh lao tới, hỏng bét, xem ra có người tại chúng ta cãi lộn lúc sau đã xông vào. Thật không biết là người nào cùng vọng, dám xem thường ta. Đúng rồi, đi vào lặng lẽ, nguyên bản tiễn đỏ nhổ trương bầu không khí lập tức bị đánh vỡ, hơn trăm người toàn bộ hướng phía bên trong ngọn tiên sơn nhìn sang, mà lúc này bên trong ngọn tiên sơn, có một chỗ linh tuyền, nồng đậm nguyên khí bắt đầu từ nơi đây tràn ra. Mà linh tuyền cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là nơi này đã từng hẳn là một mảnh chiến trường, ở chỗ này chiến tử vô số đấu thần cường giả, sau khi ngã xuống thi cốt cùng nguyên khí hải, chậm rãi thẩm thấu tiến nơi đây bên trong cuối cùng từ trong suối nước tràn ra mà tại kia linh tuyền ở trong chính ngồi xếp bằng một thân ảnh như lỗ đen một loại điên cuồng hấp thu nơi này lắng động mà xuống tinh thuần nguyên khí nơi này nguyên khí bị phi tốc hấp thu làm cả đám mênh mông cuồn cuộn đuổi tới linh tuyền thời điểm quanh mình nguyên khí đã trở nên phi thường mỏng manh ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ tại tiêu viêm trên thân các người muốn chết đây là khắc cốt động thiên ta đi đầu phát hiện cướp đoạt tài nguyên cũng phải có người tới trước tới sau lại đi như vậy cầu thả ăn cắp sự tình đồ vô gì. Khắc cốt động thiên từng người hung thần, ác sát, ánh mắt kia nhìn tròng trọc vào trong suối nước thân ảnh, nhưng kẻ sau từ đầu đến cuối từ từ nhắm hai mắt, chưa từng để ý tới bọn hắn nửa câu. Nhìn thấy linh tuyền trung bàn ngồi không nhúc nhích thân ảnh, nhất thời đám người hòa khí phun trào, lúc này liền là có người tiến về phía trước một bước, muốn ra tay, chẳng qua tại khoảng cách linh tuyền ước chừng và trục trượng thời điểm, bỗng nhiên thân hình đột nhiên trì trệ, sau đó trực tiếp rơi xuống, trượt cùng là một ngụm lớn máu tươi. Phun ra, khí tức mất tinh thần, dường như liền đứng lên đều khó khăn, đám người thấy thế nhau nhau giật mình, lập tức ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía linh tuyền bên trong đạo thân ảnh kia. Giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được, quanh mình nguyên bản nồng đậm nguyên khí trở nên dần dần mờ nhạt, toàn bộ đều bị linh tuyền ở trong ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia cho đều hấp thu. Mọi người đều là không một con dám hướng về phía trước, cùng lúc đó, linh tuyền bên trong thân ảnh chậm rãi mở mắt ra đến, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó chậm rãi đứng dậy, đám người nhao nhao bước chân không khỏi đều là về sau vừa lui ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem tiêu viêm bởi vì làm tiêu viêm mở hai mắt ra một cái chớp mắt bọn hắn đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp tử vong tất cả mọi người hô hấp đều trở nên gấp gáp lên tại mọi người tim đập rộn lên e ngại thời điểm linh tuyền bên trong thân ảnh đứng dậy về sau hướng phía đám người bước ra một bước tất cả mọi người thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét trong lòng tự nhủ hôm nay chỉ sợ muốn thu tại đây chẳng qua lúc này âm vang một tiếng toàn bộ không gian vì đó run lên về sau đạo thân ảnh kia chính là bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa từ đó lưu lại một mặt kinh ngạc đám người xác định đạo thân ảnh này rời đi về sau tất cả mọi người lúc này mới nhao nhao thở phào nhẹ nhõm người kia ít nhất là một bát tinh đấu thần hơn nữa còn có được khá cường đại linh hồn chi lực nguy hiểm thật còn tốt nó không phải người hiếu sát nếu không ta hôm nay tính mạng đều phải lưu ở nơi đây nguyên khí mặc dù không nhiều chẳng qua lại là phi thường tinh thuần Tiên sơn linh tuyền ở trong cướp đoạt nguyên khí thân ảnh, không phải người khác, chính là Tiêu Viêm gây nên, giờ phút này Tiêu Viêm cũng không có ngừng nghỉ, mà là tại Viên Thiên Càn siêu tinh giữa không trung tiếp tục phi nhanh, dường như đang tìm kiếm nguyên khí nồng đậm chi địa, không vội không chậm tăng lên lấy mình thực lực. Đương nhiên, Tiêu Viêm đi vào Viên Thiên Càn siêu tinh mục đích thực sự cũng không phải là tăng lên bản tôn nguyên khí nội tình, dù sao dạng này tăng lên hiệu quả, vẫn còn có chút giật gấu vá vai, phương diện tốc độ cũng hoàn toàn không đạt được Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng. Băng Uẩn Thỏ cũng là đối với cái này mười phần không hiểu, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo tiêu viêm sau lưng. Viên thiên càn siêu tinh phi thường khổng lồ, lấy tiêu viêm như thế nhàn nhã tốc độ đi dạo, đoán chừng muốn đi dạo xong cả viên thiên càn siêu tinh tối thiểu muốn vượt qua 10 năm trở lên, bằng ẩn thỏ cũng không biết tiêu viêm trong lòng đến cùng đang suy tư điều gì. Tiêu viêm từ đầu đến cuối đều là một bộ vui đến quên cả trời đất bộ dáng. cho đến nửa năm sau, tiêu viêm xếp bằng ở nào đó trong sơn cốc, trùng hợp hấp thu xong nơi này nồng đậm nguyên khí bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại lập tức đem khí tức của mình ẩn nấp không bao lâu ở xa chính là truyền đến trói tay tiếng rít tiêu viêm ngồi xếp bằng ở trong sơn cốc ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn qua sau đó tiếng rít càng ngày càng gần cho đến từ đỉnh đầu hắn lướt qua tiêu viêm thấy thế khẽ trao mày lẩm bẩm nói lại là san thần cung sao mới từ đỉnh đầu hắn gào thét mà qua bóng đen chính là tiêu viêm đã cảm thấy quen thuộc phi thú những phi thú tựa hồ là san thần cung những liệp thần già đặc thù tọa kỵ mỗi người đều phối hữu một con phi thú dường như dấu hiệu này lấy bọn hắn đến từ san thần cung người bình thường nhìn thấy phi thú về sau đối san thần cung đều là vô cùng kiêng kỵ đối bọn hắn tự nhiên cũng liền tất cung tất kín âm thanh gào thét đã đi xa tiêu viêm lúc này mới đứng dậy vỗ vỗ áo bào bên trên bụi đất thân hình chậm rãi lên không chuẩn bị tiến về hạng một chỗ chẳng qua tại ở xa truyền đến một tiếng nữ từ tiếng thét chói tai tiêu viêm ánh mắt thuận thanh âm nhìn sang chỉ thấy phi thú dừng lại giờ phút này bàn tay gắt gao bóp lấy một nữ tử cổ ngươi không phải nói người này liền tại phụ cận xuất hiện qua sao người lại gạt ta phi thú bên trên thân ảnh hừ lạnh một tiếng năm ngón tay dùng sức nữ tử gương mặt đỏ lên tựa như muốn đem nó sinh sôi bóp chết mà nữ tử này tiêu viêm nhận biết trên đường tiêu viêm cũng sẽ ngừng chậm xuống tới hòa tan vào bên trong vùng thế giới này nữ tử này là một chi rong binh đoàn săn bắt ma thú mà sống trước đó thuận tay chẳng qua đem nó từ hung thú miệng máu bên trong cứu mà thôi. Không có không có, liệp thần giả đại nhân, hắn thật đã cứu chúng ta, nữ tử hoàn toàn bất đắc dĩ, chợt vật mở miệng, người xác định là hắn, thân ảnh trong tay có một bức tranh, phía trên vẽ lấy tiêu viêm bộ dáng cùng đặc thù, đặc biệt là sau lưng gánh vác bát hoàng huyền trọng xích, đặc thù 10 phần tươi sáng. Ta xác định, nữ tử giải dụ lấy, thân ảnh nhìn xem nữ tử dường như muốn tắt thở, lúc này mới hơi vung tay đem nó ném ra. Trong vòng 10 ngày, như lại tìm không được, vậy ta liền lấy tính mạng ngươi đến chống đỡ." Thân ảnh hử lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng âm hiệp nhìn nữ tử. Phi thú phía trên thân ảnh nói xong, chính là chuẩn bị lại lần nữa đứng dậy tiếp tục tìm kiếm người họa bên trong, chẳng qua khi hắn ngẩng đầu thời điểm, chẳng biết lúc nào ở trước mặt hắn thình lình xuất hiện một thân ảnh, một chỗ áo bào đen, sau lưng cánh vác lấy một thanh hình thể khoa trương cự thước, cùng trong tay hắn còn. Chưa kịp thu hồi bức tranh đó bên trên nhân vật giống nhau như đúc, phi thú bên trên thân ảnh đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại ánh mắt lập tức có chút khó có thể tin nhìn trước mắt đạo thân ảnh này ngươi đang tìm ta tiêu viêm giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu lên một tấm lạnh lùng khuôn mặt cùng thâm thúy đến cực điểm con ngươi bình tĩnh nhìn phi thú bên trên thân ảnh nhẹ giọng mở miệng đưa tay ném cho nữ tử một cái bình ngọc bên trong chứa chữa thương đan dược nữ tử ánh mắt nhất thời có chút đờ đẫn nhìn xem tiêu viêm nàng phản bội tiêu viêm nhưng không nghĩ tới đối phương dường như cũng không trách tội nàng đi thôi ngươi cũng chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Tiêu viêm bình thản mở miệng, nữ tử nghe vậy lúc này kịp phản ứng, đối tiêu viêm trùng điệp chắp tay ôm quyền, sau đó cấp tốc hóa thành trường hồng rời xa mà đi, kỳ thật tại tiêu viêm theo ma thú huyết trong miệng cứu các nàng thời điểm, chính là đã tính tới sẽ cùng sinh ra nhân quả. Phi thú bên trên thân ảnh là một làn da ngam đen nam tử, biểu lộ nhìn thấy tiêu viêm nao nao về sau, nâng lên bức họa trong tay cẩn thận so với, sau đó đồng tử có chút co rụt lại, quả nhiên là ngươi nam tử ánh mắt ngưng lại nhìn xem tiêu viêm đôi mắt lập tức có sát cơ phun trào chúng ta quen biết tiêu viêm nhíu mày thân hình chậm rãi tới gần nam tử đôi mắt nhắm lại chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt đồng tử của hắn nháy mắt chừng lớn trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh tiêu viêm đi đến trước mặt hắn sau đó vươn tay đem trong lòng bàn tay một viên ngọc giản cầm tới nam tử sắc mặt kịch biến thậm chí có thể nghe được hắn ra tốc tiếng tim đập hắn là đang cố ý cố giả bộ chấn định đã không có đủ thực lực dựa vào cái gì dám một mình đến đây tìm ta muốn lấy ngọc giản này mật báo sao tiêu viêm vuốt vuốt trong tay ngọc giản ánh mắt ngưng lại trong lúc nói chuyện một đoàn ngọn lửa màu đen liền đem người này triệt để bao khỏa thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra chính là tại ngọn lửa màu đen phía dưới bị sinh sôi thiêu thành cho tàn lục tinh đấu thần liệp thần giả cũng dám đến tìm ta san thần cung là muốn giết ta sao nhưng không khỏi cũng quá mức chủ quan một chút đi tiêu viêm nhìn xem trước mặt hóa thành cho tàn thân ảnh hỏa diễm tán đi về sau, một viên nạp giới lơ lửng trong đó, đưa tay đem nạp giới lấy đi về sau, cùng lúc đó tiêu viêm mới là bóp nát ở trong tay ngọc giản. Không biết chưa qua bao lâu, chính là có bốn năm đạo trường hùng từ quanh mình bạo lướt mà đến, bọn hắn quét mắt chung quanh, chẳng qua khi bọn hắn đến thời điểm, nơi này cũng không thân ảnh tiêu viêm. Chỉ có một đầu phi thú còn chưa rời đi, mấy người đều là như mày, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết, tại ở xa nơi nào đó trong núi rừng, tiêu viêm đứng lặng tại ở xa, lạnh lùng nhìn sang mấy người. Xem ra san thần cung đem manh mối đặt ở trên người của ta, chẳng qua trước khi tiến vào vực sâu cực địa, còn không thể lượng lớn sát vạt những liệp thần già này, phái ra thực lực thế này liệp thần già, nói rõ bọn hắn tạm thời còn không biết được lai lịch của ta, cho nên, hiện tại còn không thể tùy tiện bại lộ. Mấy vị liệp thần giả chân đà phi thú, tại xác định đồng bạn của mình đã tử vong về sau, nhao nhao trên mặt đều là nộ khí phun trào, lập tức hướng bốn phía phân tán ra bắt đầu tìm kiếm. Tiêu viêm thấy thế, bàn chân chính là hướng về phía trước đạp mạnh, thinh linh biến mất tại núi rừng ở trong. Mạnh nhất chẳng qua cửu tinh đấu thần sơ kỳ, nếu ta không nghĩ để bọn hắn tìm được, bọn hắn liền tìm không được. Tiêu viêm ánh mắt ngưng lại, giờ phút này thân hình của hắn lướt ầm ầm ra, hóa thành trường hồng lướt về phía phương xa, tiếp tục tìm kiếm nguyên khí nồng đậm chi địa, không nhanh không chậm tăng lên lấy bản tôn thực lực, cũng nhanh, tiêu viêm thì thào, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, tại thiên càn sư tinh nơi nào đó, ngồi xếp bằng một thân ảnh thình lình mở hai mắt ra ánh mắt kia bên trong tràn ngập sát ý nồng nặc ai lớn mật như thế dám hốc thu thiên càn siêu tinh tinh lực thân ảnh quát móng mở miệng một cỗ khí tức cường đại bắt đầu từ trên thân khuấy động ra trên thân có kim quang phun trào thình lình cũng là một bất hủ hắn là tinh chủ viên thiên càn sư tinh này cũng chính là bởi vì có được thiên càn siêu tinh bên trong ẩn chứa một tia bất hủ lực lượng gia trì khả năng tấn thăng làm đế trì bất hủ nhưng cùng lúc hắn cũng nhất định phải đam đãi bảo hộ thiên càn siêu tinh sứ mệnh. Một khi thiên càn siêu tinh vẫn diệt, như vậy hắn đế chi bất hủ cũng tương tự đem không bao, thân ảnh nộ khí phun trào, sau đó trực tiếp thân hình khẽ động, từ trong bóng tối lướt đi, xuất hiện tại một tòa khổng lồ thành thị trên không, thân ảnh xuất hiện, lập tức dẫn tới vô số người cúng bái. Cung nghênh ô chiến tinh chủ xuất quan, mênh mông quần cuộn thanh âm từ trong thành thị mỗi một cái góc truyền ra, vô số người nhao nhao mắt lộ ra kính sợ, nhìn xem giữa không trung nộ khí phun trào ô chiến tiên cản siêu tinh bát tinh đấu thần trở lên cường giả toàn bộ ra khỏi hàng ô chiến lúc này liền là quát chói tai một tiếng tại viên khổng lồ sao trời bên trên thai ngén không ít cường giả tăng thêm huyền âm chân giới thành nguyên vốn là nồng đậm tạo nên không ít cường giả chẳng qua huyền âm chân giới bởi vì thế giới cũng không lớn nguyên nhân cho nên cường giả tương đối tập trung thôi chân chính về số lượng tự nhiên không cách nào cùng thần hy bằng được ô chiến tiếng nói vừa dứt chính là nhìn thấy từng đạo trường hồng lướt ầm ầm ra trong chốc lát chính là có mười mấy thân ảnh đã lơ lửng ở giữa không trung bên trong bát tinh đấu thần cửu tinh đấu thần đều có nhưng bất hủ cũng chỉ có hán một người chẳng qua bực này trận thế cũng đã phi thường cường hãn lấy ô chiến đế chi bất hủ cầm đầu giờ phút này xuất lĩnh đông đảo đấu thần thực lực nổi bật không biết là phương nào đạo trích và tinh lực thiên càn siêu tinh ta giờ phút này đã tổn thất hơn phân nửa phải tất yếu đem nó đánh giết đoạt lại tinh lực Ô Chiến nhìn về phía chúng đấu thần, chính là nghiêm nghị quát, các vị đấu thần nhao nhao ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, thiên càn sư tinh chúng đấu thần, theo ta tiến về thiên càn sư tinh nội hạch, đánh giết người cướp đoạt tinh lực. Ô Chiến gầm thét một tiếng, chờ thân hình khẽ động, chính là lướt về phía ở xa, mà hậu thân hình thẳng tắp hướng phía sâu không thấy đáy hẻm núi lao đi, hạ xuống số thiên trượng về sau, ầm vang một tiếng, Ô Chiến cưỡng ép phá vỡ mặt đất tiếp tục hướng phía hạch tâm lao đi, chúng đấu thần theo sát sau người. Lúc này, thiên càn siêu tinh xuất hiện dị dạng về sau, những liệp thần giả cũng là cảm thấy kỳ quặc, nhưng tuyệt không đi theo, mà là lưu người ở đây trông coi, bởi vì bọn hắn cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì. Thiên càn siêu tinh chỗ trọng yếu nhất, đây là một viên màu lam nhạt hỏa cầu, cực cao nhiệt độ dưới, có thể nhìn thấy hỏa diễm là màu lam nhạt, nhiệt độ của nơi này là đủ hơn trăm triệu, người cũng không đủ thân xác cường độ, căn bản không có khả năng tới gần nơi đây. Viên này màu lam nhạt hỏa cầu chính là chỗ thiên càn siêu tinh trái tim lúc này ở trái tim bên cạnh, khoảng cách rất gần địa phương, xa xa nhìn như là một viên điểm đen, chỉ có ánh mắt thả gần khả năng phát hiện, viên màu lam hỏa cầu trước lộ ra như là bụi bằng một loại điểm đen, chính là một đạo thân ảnh ngồi. Xếp bằng Một đạo khí tức từ màu lam hỏa cầu bên trong tràn ra, sau đó thuận thân ảnh hơi thở chui vào trong thân thể, giờ khắc này ở thân ảnh mi tâm bên trên, xuất hiện một đạo tinh ấn, bây giờ, mới tính được là bên trên nhất tình nguyên thần sao. Thân ảnh chậm rãi mở miệng, cái này đương nhiên đó là tiêu viêm nguyên thần phân thân. Tiêu viêm từ si duy nhất tộc tàn hồn ở trong đạt được tin tức, nguyên thần thân xác cường độ tổng cộng có cửu tinh, cùng nguyên khí phân cấp không hề giống, mà tiêu viêm tiến vào thiên càn siêu tinh nguyên nhân thực sự, thì là coi trọng viên khổng lồ sao trời ẩn chứa tinh thần chi lực này. Nguyên thần phân thân ở đây đã hấp thu vài tháng, lông mày tinh bên trên xuất hiện viên thứ nhất tinh ấn, mà nguyên thần phân thân hấp thu ước chừng một nửa tinh thần chi lực. Nhất tinh nguyên thần, Giờ phút này hẳn là mới tính được là bên trên chân chính sánh vai đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả, dựa theo như thế tính toán, nếu là cửu tinh nguyên thần, như vậy bằng vào nó thân xác lực lượng, nhưng lại đế chi bất hủ bước thứ chín. Có lẽ hẳn là càng mạnh, đế chi bất hủ phía trên lại là cái gì đây? Tiêu viêm thì thào, chẳng qua trượt lộ ra nụ cười khổ sở, nguyên thần phân thân mạnh hơn đều không tác dụng, bây giờ bản tôn còn vẫn chỉ là một thất tinh đấu thần trung kỳ, bản tôn thực lực nếu không nắm chặt tăng đi lên hết thầy đều không có ý nghĩa, coi như nguyên thần phân thân mạnh hơn, cùng bản tôn thực lực sai biệt càng lớn, tố mệnh thuật có thể thời gian duy trì cũng liền càng nhỏ, cho nên bản tôn thực lực tăng lên cũng cấp bách, đã hấp thu một nửa, vẫn là không thể quá tham lam, không sai biệt lắm. tiêu viêm trượt cười cười, thì thào ở giữa chính là chuẩn bị khởi hành rời đi, chẳng qua nhưng vào lúc này, thanh âm ùng ùng truyền đến tiêu viêm trong tai, tại ở xa xuất hiện một đám thân ảnh, mà một đám thân ảnh thật sự là ô chiến tinh chủ viên thiên càn siêu tinh giờ phút này hắn dùng lực lượng bất hủ công chúng đấu thần bảo vệ nếu không viên màu lam hạch tâm chỗ bạo phát đi ra nhiệt lượng căn bản không phải bình thường đấu thần có thể chịu đựng được các ngươi người nào dám đoạt tinh lực thiên càn siêu tinh ta muốn chết ô chiến ánh mắt lập tức liền khóa chặt ở xa tiêu viêm nguyên thần phân thân trên thân trong ánh mắt sát cơ phun trào tiêu viêm nghe vậy ánh mắt bình tĩnh nhìn phương xa lửa giận hút trời ô chiến cũng không có mở miệng đáp lại nhìn thấy tiêu viêm không hề bị lay động Ô Chiến mặc dù trên mặt lửa giận phun trào, nhưng trong lòng không khỏi vẫn còn có chút kiên kỵ, dù sao hắn không cảm giác được trên nguyên thần phân thân bất kỳ khí tức gì chấn động. Khả năng đủ đứng lặng tại chỗ tinh thần hạch tâm, nơi này có hơn trăm triệu nhiệt độ cao thiêu đốt, lại còn có thể bình yên vô sự tình huống dưới, thực lực không thể khinh thường, cũng là bởi vì không cảm giác được nguyên thần phân thân là thực lực gì, để Ô Chiến trong lòng không nắm chắc. Nhìn xem Ô Chiến dường như không có tiếp tục động tác, Tiêu Viêm xoay người chính là chuẩn bị cứ thế mà đi, mà tiêu viêm không nhìn dường như để ô chiến mặt mũi có chút không nhịn được lúc này liền là thân hình khẽ động dừng lại đem tinh thần chi lực trả lại nếu không thiên càn sư tinh toàn bộ sinh linh sẽ cùng ngươi không chết không thôi ô chiến quát mắng một tiếng tiêu viêm nghe vậy thân hình có chút dừng lại sau quay đầu nhìn về phía ô chiến nếu ta không trả đây tiêu viêm thanh âm lạnh lùng truyền ra kỳ thực tiêu viêm đã có lưu thể diện nếu là đổi lại đã từng nguyên thần nhất tộc chỉ sợ tinh này đã biến thành một viên không có tinh lực phế tinh càng đừng đề cập chỉ lấy một nửa, nhìn hình dạng của người hẳn là tới từ thế giới khác đi, tại huyền âm chân giới còn chưa tới phiên người để lỗ mãng. Ô chiến nghe vậy lập tức trong mắt sát ý phun trào, mở miệng chính là thăm dò tiêu viêm, ít nói lời vô ích, muốn chiến liền chiến. Tiêu viêm quát lạnh một tiếng, áp lực lập tức đi vào ô chiến bên này, ô chiến ánh mắt ngưng lại, có chức nghiêng đầu phân phó vài câu về sau, bàn chân chính là hướng về phía trước đạp mạnh, trên thân khí tức cường đại phun trào mà ra, đã như vậy, vậy liền nhận lấy cái chết ô chiến thân hình lóe lên tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt sau người vô số kim sắc mũi tên trước mắt ngừng tụ sau đó như mưa to một loại hướng phía tiêu viêm trước xuống mà đi hoàn toàn đem tiêu viêm bao phủ trong đó những kim sắc mũi tên phía trên ẩn chứa lực lượng bất hủ ô chiến một chiêu này uy lực có thể đem đấu thần bán thành cái sàng lưu chuyển bất hủ lực lượng càng là bộc phát ra ông ông tiếng rít mắt thấy ô chiến đầy trời mũi tên gào thét chừng hơn trăm vạn lít nha lít nhít đối với tiêu viêm chỉ là có chút ngửa đầu trong đôi mắt phản chiếu lấy càng ngày càng gần mũi tên thân hình thì là không nhúc nhích dường như căn bản liền không có chuẩn bị đi trốn tránh dám chính diện đón đỡ kim lôi huyền vũ tiễn cho dù thân thể ngươi lợi hại hơn nữa cũng nhất định đưa người toàn thân xuyên thủng ô chiến thay thế lúc này hừ lạnh một tiếng ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiêu viêm giờ phút này chỉ thấy tiêu viêm xoay người lại chính diện nhìn về phía ô chiến mà hậu thân hình không chỉ không có trốn tránh trăm vạn kim sắc mũi tên ngược lại là đối diện bàn chân hướng về phía trước dẫm một cái thân hình đột nhiên lướt đi trực chỉ ô chiến tiêu viêm trên thân không có bất kỳ một tiêu nguyên khí chấn động nhưng khi ánh mắt của hắn chân chính nhìn về phía ô chiến một cái chớp mắt chỉ cảm thấy tâm thần phảng phất như bị trọng trùy toàn bộ tâm thần đều là đột nhiên trì trệ tiếp theo một cái chớp mắt tiêu viêm thân hình trực tiếp xuyên qua tại trăm vạn kim sắc mũi tên bên trong ô chiến đôi mắt đột nhiên co lại đồng tử run rẩy ở giữa chỉ thấy vô số kim sắc mũi tên rơi vào tiêu viêm trên thân sau đó mũi tên cũng chưa từng xuất hiện ô chiến suy nghĩ trong lòng như vậy xuyên thủng tiêu viêm thân xác trái lại tất cả mũi tên chạm đến tiêu viêm thân xác một cái chớp mắt giống như đánh vào tường sát phía trên trong nháy mắt chính là tan rã mà đi thậm chí liền nửa phần chảy ra đều không có mũi tên ở trong tiêu viêm như dẫm trên đất bằng hai bước bước ra thời điểm vượt ngang hư không cấp tốc tới gần ô chiến ánh mắt bình tĩnh nhìn ô chiến sau đó đấm ra một quyền tạo hóa dài, cửu tiêu chú sát. Ô chiến trong kinh hãi, thủ ấn cấp tốc biến hóa, bất hủ lực lượng phun trào từ trường ấn bên trong, lúc này một cái chú thuật cô động, hóa thành chín đạo kim sắc quang độn hướng phía tiêu viêm nghiền ép mà đi. Tiêu viêm nắm đấm bỗng nhiên oanh ra, đối mặt chín đạo quang độn, tiêu viêm không nhanh không chậm oanh ra mấy quyền, chỉ thấy chín đạo quang độn dường như không có chút nào ngăn cản lực lượng, sụp đổ ra. Ô chiến trong lòng kinh hãi, giờ phút này hắn mới phản ứng được, trước mắt không có chút nào nguyên khí chấn động thân ảnh, thực lực không chỉ không có chút nào yếu tại hắn, thậm chí mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều, đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết thần xác bất hủ. Không có nguyên khí chấn động nắm đấm, thì là lấy nhất lực phá vạn pháp chi thế, hung hãn như vậy công kích nhưng không có nguyên khí, bất hủ thân xác là khả năng duy nhất, ngươi đoán đúng, ban thưởng một quyền cho ngươi. Tiêu viêm bình thản thanh âm truyền ra, tiếng nói vừa dứt, nhìn dường như không có bao nhiêu lực lượng nắm đấm chính là bỗng nhiên anh già, ô chiến trong tay tia sáng phun trào chỉ thấy một đạo bách trượng kim hoàng chuông lớn đem hắn bao lại tiêu viêm nắm đấm lúc này liền la lại lần nữa đánh vào chuông lớn phía trên kim hoàng chuông lớn đột nhiên run lên bộc phát ra đình tài nhức óc tiếng chuông vang vọng chấn động chính là truyền đến ken cái thanh âm toàn bộ kim hoàng chuông lớn phía trên xuất hiện một vết nứt sau đó chính là lấy dễ như trở bàn tay tốc độ cấp tốc lan tràn toàn bộ kim hoàng chuông lớn đột nhiên vỡ vụn ra ô chiến thân hình lập tức từ trong đó bắn ngược mà ra chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tinh thần chi lực ta chỉ lấy một nửa, hôm nay ngươi không địch lại ta, xem ở cướp đoạt tinh thần chi lực phân thượng, tha cho ngươi một mạng, tổn thất tinh thần chi lực vạn năm thời gian tự nhiên khôi phục, sẽ không tai họa sao trời bên trên bất luận cái sinh linh gì. Tiêu viêm tuyệt không tiếp tục lại truy kích ô chiến, mà là trầm giọng mở miệng, ô chiến ổn định thân hình, ánh mắt run rẩy ở giữa, ánh mắt cắt gao nhìn xem tiêu viêm, hàm răng khẽ cắn, giờ phút này hắn phi thường rõ ràng, nếu là tiêu viêm muốn giết hắn, một quyền chính là đủ. Tổn thất một nửa tinh thần chi lực, toàn bộ sao trời khí vận đều sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí tu luyện cũng sẽ đại đại chết khấu, như thế thiên càn siêu tinh tất nhiên xuống dốc, ô chiến hàm răng khẽ cắn, trong mắt tờ máu rời đặc. Thì tính sao, người nếu không nguyện, liền đến từ trong tay của ta đem tinh thần chi lực đoạt lại đi là được, tiêu viêm trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái thương hại gì, thế giới vốn là tàn khốc như vậy, công bằng công chính chẳng qua là cường già cho kẻ yếu chế định pháp tắc thôi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu viêm chính là lại lần nữa quay người chuẩn bị bước ra rời đi, hắn cũng không muốn là một chút vô vị giết chóc, ô chiến, làm tinh chủ, như thế liền bị người khác tùy tiện đem tinh thần chi lực cướp đoạt một nửa, tinh chủ vị trí người cũng xứng. Ngay tại tiêu viêm chuẩn bị rời đi thời điểm, quay người lại chính là nhìn thấy, có mấy đạo thân ảnh hiện lên ở cách đó không xa, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh thời điểm, tiêu viêm nhíu mày. Bởi vì trong lòng đất nguyên nhân, bọn hắn không có chân đạp phi thú, nhưng là từ trên người bọn họ mặc bên trên một chút chính là có thể phân biệt xuất hiện, những thân ảnh đều là đến từ san thần cung liệp thần giả. Ô chiến không nói gì, sau lưng mặc dù có thiên càn siêu tinh chúng đấu thần, ngắn ngủi chiến đấu ô chiến liền đã minh bạch giữa song phương tồn tại lớn lao trình lệch, chí ít lấy hắn lực lượng một người không có cách nào cùng tiêu viêm chống cự. Chẳng qua theo âm thanh này truyền ra, ô chiến ám trầm ánh mắt ở trong lập tức hiện lên một vòng tinh măng, mặc kệ ngươi là đến từ nơi nào, đem thiên càn siêu tinh tinh thần chi lực trả lại nếu không, chết. Ở xa mấy đạo thân ảnh chậm rãi tới gần, dường như mặc vào săn thần cung áo bảo về sau, chính là có một loại tuyệt đối cảm giác ưu việt. Thế nào, các người muốn tìm người không có tìm được, còn muốn tới đây xem vào việc của người khác hay sao? Tiêu viêm có chút ngước mắt, nhìn về phía ở xa mấy vị liệp thần giả, một người cầm đầu, lại cũng là một bất hủ, chẳng qua cũng vẻn vẹn chỉ là đế chi bất hủ bước đầu tiên. Cầm đầu tên bất hủ thực lực liệp thần giả nghe vậy về sau, ánh mắt ngưng lại, dù sao chuyện như thế chính là cơ mật, mà lại đã tử vong một tên liệp thần giả. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, liệp thần giả lập tức trầm giọng hỏi, ngươi đoán, tiêu viêm bình thản trả lời. Liệp thần giả nghe vậy lập tức khẽ giật mình, trong mắt lập tức giận phun trào, có một loại cảm giác bị tiêu viêm xem thường. Xem ra ngươi hẳn là từ thế giới khác mới trục xuất đến đây tội nhân đi, ngươi như ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem ta vấn đề nói rõ lại đem tinh thần chi lực trả lại, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng cầm đầu liệp thần giả ánh mắt nhìn tiêu viêm một bộ ở trên cao nhìn xuống cao ngạo ưng ngạnh bộ dáng phảng phất từ khí chất bên trên liền phải nghiền ép tiêu viêm một đầu ta rất hiếu kỳ tự tin của người là tới từ bản thân thực lực còn là tới từ trên người ngươi cái áo bảo này tiêu viêm cười nhạo một tiếng nhìn trước mắt tên liệp thần giả này chẳng qua là cảm thấy hết sức buồn cười nghe ngươi lời nói hẳn là biết được san thần cung đã ngươi biết được ta cũng liền không lời nhắc cùng ngươi nói nhảm nói đi hắn ở nơi nào Liệp thần giả dường như càng thêm có khuynh hướng muốn từ trong miệng của hắn biết được chỗ bản tôn, có thể đuổi tới nơi này, cũng là để tiêu viêm mười phần khó hiểu, không biết là lấy thủ đoạn gì đối với hắn tiến hành truy tung. Nếu là trên thân có lưu cái ấn ký gì, cũng không có khả năng tìm không được bản tôn hắn, bây giờ xem ra, hẳn là bọn hắn chỉ là biết được tiêu viêm từ tiêu vũ tinh rời đi phương hướng, nương tựa theo đại khái phương hướng đối tiêu viêm tiến hành tìm kiếm. Người đoán, tiêu viêm ánh mắt ngả ngớn, lại lần nữa là bình thản mở miệng, lời vừa nói ra tên bất hủ liệp thần già lập tức lên cơn giận dữ lúc này liền là thân hình chấn động khi thế cường đại bộc phát ra đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng chỉ có thể để ngươi cùi xuống đến nói bất hủ liệp thần già lúc này gầm thét một tiếng giờ phút này chỉ có thân hình của hắn lướt đi dù sao tiêu viêm vị trí tới gần tinh thần hạch tâm nhiệt độ cực cao đấu thần thực lực đều là không dám tùy tiện tới gần nhìn xem bạo lướt mà đến tên liệp thần già này tiêu viêm khóe miệng có chút dương lên thân hình không nhúc nhích, thậm chí không cảm giác được bất kỳ khí tức gì phun trào. Tại liệp thần giả trong mắt, tiêu viêm nhìn giống như là một con dê đợi làm thịt, bọn hắn có lẽ biết đế chi bất hủ cường giả, đều là lấy nguyên khí. Đạt tới bất hủ, đối với bất hủ thân xác lại biết rất ít. Cho nên tại không có cùng nguyên thần phân thân chiến đấu qua bất hủ đến nói, ngay lập tức đều cảm thấy nguyên thần phân thân chính là một cái tùy tiện bóp chết quả hồng mềm, nhưng loại ý nghĩ này cũng sẽ theo tiêu viêm một quyền oanh ra, em nó trực để bỏ đi. Tên bất hủ San Thần lúc này bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, kim sắc bất hủ lực lượng tại trên cánh tay lưu chuyển phun trào, chỉ thấy bàn tay lúc này liền là đột nhiên hướng phía Tiêu Viêm vỗ. Một đạo màu đen vạn trượng cự trường chớp mắt ngưng tụ, sau đó lực lượng bất hủ leo lên mà lên, nhất thời, đạo bàn tay lớn màu đen tại lực lượng bất hủ bọc vào, hóa thành hắc kim chi sắc xen lẫn. Lôi cuốn lấy vô song hung hãn kình đạo hướng phía Tiêu Viêm vào đầu chính là bao phủ tới, từ Tiêu Viêm thị giác nhìn lại, khổng lồ bàn tay giống như lại địa sụp đổ xuống tới, che khuất bầu trời, tạo hóa dài, thanh hồng liệt thiên trường. Bàn tay tới gần, thậm chí có thể nhìn thấy ngưng tụ mà gia đạo cự trưởng bên trên vân tay đều vô cùng rõ ràng, ẩn chứa lực lượng hung hãn tuyệt không phải là đấu thần cường giả có thể thi triển mà ra. Một trường này, nếu là đổi lại đấu thần, cho dù là cửu tinh đấu thần, cũng sẽ bị nó đập thì nát xương tan, thậm chí ép thành cho bụi đều không chút nào quá đáng. Đối với mình một tạo hóa dài đấu kỹ, tên bất hủ liệp thần già trong mắt cũng là tràn ngập lòng tự tin hắn cũng không biết tiêu viêm nội tình chẳng qua bởi vì thường xuyên đều là chạy khắp tại đông đảo đấu thần bên trong lòng tự tin ngày dài nguyệt tăng phảng phất cảm thấy mình có được tuyệt đối lực lượng cường hãn có thể trấn áp cùng một chỗ nhìn như chậm rãi hắc kim cự trưởng kỳ thực khoảnh khắc liền giáng lâm đỉnh đầu tiêu viêm ô chiến cũng không nói lời nào dù sao hắn nhưng hy vọng liệp thần già đem đánh bại nhưng ô chiến giờ phút này trong mắt không có bất kỳ cái vẻ hưng phấn gì bởi vì cùng tiêu viêm ngắn ngồi giao thủ hán chính là minh bạch bất hủ liệt thần giả một trưởng này muốn nghiền ép tiêu viêm khả năng cực thấp chẳng qua ô chiến ánh mắt vẫn như cũ gắt gao tập trung vào một màn này những người còn lại cũng là như thế bọn hắn đều rất hiếu kỳ tiêu viêm là lai lịch gì mà lại những liệt thần giả càng là không có đem tiêu viêm để vào mắt dù sao không có bất kỳ khí tức cùng chấn động trong lúc nhất thời không cách nào đối bọn hắn đưa đến bất kỳ chấn nhiếp cho đến tiếp theo một cái chớp mắt Cả thét hạ xuống hắc kim cự trưởng lúc này liền là đột nhiên trì trệ. Chưa chính là toàn bộ địa tâm đều là đột nhiên run lên về sau, thanh âm ùng ùng mới là từ thượng truyền đầy ra đến, đinh tai nhức óc vang vọng phía trên không ngừng rập rờn, phảng phất giờ phút này cả viên thiên càn siêu tinh đều đang run dày. Tên bất hủ liệp thần giả, nhếch miệng lên, dường như đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, một trường này hẳn là đủ đưa người ép thành phấn vụn, bất hủ liệp thần giả phất tay áo mà đứng, một bộ người thắng dáng vẻ quan sát đầu tiên là một đạo nặng nề châm đục âm thanh tại âm thanh này vừa mới khuếch tán ra đến thời điểm chợt một đạo long trời lở đất bạo tạc làm cho tất cả mọi người cái cổ đều lập bỗng nhiên co rụt lại tiếp theo chính là nhìn thấy dường như cứng rắn đến không thể lay động hắc kim cự trường nháy mắt bạo tạc chợt hướng bốn phía vẩy ra toàn bộ địa hạch giờ phút này bộc phát ra kịch liệt run rẩy mà tại vỡ vụn cự trường bên trong chỉ thấy một thân ảnh thình lình thẳng tắp đứng lặng trong đó nâng lên cánh tay chậm rãi thu hồi tự tin có thể nhưng cáo một oai hùm, ta nhìn quỳ xuống đến người nói chuyện sợ rằng sẽ là ngươi. Nương theo lấy ầm ầm vang vọng thanh âm, tiêu viêm kịp kịch, kịch lệ xuyên thấu tính thanh âm cũng là truyền vang ra, trừ trước đó đã cảm thụ qua chấn nhiếp ô chiến bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt chấn nhiếp, nương theo lấy truyền vang mà mở thanh âm trong mắt bị vẻ kinh hãi chỗ hoàn toàn chiếm cứ. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái nguyên khí cùng lực lượng bất hủ chấn động, người này lại một quyền ngăn lại công kích của ta, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, bất hủ liệp thần giả nháy mắt yên lặng theo hắn hắc kim cự trưởng sụp đổ tâm thần cũng ngả đột nhiên run lên hắn là thần xác bất hủ ngay tại tên bất hủ liệp thần giả còn tại lâm vào tự thân hoài nghi thời điểm ô chiến thanh âm chính là truyền đến thần xác bất hủ nghe vậy bất hủ liệp thần giả trên mặt lộ ra vẻ kinh dị dù sao bất hủ thân xác vực này cường giả chính là trong truyền thuyết mới có tồn tại chí ít tại huyền âm chân giới bên trong tạm thời vẫn chưa có người nào tin tưởng có thể vẹn vẹn bằng vào tu luyện thân xác đạt tới cảnh giới bất hủ Ô Chiến nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt nhìn về phía Liệp Thần Giả, Mạnh Đan, bây giờ muốn chiến thắng người này chỉ sợ chỉ có hai người chúng ta liên thủ mới có một tên hy vọng. Thực lực của hắn rất mạnh, Ô Chiến thân ảnh đã đi tới tên là Mạnh Đan tên bất hủ Liệp Thần Giả bên cạnh, thấp giọng thì thào. Người này đến tột cùng thực lực gì? Mạnh Đan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ô Chiến thấp giọng hỏi, không có nguyên khí chấn động, nhưng ta trước đó cùng hắn từng có ngắn gọn giao thủ, thực lực chỉ sợ có thể so với bước thứ hai. Ô Chiến ánh mắt ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía mạnh đan chậm rãi nói mạnh đan nghe vậy lúc này khẽ giật mình dường như không ngờ tới tiêu viêm vậy mà lại cường đại như thế ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ phức tạp chỉ bất quá hẳn là tính không được bước thứ hai ta liên thủ hẳn là có thể đem nó chém giết ô chiến chợt lại nói mạnh đan nghe vậy về sau ánh mắt lại nhìn về phía ở xa tiêu viêm nếu là giờ phút này vứt bỏ chiến hắn dù sao cũng là một người bất hủ không đánh mà lui mặt mũi này sợ là kéo không xuống tới giúp người cũng được đem áo chém rết sau người phải thay ta làm một chuyện mạnh đan mượn cơ hội này lập tức cùng ô chiến mở ra điều kiện đối với ô chiến đến nói một khi thiên càn sưu tinh tinh thần chi lực hao tổn sao trời vẫn diệt mình bất hủ đều sẽ rơi xuống tự nhiên không có lý do cự tuyệt tốt ô chiến ngay thẳng đáp ứng nói xong hai người ánh mắt chính là cùng nhau hội tụ tại tiêu viêm trên thân ồ là muốn chuẩn bị liên thủ đạo cũng thực sự là một cái lựa chọn tốt tiêu viêm nhẹ nhàng cười một tiếng dường như vẫn như cũ xem thường mi tâm chỗ một viên tinh ấn lấp lóe. Nhưng tiêu viêm cũng minh bạch, mặc dù nguyên thần phân thân tại hấp thu tiểu vũ tinh cùng bây giờ thiên càn sưu tinh tinh thần chi lực, mi tâm bên trên một viên tinh ấn càng là có thể cho thấy, được phá đến nhất tinh nguyên thần. Cũng không hủ thủy chung là bất hủ, cho dù nguyên thần phân thân thực lực tăng lên, đồng thời ứng chiến hai tên đế chi bất hủ vẫn là tồn tại độ khó nhất định, chỉ ít nhiều muốn tùy tiện oanh sát có chút khó khăn. Bất hủ thân xác sao, huyền âm chân giới ngược lại là chưa có, chẳng qua ta liên thủ, coi những người là bất hủ thân xác cũng như thường có thể đưa người đánh giết. Mạnh đan cho dù giờ phút này ngôn ngữ cũng không có chút nào mềm yếu, mặc dù công kích bị tiêu viêm nhẹ nhõm hóa giải, nhưng đó cũng không phải là hắn chân chính át chủ bài. Hắn bản thân cảm giác vẫn như cũ tốt đẹp, dù sao mạnh đan cảm thấy, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, tăng thêm đồng dạng cũng là đế chi bất hủ bước đầu tiên ô chiến, hai người bọn họ toàn lực xuất kích nhất định có thể chém giết tiêu viêm. Chí ít giờ phút này ô chiến cùng mạnh đan trong lòng đều là giống nhau ý nghĩ cùng suy nghĩ ngay tại tiêu viêm nhìn chăm chú ô chiến cùng mạnh đan hai người ánh mắt đối đầu tiếp theo một cái chớp mắt chính là thân hình khẽ động lướt ầm ầm ra trên thân đều có cùng kim sắc bất hủ lực lượng lưu truyền gào thét ở giữa toàn bộ không gian đều phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng hai người cấp tốc tới gần ô chiến trong tay một thanh kim sắc cung tiễn ngưng tụ chậm rãi kéo ra dây cung bất hủ lực lượng ngưng tụ trở thành mũi tên một cỗ tràn ngập tuyệt đối uy áp kim sắc mũi tên không ngừng ngưng tụ mạnh đan cũng không lạc hậu trên thân kim quang đại chán, miệng há ra, một vệt kim quang lướt đi, sau đó phóng tới giữa không trung, trở tại tiêu viêm trên đỉnh đầu, một thanh kim quang cự nhận vào đầu huyền lập, tùy thời đều có thể chém xuống. Đối mặt hai người kinh người trận thế, tiêu viêm thân hình vẫn như cũ không hề bị lay động, cũng không phải bởi vì tiêu viêm không đi trốn tránh, mà là nguyên thần phân thân phương thức chiến đấu chính là như thế, không có tránh né có thể nói, nếu là muốn chiến thắng địch nhân, nhất định phải dùng nắm đấm đi đối cứng cho nên tiêu viêm không có làm bất luận cái vô vị trốn tránh đối với tới gần hai người tiêu viêm ánh mắt ngưng lại năm ngón tay đã chậm rãi nắm chặt dù sao cũng là hai vị đế trì bất hủ tiêu viêm không dám khinh thường cho dù thân thể người mạnh hơn như thế cuồng vọng cũng làm hẳn phải chết không nghi ngờ mạnh đan nhìn xem tiêu viêm như vậy không nhìn dáng vẻ trong lòng sát ý càng tăng lên tiếp theo một cái chớp mắt chính là trong tay pháp ấn biến ảo tại tiêu viêm trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra kim quang cự nhận oanh một tiếng chém xuống dưới cũng là gần như đồng thời ô chiến đưa mở dây cung lấy bất hủ lực lượng ngưng tụ kim sắc mũi tên toàn thân tỏa ra kim quang toàn bộ hư không phảng phất bị nó xuyên thủng chớp mắt liền đến đến tiêu viêm trước mặt đỉnh đầu kim sắc cự nhận cùng chớp mắt đã tới mũi tên thời khắc này tiêu viêm lúc này mới có động tác chỉ thấy tiêu viêm dáng người khom người xuống đầu tiên là một quyền đánh phía dẫn đầu tới gần kim sắc mũi tên sau đó ngẩng đầu lại là hướng phía đỉnh đầu cự nhận oanh ra đối mặt hai người hoa mỹ chiêu số Tiêu Viêm nắm đấm nhìn liền dị thường bình thản, phảng phất hoàn toàn không cùng một đẳng cấp cường giả, lại không người sẽ cho rằng Tiêu Viêm như thế bình thản song quyền có thể chống cự hai tên bất hủ công kích. Nhưng chính là tiếp theo một cái trước mắt, Tiêu Viêm hai đạo nắm đấm phân biệt đánh phía hai người tự tin công kích, truyền vào trong tay mọi người chính là hai đạo tiếng nổ, trượt đều là con người đột nhiên co lại, mũi tên sụp đổ, cự nhận vỡ vụn. Mà công kích cường hãn như vậy đều là sụp đổ tại mọi người nhìn đều cho rằng tuyệt đối không thể dưới nắm tay nhưng sự thật bày ở trước mắt tiêu viêm thời khắc này nắm đấm bốc lên khói trắng trong mắt chiến ý dần dần dày bàn chân chính là hướng về phía trước đặc mạnh ta ngăn lại hai vị công kích như vậy hiện tại cũng đến phiên hai vị an ta một quyền theo thanh âm truyền ra mạnh đan lập tức kịp phản ứng thân hình lập tức bắn ngược tiêu viêm thân hình như là như đạn pháo xuất hiện tại trước mắt của hắn mà lại trong đồng tử dần dần phóng đại hiện tại chạy cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt mạnh đan kinh hãi tại hắn trong đồng tử một cái nắm đấm thật như núi lớn giờ phút này hắn phảng phất cảm giác mình yếu ớt không chịu nổi nhịp tim đột nhiên ra tốc ở giữa trong tay tia sáng lóe lên yêu sát thánh ấn nháy mắt một đạo bách trượng thánh ấn ngăn tại trước người chẳng qua không đợi mạnh đan phản ứng yêu sát thánh ấn chính là anh một tiếng trực tiếp bạo tạc mà về sau một nắm đấm có thể nói là thế không thể đỡ nháy mắt một đạo bách trượng thánh ấn ngăn tại trước người chẳng qua không đợi mạnh đan phản ứng yêu sát thánh ấn chính là anh một tiếng trực tiếp bạo tạc mà về sau một nắm đấm có thể nói là thế không thể đỡ một quyền này trước mắt liền đến mạnh đan trước người hắn đột nhiên nâng lên hai tay ngăn cản bất hủ lực lượng tại trên cánh tay lưu truyền chẳng qua cũng chỉ là tại hơi chấn động một chút về sau cánh tay chính là truyền đến thanh âm nứt xương tiêu viêm nắm đấm không có đình trệ trực tiếp đánh nhát cánh tay kia sao trùng điệp rơi vào trên lồng ngực coi như tiêu viêm nắm đấm rơi vào lồng ngực muốn đem thân xác trực tiếp xuyên thủng trên lồng ngực một tia sáng phun chợt một đạo cự lực đem tiêu viêm cánh tay đúng là sinh sôi bắn ra. Nhưng cùng lúc đó, mạnh đan vẫn như cũ là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo ở giữa về sau bắn ngược bách trượng mới là ổn định thân hình. Nội giáp không sai, tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía thật vất vả ổn định thân hình mạnh đan mở miệng nói, mạnh đan cúi đầu trên lồng ngực quần áo toàn bộ nổ tung, độ ra trong đó ngân quang chảy xuôi thiếp thân nội giáp, đương nhiên, nội giáp phía trên cũng là lưu lại một đạo quyền ấn nếu là mới vừa rồi không có giáp này trong lúc ngăn cản, chỉ sợ một quyền kia liền sẽ tham dò vào trong đó, chỉ cần trái tim bị bắt đến, chính là không cần tái chiến. Mà lúc này, tiêu viêm lông mày ngưng lại, có chức nghiêng đầu, chính là nhìn thấy ô chiến hai tay giơ lên, một vịt kim quang mâm tròn ngưng tụ, sau đó bá chính là hướng phía tiêu viêm giận chém mà tới, hiển nhiên ô chiến mượn nhờ thời gian ngắn ngủi, ngưng luyện ra kim luân, ẩn chứa cực đoan lực lượng cử hãn. Bách trượng vòng ánh sáng chớp mắt mà tới, tiêu viêm năm ngón tay đột nhiên nắm chặt đối mặt vòng ánh sáng đấm ra một quyền tiếng nổ vang vọng toàn bộ vòng ánh sáng trì trệ ô chiến ánh mắt ngưng trọng hắn không dám có chút chủ quan đạo ánh sáng này chính là một kiện trí bảo uy lực cực mạnh đây là có thể lấy lực lượng bất hủ thi triển vũ khí sao tiêu viêm ánh mắt ngưng lại nắm đấm tới đụng nhau cảm nhận được mười phần cứng cỏi vòng ánh sáng phía trên sắc bén tia sáng càn quấy đều rơi vào tiêu viêm thần sắc phía trên trong khoảnh khắc tiêu viêm trên người áo bào bị sinh sôi chém thành vỡ nát lộ ra áo bào phía dưới thể xác cường tráng vô cùng mỗi một tấc cơ bắp đều hoàn mỹ đến cực điểm áo bào mặc dù hủy hết nhưng thân xác phía trên nhưng cũng không có bất luận một tên vết thương trượt tiêu viêm liên tục oanh ra mấy quyền kim luân chính là bị tiêu viêm sinh sôi đẩy lui tại tia sáng suy yếu một cái chớp mắt tiêu viêm càng là bàn tay nhô ra một phát bắt được hạch tâm là một cái lớn chừng bàn tay mông tròn tiêu viêm lúc này liền là bóp tại lòng bàn tay bên trong ô chiến lập tức trong lòng căng thẳng dù sao cũng là hán trí bảo một trong đồ tốt đa tạ đem tặng tiêu viêm cười nói nói xong lật bàn tay một cái liền đem nó thu nhập nạp giới ở trong ô chiến cắn răng một cái trong mắt sát cơ lưu chuyển lạnh giọng nói ra chiều thiên kim vòng cho dù đoạt đi cũng đừng hòng sử dụng thật sao như thế nói đến thật đúng là tính được là một cái trí bảo đợi chút nữa ta nhưng phải thật tốt tìm kiếm hồn ngươi tiêu viêm nhếch miệng lên nói trăm đạo đao qua hướng phía tiêu viêm bao phủ mà đến tiêu viêm thân hình chớp động không nhanh không chậm thân hình mau né đến nắm đấm gào thét ở chân bình thản nắm đấm lại tựa hồ như có thể tùy tiện hóa giải mạnh đan cùng ô chiến bất luận cái công kích gì ở xa mạnh đan mang theo một thanh mười phần khoa trương dài 5 mét đao sắc mặt âm trầm cắt gao nhìn chằm chằm tiêu viêm hiển nhiên tiêu viêm cường đại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn chẳng qua chiến đến lúc này cũng còn không có thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất đau không sai không biết kiếm thuộc sẽ thích không Tiêu Viêm cười nói, dường như đã đem mạnh đan trường đao trong tay coi là vật mình. Mạnh đan trong tay dài 5 mét đao tản ra sắc bén đao khí, dường như muốn mượn nhờ đao sắc bén phá vỡ Tiêu Viêm cường hãn thân xác, ô chiến, toàn lực xuất kích, kéo dài thêm đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Mạnh đan cũng không có tiểu húy Tiêu Viêm, trầm giọng quát chói tai, ô chiến cũng là trọng trọng gật đầu, mặc dù bọn hắn không có thi triển toàn lực, nhưng mỗi một chiêu đều là bọn hắn sát chiêu chỉ bất quá tại tiêu viêm cường hãn thân xác mới có thể lộ ra không chịu được như thế một kích. Muốn dùng toàn lực sao, cũng tốt, ta cũng không muốn cùng các người lại tiếp tục lãng phí thời gian, tiêu viêm nói, ánh mắt cũng là có chút ngưng lại, chân trụi nửa người trên cơ bắp có chút nắm chặt, mi tâm chỗ một viên tinh ẩn lóe ra, ầm. Ừ. Tiêu viêm bàn chân hướng về phía trước phóng ra, thân hình chính là trực tiếp bắn ra, dẫn đầu phóng tới khoảng cách gần hán nhất ô chiến. Ô chiến lập tức sắc mặt hoảng sợ, lập tức một đạo quang thuẫn ra thân, cùng tiêu viêm thần xác so sánh, thân thể của hắn có lẽ tại đấu thần trước mặt, chính là tường đồng vách sắt không thể phá vỡ, nhưng là tại tiêu viêm bất hủ thần xác trước mặt chính là không chịu nổi một kích. Ô chiến lập tức bị một loại cảm giác nguy cơ cho bao phủ, lúc này liền là không có chút giao dự nào, một ngụm tinh huyết phun ra, tại hắn xuất hiện trước mặt một đạo huyết sắc trận pháp, tại tiêu viêm gào thét mà đến đồng thời, chỉ thấy huyết sắc trên trận pháp, thình lình xuất hiện một vết nứt. Khe hở xuất hiện một cái chớp mắt, chính là có mấy đạo cương phong từ trong đó gào thét mà ra, sắc bén ý tứ giống như lợi kiếm chém ra. Sau đó chỉ thấy từ khe hở bên trong, một con giống như bị lột ra cự thủ, máu me đầm đìa lôi cuốn lấy ngập trời huyết khí, hướng phía tiêu viêm gào thét mà đến. Tại nắm đấm trước mặt, tiêu viêm thân hình giống như sâu kiến, vừa vạn hình cùng thực lực cũng không bằng nhau, đối mặt huyết quyền, tiêu viêm trên mặt vẫn như cũ thong xong Đây chính là lá bài tẩy của người sao, tiêu viêm nắm đấm đã là bỗng nhiên oanh ra, cùng khổng lồ nắm nấm màu đỏ, đỏ ngòm mạnh mẽ đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang va chạm, toàn bộ địa hạch bộc phát ra vang vọng, cường hãn xung kích khuấy động ra, kịch liệt chấn động làm cho cả sao trời đều phảng phất đang run rẩy, thậm chí trên mặt đất càng là sinh sôi vỡ ra, xuất hiện rất nhiều sâu không thể đáy vực sâu khe rãnh. Ở một bên, mạnh đàn ánh mắt âm lãnh, hai tay gắt gao cầm dài 5 mét đao, trên thân bảng bạc nguyên khí phun trào, kim sắc bất hủ lực lượng càng là thuận cánh tay tràn vào thân đao chỉ thấy dài 5 mét đao lại lần nữa tăng vọt, biến thành 10 mét, 50 mét, 100 mét. Mạnh đan ánh mắt ngưng lại về sau, mới đột nhiên nhìn về phía tiêu viêm, chậm rãi nâng lên hóa thành trăm thước trường đao, trực chỉ tiêu viêm, tạo hóa sai, thiên nguyên liệt thiên trảm. Mạnh đan hai tay gắt gao cầm trường đao, sau đó chậm rãi đem nó dơ lên, cho đến trên không, xa xa nhìn, dài trăm thước đao nhìn cực đoan không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thân đao bắn ra ông ông vang vọng thanh âm kim quang tại trăm mét trên thân đao chảy xuôi. Trường đao giơ lên tới gần trước ngực, trên thân đao chiếu dọi lấy mạnh đan sát cơ nồng đậm hai mắt, hai tay vặn một cái, thân đao xoay tròn, lưỡi đao sắc bén mặt hướng tiêu viêm, sau đó hướng phía tiêu viêm cách không chính là tàn nhẫn đánh xuống. Chỉ thấy toàn bộ hư không tại trường đao phía dưới sinh sôi bị chém thành hai nửa, trường đao chỗ rẹt qua nửa vòng tròn cung, hết thảy đều bị sinh sôi chém thành hai nửa, mà trong đó càng là bao quát có một đấu thần tại rất xa xa, hắn vận khí không tốt, trùng hợp ở vào trường đao xẹt qua vòng tròn bên trong, nháy mắt. Liên bị chia làm hai nửa, cũng may đã là đấu thần, cưỡng ép đem chia cắt thành hai đoạn thân xác ghép lại, bằng vào đấu thần sức khôi phục không đến mức vẫn lạc, nhưng cũng rơi cái hạ chẳng trọng thương, quỷ dị nhất chính là, một chém đúng là không có vết tích, giống như vô hình. Nhưng lại có thể trông thấy gào thét mà qua địa phương, hư không đều bị cắt ra, hiển nhiên ô chiến cùng mạnh đan đều là thi triển ra bọn hắn lá bài tẩy của mình, bởi vậy mới tại tiêu viêm một quyền phía dưới tuyệt không tá loạn mạnh đan hung hãn một chém đã gào thét mà tới tiêu viêm sắc mặt trầm xuống liên tục oanh ra mấy quyền đem huyết quyền sinh sôi đánh lui lúc này mới lập tức xoay người lại tại tiêu viêm thị giác có thể nhìn thấy chém ngang mà đến đao khí song quyền cùng nhau oanh ra bởi vì tiêu viêm cảm thụ được một chém này uy lực của nó không thể khinh thường trực tiếp chạm phá hư không một chém cùng tiêu viêm nắm đấm đột nhiên đụng nhau vô cùng sắc bén đao khí tiêu viêm nắm đấm đụng nhau một cái chớp mắt chính là tại nắm đấm bên trên lưu lại một đạo vết máu. Còn lại đau khí càng là rơi vào tiêu viêm thân xác phía trên, đau khí nháy mắt xuyên qua thân xác, mạnh đan cười lạnh, cho là hắn một chiêu này hẳn là đắc thủ, tối thiểu có thể đem tiêu viêm chém thành hai nửa. Mà tại tiêu viêm trên thân hoàn toàn chính xác xuất hiện một đầu tơm máu, cũng quả thật bị đau khí gây thương tích, đau khí tiêu tán, tiêu viêm hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, ta cái chuôi thiên nguyên chảm đau, sắc bén trình độ cảm giác như thế nào. Mạnh Đan nhìn xem Tiêu Viêm cười lạnh mở miệng, lại lần nữa là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Tiêu Viêm chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trên người tơ máu, chỉ là ánh mắt nhìn một chút sau chính là lại ngừng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Đan, rất sắc bén. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Viêm thân xác tuyệt không bị chém thành hai khúc, tơ máu đảo mắt chính là biến mất, nguyên lại hắn đạo đao khí chỉ bất quá bổ ra Tiêu Viêm tầng ngoài cùng làn da thôi, chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười huyết quyền lại lần nữa oanh đến, tiêu viêm thân hình nhất truyền, năm ngón tay nắm chặt, nắm nấm cất vào bên hông đột nhiên một quyền đánh phía huyết quyền. Nguyên bản liền chống đỡ tiêu viêm mấy quyền huyết quyền, chỉ thấy năm chỉ vạn vẹo, sau đó từ khe hở ở trong truyền đến một đạo gào thét thảm thiết âm thanh, huyết thủ đột nhiên chính là rút tiến về khe hở bên trong, vết nứt đỏ lòng cũng cứ thế biến mất. Theo huyết quyền rút về, ô chiến dường như cũng là nhận phản phệ, lúc này một ngụm lớn máu tươi phun ra. Tiêu viêm lập tức nắm lấy thời cơ, thân hình thiểm lược đến ô chiến trước người nhìn xem nháy mắt mất tinh thần không ít ô chiến ánh mắt lạnh lùng nắm đấm lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng hướng phía ô chiến trái tim đánh tới từ trước đó chiến đấu tiêu viêm cũng thăm dò rõ ràng đế chi bất hủ nhược điểm chỉ ít đế chi bất hủ bước đầu tiên lực lượng bất hủ tuyệt không tồn tại ở đan điền mà là tồn tại ở nơi buồng tim chỉ cần cướp đoạt trái tim đem nó bóc nát liền có thể phá chi cảnh bất hủ đương nhiên thân là đế chi bất hủ đều hết sức rõ ràng điểm này mạnh đan càng cẩn thận hơn cùng tỉ mỉ một chút mặc vào thiếp thân hộ giáp nếu không phải thân mang hộ giáp chỉ sợ cũng đã bị tiêu viêm xuyên thủng thân xác ra trái tim bây giờ tiêu viêm trong tay đã có hai vị đế chi tinh huyết bất hủ mặc dù tạm thời không biết có tác dụng gì nhưng lực lượng bất hủ đều là đến từ cùng giọt máu tươi này chính là đủ nói rõ nặng lượng nó đáng chết ô chiến đã tới không kịp trốn tránh tiêu viêm nắm đấm đã gần ngay trước mắt ô chiến dù sao cũng là thiên càn siêu tinh tinh chủ thủ đoạn tự nhiên không ít tiêu viêm tới gần một cái trước mắt một đạo toàn thân đen nhánh tường sắt hiện hiện tiêu viêm một quyền này lại lần nữa là đánh vào vách tường đen phía trên oanh một tiếng vách tường đen lõm nhưng tuyệt không vỡ vụn một kích không có đắc thủ mạnh đan công kích lại lần nữa đánh tới cường hãn đao khí hướng phía tiêu viêm đều bao phủ tiêu viêm nhíu mày hắn giờ phút này mặc dù mạnh đan cùng ô chiến tựa hồ cũng không cách nào tổn thương hắn nhưng cùng lúc liên tiếp công kích tiêu viêm cũng đồng dạng không có lấy được hiệu quả gì như thế tiếp tục đánh chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó có kết quả xem ra vẫn là cần bàn tôn hiện thân mới được tiêu viêm thì thào mặc dù nguyên thần phân thân lực lượng rất mạnh nhưng tại đồng thời đối mặt hai tên đế chi bất hủ thời điểm nếu như đôi bên phối hợp lẫn nhau đối với hắn tiến hành liên lụy nguyên thần phân thân liền sẽ cảm thấy có chút bất lực bởi vì không có cách nào đối bọn hắn tiến hành hạn chế tại thế công bên trên dù sao cũng là đế chi bất hủ phòng ngự thủ đoạn cũng là tương đương không ít cái này khiến tiêu viêm nhíu mày thiên càn sư tinh nơi nào đó tiêu viêm bản tôn ngồi xếp bằng cẩu nhãn bỏ tới băng uẩn thỏ trên thân mười phần hài lòng cảm giác băng uẩn thỏ trong lòng rất là sốt ruột nhìn xem không thức hoang mang tiêu viêm lại không biết tiêu viêm đến tột cùng dừng lại ở đây bên trên mục đích là cái thời điểm gì nó liền càng thêm vội vàng sao động đi tới đi lui nhưng lại không dám mở miệng đi thúc giục tiêu viêm nhưng vào lúc này tiêu viêm bản tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra không nói gì tiếp theo một cái chớp mắt thân hình chính là trực tiếp hóa thành trường hồng, bạo lướt mà lên, hướng về phương xa cực tốc lao đi. Tốc độ đột nhiên bạo tăng, lại không có bất kỳ cái dấu hiệu gì, lệnh băng ẩn thỏ hơi chậm lại về sau, nó cùng cẩu nhãn gần như đồng thời thầm mắng một câu giết thiên đao, tiếp theo một cái chớp mắt lại không thể không theo sát tiêu viêm. Bản tôn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi xong hạch tâm, mặc dù bản tôn thực lực chỉ là thất tinh đấu thần, nhưng là thi triển tố mạnh thuật về sau, hợp hai là một thời điểm, có nguyên thần phân thân cường hãn thần sát gia trì chiến lược nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp dù sao tiêu viêm bản tôn mặc dù thực lực hơi yếu lại là ẩn chứa ba cái hỏa diễm tri tâm cùng một cái lôi đình tri tâm bốn cái thiên địa thần vật mà lại chỉ có bản tôn gia trì dưới tiêu viêm mới có thể đi thi triển một chút đấu kỹ nguyên thần phân thân vẫn tại cùng ô chiến mạnh đan hai người kịch chiến cả hai cũng không dễ chịu nhưng tiêu viêm nhìn cũng rất khó triệt để đem bọn hắn đánh giết đôi bên tạm thời để lâm vào rằng co trì cục lực lượng cơ thể thật mạnh nhưng hai người chúng ta liên thủ công kích ta liền không tin ngươi có dùng mãi không hết lực lượng mạnh đan hừa lạnh một tiếng ánh mắt ngưng trọng giờ phút này lòng bàn tay của hắn còn có vết máu mình đã thấy ra năm cái chi vật phòng ngự toàn bộ đều bị tiêu viêm cho đánh nát mạnh đan biết rõ nếu như tại tiêu viêm kiệt lực trước đó phòng ngự chi vật một khi sử dụng hết như vậy hắn cũng đem 10 phần nguy hiểm chẳng qua hắn có nội giáp hộ thân trong mắt cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi một bộ tựa hồng muốn tiêu viêm mà chết ở chỗ này bộ dáng sau một lát tiêu viêm chính là không còn chủ động xuất kích mà là huyền lập ở giữa không trung bên trong mạnh đan cùng ô chiến thấy thế lúc này trên mặt chính là hiện hiện một vòng cười lạnh trong lòng tự nhủ tiêu viêm khẳng định là đến cực hạn ha ha xem ra bất hủ thân xác cũng có cực hạn hiện tại chính là đến phiên chúng ta mạnh đan cùng tiếu cầm trong tay trăm mét trưởng thiên nguyên chảm đao trên thân bất hủ lực lượng chảy xuôi mặc dù hắn cùng ô chiến đều lẫn nhau để mọi người toàn lực công kích kỳ thực cả hai đều là có lưu chuẩn bị ở sau ai cũng không nghĩ thua tại đây. Ô chiến, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, hai người chúng ta không muốn có giữ lại, giữ vững tinh thần đem nó chém, mạnh đa lúc này quát, ô chiến cũng là nhẹ gật đầu, lập tức thủ ấn biến đảo, bất hủ lực lượng bắt đầu phun trào. Song song đều chuẩn bị tế ra lá bài tẩy của mình, thế muốn triệt để đánh tan tiêu viêm, ô chiến tay cầm kim tiên, mạnh đan trăm mét chàm đao, hai người ánh mắt đều là nhìn tròng trọc vào tiêu viêm, hai người công kích chính là hướng phía tiêu viêm vào đầu bao phủ tới tại sắc bén công kích sáng lâm tiêu viêm đỉnh đầu thời điểm đao khí cũng tốt vẫn là ô chiến kim tiên hai người cảm thấy đã là nỏ mạnh hết đà tiêu viêm nắm đấm lại lần nữa là bỗng nhiên oanh ra sắc bén quyền ấn không ngừng gào thét cuồng bạo sóng dung kích càng quấy ra bộc phát ra kinh người va chạm hiện tại tiêu viêm càng nhiều hơn chính là phòng thủ gia quyền cũng mặc cho ô chiến cùng mạnh đan hai người như thế nào tấn công mạnh cũng là không cách nào chân chính dung chuyển tiêu viêm càng đừng đề cập đem nó đánh giết bọn hắn sắc mặt hơi trầm xuống cục diện như vậy thắng bại khó phân đều là đang chờ liền nhìn xem ai có thể trèo trống đến cuối cùng là bọn hắn trước bị tiêu hao hầu như không còn vẫn là tiêu viêm bị hai người bọn họ cho tiêu hao hầu như không còn chiến đấu tiến vào rằng co giai đoạn gay cấn đều rất khó tìm được nó điểm đột phá các ngươi có cái chiêu số gì liền tốt nhất hiện tại cũng xuất ra đi cơ hội cũng không nhiều tiêu viêm lẩm bẩm nói hừ hừ chỉ sợ ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà đi liền bớt ở chỗ này già ngu mạnh đan lúc này liền là hơi lạnh hai tiếng chiều tức đáp lại tiêu viêm nghe vậy chỉ là cười cười tuyệt không tiếp tục nói chuyện mạnh đan mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng kỳ thực hắn đã là đem mình thủ đoạn mạnh nhất đều đã thi triển nhưng làm sao tiêu viêm lực lượng cơ thể quá mạnh căn bản không có cách nào chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế mà lại tiêu viêm hiện tại lại là dùng phòng thủ dáng vẻ nếu là không người đối tiêu viêm tiến hành cường công liền sẽ không xuất hiện có bất kỳ một chút kẽ hở mạnh đan bỗng nhiên dừng lại thế công chợt trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, sau đó nháy mắt đem nó bóp nát. Thôi, lúc đầu nghĩ một mình đưa ngươi chém giết, cũng là xem thường ngươi, đợi chút nữa chính là để ngươi xem một chút, chiêu chọc săn thần cung là một kiện cỡ nào lựa chọn ngu xuẩn, mạnh đan bóp nát trong tay ngọc giản về sau, ánh mắt nhìn tiêu viêm chính là cười lạnh mở miệng, gọi ngươi sao, ta cũng biết. Tiêu viêm nghe vậy, khóe miệng cũng là có chút dương lên, mạnh đan nghe vậy đã thấy tiêu viêm không có bất kỳ cái động tác gì, trượt lại châm chọc nói, đừng đánh chống làng, thế giới khác trục xuất tội dân thôi, người tại huyền âm chân giới có thể để ai. Tiêu viêm nghe vậy ra vẻ một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, nhéo nhéo cái cầm, nói cũng đúng, chỉ có thể tại người viện binh tiến đến trước đó đưa người giải quyết, tiêu viêm trượt cười nói, mạnh đan cười nhạo một tiếng. Nhục thân lực lượng của người tuy mạnh, nếu là đơn đả độc đấu, chúng ta thực sự đều không phải là đối thủ của người, nhưng bây giờ người muốn một mình đối phó hai vị đế chi bất hủ bước đầu tiên, nếu là có thể giải quyết, chỉ sợ người sớm liền đem ta giải quyết xem ra người cũng rõ ràng mình tình cảnh hiện tại lớn lối như thế không nói cũng được song phương chiến đấu trong lúc nhất thời đều không có kết quả mạnh đan cùng tiêu viêm hai người một bên chiến đấu một bên treo lên miệng pháo nói lên cũng buồn cười hẳn là các ngươi san thần cung chỉ có đế chi bất hủ bước đầu tiên liền không có mạnh hơn sao tiêu viêm cười cười trong lời nói cũng là cố ý để lộ ra hắn đã không phải lần đầu tiên cùng san thần cung bất hủ giao thủ hừ thân xác bất hủ thôi san thần cung có nếu là đang làm ngươi còn chưa xứng bước cường giả thứ hai ra tay, mạnh đan cười lạnh một tiếng, không gọt nói. Nói cách khác, ngươi gọi viện binh vẫn là bước đầu tiên, tiêu viêm nghe vậy cười một tiếng, mạnh đan giờ mới hiểu được, tiêu viêm ngôn từ chẳng qua là đang bậy hán. Mạnh đan sắc mặt lập tức trở nên mười phần khó xử, không nghĩ tới ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, tiêu viêm cũng là tại lời từ hán bên trong đi bắt một chút tin tức sơ hở, không nói gạt ngươi, coi như lại đến một người bất hủ bước đầu tiên, các người cũng tương tự bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào thậm chí nói ta như muốn đi hai người các ngươi đều ngăn không được tiêu viêm tiếp tục nói nghe vậy mạnh đan lúc này mới đột nhiên khẽ giật mình kịp phản ứng đúng lấy tiêu viêm thực lực hắn rõ ràng có thể cưỡng ép rời đi nhưng lại lựa chọn đánh với bọn họ một trận lại đang làm gì vậy hẳn là hắn thật sự có viện thủ mạnh đan cùng ô chiến trong lòng đều là giật mình nhưng mặt ngoài tuyệt không biểu lộ ra dù sao cấp độ cường giả này bất kỳ một tia cảm xúc bên trên chấn động cũng có thể sẽ bị địch nhân bắt lấy sơ hở mặc dù đôi bên đều tại lẫn nhau đánh cờ tâm lý nhưng chiến đấu chưa hề đình chỉ muốn đem một bất hủ nghiền ép đến cực hạn cũng không phải một chuyện dễ dàng cái này không ngừng nghỉ chiến đấu người tới ta đi vô luận mạnh đan cùng ô chiến thi triển cái chiêu số gì đều không thể đối có được bất hủ thân xác tiêu viêm tạo thành quỷ diệt tính tổn thương rằng co vẫn còn tiếp tục tiêu viêm vẫn như cũ là phòng thủ dáng vẻ chẳng qua từ đầu đến cuối ở vào phòng thủ tiêu viêm bỗng nhiên thân hình khẽ động từ phòng thủ lại lần nữa biến thành tiến công hướng phía dẫn đầu hướng phía mạnh đan lao đi song phương kịch chiến đã tiếp tục không ít thời gian nhưng mạnh đan giờ phút này trên trán đã dày đặc mồ hôi lạnh bởi vì tiêu viêm thực lực dường như cũng không có bởi vì theo thời gian chưa qua từng có bất luận một tiêu suy yếu tiêu viêm bình thản như giếng cổ một loại con người bên trong mạnh đan chỉ cảm thấy trong lòng chấn động giờ phút này gào thét mà đến tiêu viêm đã là một quyền hướng hắn oanh tới đối với cái này mạnh đan cũng chỉ có thể lại lần nữa tế ra phòng ngự trí bảo càng một tiếng tiêu viêm nắm đấm đụng vào bên trên thời điểm đúng là bộc phát ra kim thiết và chạm thanh âm màu đen sắt vũ dù phi tốc xoay tròn chính là dùng loại phương thức này tháo bỏ xuống tiêu viêm trên nắm tay lực lượng chẳng qua tiêu viêm thân hình một cái xê dịch không có tiếp tục công kích mà là hướng phía sau bắn ngược mà đi tại về sau ngừng lại ánh mắt nhìn bỗng nhiên nhìn xem mạnh đan cùng ô chiến hai người mỉm cười viện binh của các người còn chưa tới sao tiêu viêm thanh âm truyền ra đang khi nói chuyện tại tiêu viêm sau lưng thình lình xuất hiện một thân ảnh mà đạo thân ảnh này đều không có lưu ý đến dù sao chỉ là một người thực lực đấu thần rất khó gây nên mọi người chú ý mạnh đan cùng ô chiến hai người ánh mắt đều khóa chặt tại tiêu viêm bản tôn trên thân chỉ là thất tinh đấu thần trung kỳ bản tôn giờ khác này ở mấy vị bất hủ bên trong liền lộ ra mười phần đột ngột ha ha người sẽ không phải là nói tên này đều là chính là trong miệng ngươi viện binh sao mạnh đan bỗng nhiên cười nói trong hắc ám bản tôn thân mang áo bào đen tuyệt không lấy chỉnh dung triển lộ ở trước mặt mọi người dù sao san thần cung ngay tại cầm bản tôn chân dung truy sát cho nên có thể tránh được bại lộ tiêu viêm tự nhiên là sẽ che giấu chí ít mạnh đan cho đến hiện tại cũng dường như không có phát hiện bất kỳ dị thường thân mang hấp vào bản tôn tán phát khí tức chỉ có đấu thần ánh mắt của hắn thậm chí đều là khẽ quét mà qua chưa từng chút nào để ý chỉ thấy nguyên thần phân thân nhẹ gật đầu bản tôn ở sau lưng hắn ẩn tàng chân dung Ta đã cho các người cơ hội, nhưng nhìn tới, thế nhưng là không có thật tốt nắm chắc, đã như vậy, ta liền phải thực hiện lời hứa, tại các người viện binh sắp tiến đến, xóa bỏ các người, tiêu viêm trong lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, một đôi tròng mắt bên trong lập tức sát cơ phun trào. Một đấu thần, lão tử một trường liền có thể đem hắn chụp chết, mạnh đan không gọt nói, thật sao, ta nói, tự tin quá mức chính là cuồng vọng, không nên coi thường người bất luận một đối thủ nào, trong mắt ngươi sâu kiến có lẽ sẽ muốn mạnh người. Tiêu viêm khỏe miệng có chút dương lên, cùng lúc đó, chỉ thấy hai thân ảnh trùng điệp, tại tiêu viêm mi tâm phía trên, tà tôn ấn ký hiển hiện, mà theo nguyên thần phân thân đột phá đến nhất tình nguyên thần, tại tà tôn ấn ký một bên, nguyên thần tinh ấn cũng là chậm rãi lấp lẽ. Nguyên bản không có bất luận cái nguyên khí gì chấn động tiêu viêm, theo cùng bản tôn dung hợp, bộ dáng bên trên cũng là phát sinh một chút thay đổi, nguyên thần bộ dáng biến mất, khuôn mặt biến thành bản tôn ngũ quan thần thái. Mạnh đan giờ phút này dường như cũng không có chú ý tới tiêu viêm bộ dáng biến hóa, đúng là bọn họ liệp thần giả lần truy tìm người này, chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái. Tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thình lình nhìn về phía ô chiến cùng mạnh đan, theo bộ dáng thay đổi, tiêu viêm bản tôn bộ dáng càng thêm lạnh lùng một chút, nhếch miệng lên ở giữa, cho người ta một loại tà mị cảm giác, chuẩn bị xong chưa, hai vị. Tiêu viêm thanh âm truyền ra, cùng lúc đó, nguyên bản không có nguyên khí chấn động trên thân oanh một tiếng, ánh lửa ngút trời mà lên, toàn bộ thân xác bên trên càng là có màu đen lôi đình lấp lóe, xảy ra bất ngờ biến hóa, lập tức liền để ô chiến cùng mạnh đan hai người đồng tử đột nhiên co lại. Trên người hắn làm sao đột nhiên có nguyên khí, ô chiến kinh dị nói, ánh mắt run rẩy, mạnh đan sắc mặt đồng dạng cũng là kịch biến, tại hai người còn tại chấn kinh thời điểm, tiêu viêm thân hình đã lại lần nữa lướt đi, mà mục tiêu thứ nhất vẫn là tìm kiếm cùng hắn gần đây mạnh đan. Chỉ thấy tiêu viêm thân hình hóa thành một đạo trường hồng, có bản tôn nguyên khí ra chỉ dưới, tốc độ có thể nói là bạo tăng, gần như là chớp mắt chính là đi vào mạnh đan trước người. Ngay tại mạnh đan muốn làm ra thủ đoạn phòng ngự thời điểm, trước mắt thì là bạch quang lóe lên, chớp mắt liền để thân hình hắn trì trệ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian, nhưng mà một hơi thời gian đối với tại loại chiến đấu đến nói, đã dài đằng đẵng. Trực tiếp để mạnh đan không năng động dùng phòng ngự trí bảo ngăn cản tiêu viêm nắm đấm, một quyền này lại lần nữa là trùng điệp đánh vào trên lồng ngực, tiêu viêm trước đó đã biết được lực phòng ngự kinh người nội giáp. Cho nên một quyền này càng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, xen lẫn diệt hư thiên lôi cùng bản tôn oanh thần tí lực lượng, một quyền này tiêu viêm chính là chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Một tiếng vang trầm, mạnh đan khôi phục ý thức thời điểm, nắm đấm đã rơi vào bộ ngực của hắn, giờ phút này hắn ánh mắt lồi ra, một ngụm lớn máu tây sen lẫn vỡ vụn nội tạng phun ra. Nhưng mà nội giáp trước đó đã bị qua nguyên thần phân thân một quyền, vốn là xuất hiện tổn hại, cho nên tiêu viêm một quyền này xen lẫn diệt hư thiên lôi lực lượng không có chút nào ngoài ý muốn bịch một tiếng nội giáp vỡ vụn thanh âm vang vọng về sau nắm đấm xuyên thủng thân xác mạnh đan xương sườn đều đứt gãy giờ phút này kỳ thực không cảm giác được đau đớn chỉ có thể cảm giác thân thể của mình trầm xuống phảng phất một người chết chìm vô luận như thế nào dãy rụa đều không thể nổi lên mặt nước chỉ có thể không ngừng chìm xuống dưới luân tiêu viêm cánh tay xuyên thủng thân xác mạnh đan ánh mắt ngoan lệ trong tay dần hiện ra một thanh kim sắc chủy thủ, hướng phía Tiêu Viêm lồng ngực mãnh liệt đâm mà đi. Chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, Mạnh Đan đồng tử lại lần nữa đột nhiên co lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, cầm chủy thủ bàn tay run rẩy, bởi vì trong tay kim sắc chủy thủ đúng là đụng vào tại Tiêu Viêm trên lồng ngực thời điểm trực tiếp bị đạn đoạn, không có khả năng lực lượng bất hủ ta đâu. Mạnh Đan ánh mắt bị khó có thể tin sở chiếm cứ, run rẩy ở giữa cúi đầu xem xét, bộ ngực của mình đã bị xuyên thủng phía sau cánh tay máu me bè bét chính nắm lấy một viên kim sắc trái tim. Nhưng mà quả tim này chính là mạnh đan, tại trái tim bị đoạt một cái chớp mắt, hắn cũng nháy mắt mất đi chi cảnh bất hủ, có được bất hủ lực lượng khả năng xưng là bất hủ, một khi mất đi, cảnh giới sẽ trực tiếp rơi xuống đến đấu thần, có thể nói là vừa rơi xuống thiên trượng, không, không, ta nhận thua. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, ta có thể tiến cử ngươi trở thành liệt thần giả, hết thảy quá khứ như vậy xóa bỏ vừa vạn rất tốt, mạnh đan lập tức ánh mắt run rẩy tiêu viêm giờ phút này khuôn mặt cùng hắn rất gần phát ra một đạo tiếng cười khẽ hiện tại nhận thua đã trễ tiêu viêm thanh âm rơi xuống năm ngón tay chính là đột nhiên dùng sức phịch một tiếng liền đem trái tim bóp nát nháy mắt rút về xuyên thủng thân xác cánh tay hỏa dưỡng khoảnh khắc bốc lên trên cánh tay thiêu đốt máu tươi từ từ tiêu tán tại tiêu viêm lòng bàn tay ở trong hiển hiện một giọt dòng máu màu vàng óng tăng thêm trước đó giết phượng đào cùng bùi thông hai giọt hiện tại tiêu viêm đã có được ba giọt tinh huyết bất hủ tiêu viêm lật bàn tay một cái xuất hiện một cái bình ngọc trong bình ngọc chứa hai giọt đồng dạng bất hủ tinh huyết mạnh đan đồng tử đột nhiên rụt lại giờ mới hiểu được tiêu viêm giết đã không chỉ một bất hủ trong bình ngọc bất hủ tinh huyết thì là chứng minh đa tạ giọt thứ ba tiêu viêm cười cười đem nó tinh huyết cũng chứa vào trong bình ngọc trượt còn tại trong tay lung lay mạnh đan gào thét một tiếng hướng phía tiêu viêm nổi điên giống như bổ nhào mà đến giờ phút này mất đi lực lượng bất hủ mạnh đan chính là triệt để mất đi bất luận cái gì mỉm cười tiêu viêm ánh mắt băng lãnh nhìn xem mạnh đan đột nhiên chính là một chân đem hắn trực tiếp đạp bay lực lượng lớn nháy mắt liền đen trên thân tất cả xương cốt toàn bộ đánh nát đừng giết ta ta là san thần cung ngươi như giết ta mạnh đan điên cuồng gào thét bởi vì trong mắt của hắn tiêu viêm thân hình đã là lại lần nữa tới gần không đợi mạnh đan nói xong tiêu viêm nắm đấm đã lại lần nữa đánh phía hắn Tại ở sao chiến hoàng sợ đến thân thể đều có chút run rẩy ánh mắt bên trong, mạnh đàn thân xác trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, cùng lúc đó, tiêu viêm đầu ngón tay một sợi ngọn lửa màu đen lướt đi, suy suy ở giữa, đem thịt nát toàn bộ hóa thành cho tàn. Mạnh Đan linh hồn lướt đi, hướng phía ô chiến lướt đến, giờ phút này chỉ có ô chiến có lẽ mới có thể cứu hắn một mạng, chẳng qua linh hồn vừa mới lướt đi mấy trượng chính là bỗng nhiên trì trệ, chỉ thấy trong tay tiêu viêm cầm cửu một thần hồ lô, nhắm ngay mạnh Đan linh hồn muốn thoát đi, không không ta thế nhưng là bất hủ, ta không cam tâm, mạnh đan sau cùng gào thét tại cửu mục thần hồ lô đem hắn hút vào sau im bặt mà dừng, theo tiếng gào thét dừng lại phẳng phất còn có ô chiến trái tim, hắn hô hấp đều trở nên gấp rút. Cho đến tiêu viêm ánh mắt kia thỉnh lình nhìn về phía ô chiến, cả người hắn thân thể phẳng phất đều triệt để cứng đờ, ô chiến không có chạy trốn, bởi vì hắn biết, giờ phút này nếu là mình có suy nghĩ chạy trốn, chỉ sợ một chút cơ hội sống sót đều đem không có. Tiêu viêm bỗng nhiên vừa quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía ở xa mấy thân ảnh, mà mấy thân ảnh chính là chỉ có đấu thần thực lực liệp thần giả. Tiêu viêm thân hình lướt đi, ngay lập tức không có đi quản ô chiến, mà là sấm xét ra tay, làm tiêu viêm xuất thủ thời điểm, có mấy tên liệp thần giả há to mồm, hoảng sợ nhìn xem tiêu viêm, ngươi, ngươi vậy mà là. Chỉ tiếc lời nói còn cũng không nói ra miệng, tiêu viêm nắm đấm đã gào thét mà tới, bọn hắn thậm chí liền truyền tống ngọc giàn cơ hội đều không có, hiển nhiên đến cuối cùng, có mấy tên liệp thần giả tại tiêu viêm tới gần thời điểm nhận ra tiêu viêm bộ dáng đúng là như thế tiêu viêm nhất định phải toàn bộ giấy khẩu ở xa truyền đến tiếng vang trầm nặng mỗi một đạo tiếng vang đều để ô chiến tâm thần chấn động giấy lát về sau tiêu viêm từ đằng xa mà đến trong tay vớt thứ gì thả gần xem xét về sau mới phát hiện trong tay tiêu viêm toàn bộ đều là nạp giới xem ra san thần cung bình thường không ít nghiền ép liền xem như đấu thần cả đám đều mập như thế tiêu viêm trực trực miệng những cái trong nạp giới đều có bàng bạc thần nguyên khí đan tăng thêm đã bị tiêu viêm xóa bỏ mạnh đan thu hoạch nạp giới tiêu viêm bây giờ có thần nguyên khí đan tụ tập cùng một chỗ đã có ba nghìn tỷ đây là một cái cỡ nào bàng bạc số lượng nhưng tiêu viêm dường như vẫn chưa đủ bởi vì hắn biết nếu như thần hy thật một khi cùng thái hư khai chiến ba nghìn tỷ thần nguyên khí đan là còn thiếu rất nhiều cho nên có thể đủ tại dự trữ càng nhiều tình huống dưới tiêu viêm sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội đến chỗ liệp thần già đều không ngoại lệ tiêu viêm tại đánh giết mạnh đan về sau đem mấy liệt thần giả toàn bộ xóa bỏ ban điểm một cái trong tay nạp giới thu hoạch chi vật về sau tiêu viêm đem cất kỹ ánh mắt giờ phút này mới chính thức nhìn về phía ô chiến mạnh đan chết đi để ô chiến trong lòng phòng tuyến triệt để sụp đổ giờ phút này chỉ ít tại trong ánh mắt của hắn đã không có mảy may chiến ý cùng mạnh đan liên thủ đều không thể đem tiêu viêm giải quyết thời khắc này tiêu viêm thực lực nháy mắt lại lần nữa bạo tăng ô chiến minh bạch hiện tại nếu như kiên trì còn Muốn cùng tiêu viêm chiến đấu, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa, người qua đây, tiêu viêm nhìn xem ô chiến, nhẹ nói. Ô chiến thân hình hơi chấn động một chút, có thể nói là trở thành đế chi bất hủ về sau, còn là lần đầu tiên để hắn cảm thấy kinh hãi cùng sợ sệt, tại huyền âm chân giới nồng đậm tài nguyên phía dưới, có lẽ sinh ra vô số đấu thần, nhưng đế chi bất hủ bởi vì tại về số lượng có nghiêm khắc hạn chế. Cho nên số lượng cực ít, đế chi bất hủ bước đầu tiên cũng đã áp đảo ngàn vạn chúng sinh. Ô chiến đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được tử vong gần như thế, ánh mắt run rẩy, nhưng là không có lựa chọn, chỉ có thể là lựa chọn ngoan ngoãn xảo xào đi vào tiêu viêm trước mặt. Tiêu viêm đối với hắn dương lên ngón tay, ô chiến lập tức khó hiểu nhìn xem tiêu viêm, không hiểu tiêu viêm là có ý gì, muốn mạng sống sao, tiêu viêm nhìn xem ô chiến, nhíu mày, đương nhiên. Ô chiến nặng nề gật đầu, cho dù là đế chi bất hủ, như cũ về nhận sinh mệnh uy hiếp, mặc dù tiếp cận vô hạn thọ nguyên, nhưng như cũ sẽ bị giết chết thế nhưng là tại ngươi thiên càn sư tinh bên trên chết một bất hủ liệp thần giả và mấy tên liệp thần giả ta như giờ phút này không giết ngươi san thần cung liền sẽ tại ngươi nơi này tìm được manh mối dường như tìm không thấy lý do để ngươi mạng sống tiêu viêm một bộ khó xử bộ dáng chậm rãi nói ta lập tức rời đi thiên càn sư tinh trong thời gian ngắn liệp thần giả cũng tìm không được ta bất hủ cứ yên tâm đi ta sẽ không tiết lộ ngài nửa phần tin tức ô chiến hết sức chăm chú nhìn về phía tiêu viêm kiên định không thay đổi nói nếu ngươi đổi lại là ta sẽ tin sao Tiêu Viêm nhìn xem Ô Chiến, chậm âm thanh lại nói, Ô Chiến cắn răng một cái, trong lòng cân nhắc, như đổi lại hắn là Tiêu Viêm, đinh sẽ không lưu sau đó hoạn, tất nhiên sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc, tại thế giới này bên trong, niềm từ chính là đáng chết. "Sẽ không?" Ô Chiến cuối cùng cắn răng một cái, nắm đấm nắm chặt, hắn dường như đã dự liệu được mình kết cục. Nhìn xem Ô Chiến, Tiêu Viêm ánh mắt có chút thú liễm, giờ phút này bản tôn đã là từ nguyên thần phân thân bên trong tách ra đến giờ phút này đứng lặng tại tiêu viêm sau lương thân mang trường bào màu đen che giấu bộ dáng chết sống có số chỉ hy vọng không muốn xóa bỏ thiên càn siêu tinh bên trên những sinh linh khác ô chiến ánh mắt lộ ra một vòng thoải mái thậm chí không có muốn phản kháng ý chí cũng không phải hắn mềm yếu mà là hắn chỉ là muốn dùng mình sau cùng tôn nghiêm lại hộ thiên càn siêu tinh một lần thân là tinh chủ hắn có dạng này đảm đương cùng giác ngộ hiển nhiên cùng những liệt thần giả hoàn toàn không phải cùng loại người Ô chiến thực lực cỡ nào đến từ không dễ hắn hiểu được, mình trở thành đế chi bất hủ càng là chưa hề rời đi thiên càn siêu tinh, làm tinh chủ, từ đầu đến cuối bảo hộ sao trời chính mình, cho dù giờ phút này, hắn cũng tâm hệ sao trời mình, càng là không quên sứ mệnh. Tiêu viêm nhìn xem ô chiến, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, tiêu viêm cũng không phải người nhân từ gì, chẳng qua chí ít lần này cũng là bởi vì hấp thu tinh thần chi lực, ô chiến làm tinh chủ chuyện đương nhiên, cho nên bản thân không có cái gì thù hận có thể nói. Nhưng so với người khác tu luyện, cũng sẽ không như tiêu viêm như vậy cũng đều vì sao trời sinh linh cho nên suy xét chỉ cướp đoạt một nửa tinh thần chi lực đối với thiên cản siêu tinh loại này cỡ lớn sao trời đến nói thì thực ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn cũng chính bởi vì vậy tiêu viêm mới có thể lựa chọn tìm kiếm lớn như vậy sao trời làm nguyên thần phân thân tài nguyên tu luyện nếu là bình thường một loại sao trời chỉ sợ nguyên thần phân thân cướp đoạt tinh lực về sao liền sẽ triệt để tiến thành một viên phế tinh vực sâu cực điện nguyên biết sao tiêu viêm nhìn xem dứt khoát quyết nhiên ô chiến sau đó chậm âm thanh mở miệng nói mà ô chiến cũng dường như không có tại tiêu viêm trên thân cảm nhận được bất kỳ sát khí nào nào về sao ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm biết ô chiến nhẹ gật đầu biết bao nhiêu tiêu viêm lại hỏi ô chiến trượt cắn răng một cái nhìn xem tiêu viêm nói ra trận chiến này ta đã nhận bại rất không cần phải như thế ô chiến giờ phút này coi là tiêu viêm là có cái gì giờ hơi muốn tra tấn với hắn trả lời ta ngươi hiểu bao nhiêu tiêu viêm lại một lần chăm chú nhìn ô chiến hỏi dù vậy, tiêu viêm trên thân vẫn không có sát khí, lệnh ô chiến hơi chậm một chút nghi, không nói hiểu rõ người phần, nhưng ít ra có sáu phần, ta kỳ thực chính là từ vực sâu cực địa ở trong mà tới. Ô chiến đã làm tốt quyết tâm quyết tử, cũng là không có chút nào tị húy đem hắn một mực xấu giếm sự tình nói ra. Tiêu viêm cũng không hiểu biết, huyền âm chân giới bên trong, đều là phi thường mâu thuẫn đến từ vực sâu cực địa sinh linh, bởi vì tàn khốc hoàn cảnh để bọn hắn tâm từ kín đáo, lại tính tình càng là đang nghi lạnh khốc, thủ đoạn càng là tàn nhẫn quả quyết. Chỉ cần gánh vác lấy vực sâu cực địa chi tên, tại huyền âm chân giới bên trong, không có sao trời sẽ nguyện ý tiếp thu, thậm chí khả năng lọt vào đám người thảo phạt cũng chỉ là trạng thái bình thường. Tốt, ta có thể không giết người, nhưng người phải theo ta cùng nhau đi tới vực sâu cực địa. Tiêu viêm nhìn xem sắc mặt khó coi ô chiến, bỗng nhiên mở miệng nói ra, sau lập tức sững sờ, vốn cho rằng tiêu viêm sẽ mượn hắn là vực sâu cực địa xóa bỏ hắn. Lại không nghĩ tới tiêu viêm ý đột biến, dù sao tại huyền âm chân giới bên trong, nhưng không có người sẽ tự chúc nhục nhã tiến về vực sâu cực địa loại cấm địa bên trong, có thể được xưng là cấm địa, là đủ nói rõ vực sâu cực địa bên trong ẩn chứa nguy hiểm. Cái gì, ngươi muốn đi vực sâu cực địa? Ô chiến lúc ấy khép sợ nói, tiêu viêm bình tĩnh nhẹ gật đầu, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, chẳng qua vực sâu cực địa rất quỷ dị, chết ở trong đó bất hủ đều không phải số ít, có cần gì phải sự tình muốn đi trong đó sao? Ô chiến dò hỏi hắn từ vực sâu cực địa bên trong thật vất vả mới đi ra, nghe xong muốn trở về, sắc mặt so chết còn muốn trắng bệch. Tiêu viêm khẽ gật đầu, nhưng tuyệt không báo cho ô chiến hắn vì sao muốn đi, tiêu viêm chỉ là đơn thuần muốn bắt cái tráng đinh, chỉ ít nhiều một bất hủ, có một ít chiến đấu liền có thể giải quyết dễ dàng. Nghe nói ô chiến là từ vực sâu cực địa bên trong đi ra về sau, tiêu viêm lập tức quyết định đem hắn bắt lên đồng hành, có một người biết đường, dù sao cũng so mang theo con thỏ ngốc muốn tốt. Tiêu viêm lẩm bẩm nói, chẳng qua tiếng nói vừa dứt liền gặp băng uẩn thỏ tại ở xa ánh mắt oán trách nhìn xem tiêu viêm ta có lựa chọn sao ô chiến đáng chết bật cười tuy nhiên là có trừ cái đó ra còn có một con đường chết ngươi dự định chọn cái sau sao, sao? tiêu viêm mỉm cười chính là nói xem ra hắn coi như tại không muốn cũng chỉ có thể tạm thời làm tiêu viêm mã tử một giây sau ô chiến càng là hiểu chuyện dâng lên bình hồn máu tiêu viêm tiếp nhận hồn máu nháy mắt cảm giác được ô chiến hiểu chuyện có chút để người cảm thấy đáng thương hiện tại có thể thả bọn họ đi sao ô chiến nhìn về phía sau lưu một đám một đám đấu thần mấy chục người thở mạnh cũng không dám cực nóng không gian bên trong chỉ cảm thấy trên người lông tơ đều dựng đứng lên lớn viên mồ hôi lạnh tại trên trán ngưng tụ xóa đi bọn hắn ở chỗ ký ức này tiêu viêm nói ô chiến gật gật đầu lập tức chuyển thân công chúng đấu thần ở chỗ này ký ức toàn bộ xóa đi đại chiến ta tiêu hao rất nhiều tất cả mọi người thân nguyên khí đan đều toàn bộ nộp lên trên tiêu viêm lại nói ô chiến nghe vậy ngẩn người trong lòng tự nhủ, tiêu hao rất nhiều. Hắn đang nghĩ, chiến đấu tiêu hao rất nhiều hẳn là hắn cùng mạnh đan, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể, nơi nào đến cực lớn tiêu hao. Ô chiến bất đắc dĩ, chỉ cần đem tất cả mọi người thân nguyên khí đan đều thu thập lại, giao cho tiêu viêm, những người này sao liệp thần giảm muốn nghèo nhiều, đông đảo đấu thần cộng lại cũng bất quá chỉ có 50 tỷ thần nguyên khí đan không đến, ta rất hiếu kỳ, bất hủ thân xác cũng có tiêu hao sao. Ô chiến là thật cảm thấy kỳ quái, mới mở miệng hỏi thăm tiêu viêm tiêu viêm nghe vậy thì là làm ho hai tiếng vò đầu cười cười cái này không phải là không tốt ăn cướp trắng trợn cũng nên tìm lý do sao đúng rồi người cũng cùng nhau nộp lên trên ô chiến lăng ngay tại chỗ cuối cùng ánh mắt kia là vô cùng cổ quái nhìn xem tiêu viêm đều có được thân xác bất hủ làm sao còn làm loại này hoạt động là để ô chiến trái lo phải nghĩ đều không có cách nào nghĩ rõ ràng ô chiến xuất ra mình tất cả thần nguyên khí đan cũng vẻn vẹn chỉ có một trăm tỷ cộng lại còn không có bằng một tên liệp thần giả thần nguyên khí đan các ngươi thật là nghèo tiêu viêm không khỏi nói ô chiến nụ cười trên mặt nháy mắt liền không nhịn được đều cấp sạch không còn còn muốn quay đầu rèm pha một câu khi nào xuất phát ô chiến tại nụ cười bất đắc dĩ bên trong hỏi thăm tiêu viêm đợi một chút tiêu viêm chậm rãi nói đợi một chút chờ cái gì ô chiến hỏi liệp thần giả không phải muốn gọi viện binh sao thuận tay đem hắn cũng đoạt đi ra ngoài không chiếm chính là ném các ngươi cần phải thật tốt học một ít, không thể lãng phí tài nguyên, tiêu viêm chững chạc đàng hoàng giáo dục ô chiến nói, lập tức ô chiến một đôi tràn ngập ánh mắt u oán nhìn xem tiêu viêm, thật không biết nói cái gì cho phải. Ô chiến cũng là lần đầu tiên gặp được tính tình bất hủ của quái như vậy, đối với cường giả bất hủ đến nói, thân nguyên khí đan vẫn như cũ là trực tiếp nhất bổ sung cùng tài nguyên, dù sao cái gọi là lực lượng bất hủ, đều chỉ là nguyên khí nội tình tăng lên cùng chất biến. Người như vậy tất nhiên sẽ chọc giận san thần cung, theo ta được biết san thần cung ở trong có được bước thứ hai thậm chí bước thứ ba cường giả một khi bọn hắn ra tay ô chiến đối với tiêu viêm hành vi có nhiều không hiểu tại huyền âm chân giới bên trong cơ hồ đều muốn e ngại san thần cung ba phần liền xem như cường giả bất hủ đều sẽ không dễ dàng đi trâu chọc san thần cung một số thời khắc chính là cần đoạt thức ăn trước miệng cọp dạng này mới kích động tiêu viêm xem thường đối với cái này thì là kề nhạt một tiếng trước mắt khoảng cách thiên cản siêu tinh hai năm trong vòng khoảng cách cũng không có cường giả bất hủ tới gần còn muốn tiếp tục tại đây đợi sao? Ô Chiến cảm thấy tiêu viêm hẳn là cái nào đó thế giới mới trục xuất đến đây tội danh, cho nên mới không sợ san thần cung. Ồ, hẳn là hắn nói gọi viện binh là gà ta hay sao? Tiêu viêm nhíu mày, đến thiên càn siêu tinh chủ yếu chính là vì nguyên thần phân thân tu luyện, bây giờ hấp thu xong tất, cũng không có lý do tiếp tục đợi ở đây tinh, nên không phải, chỉ sợ chỉ là khoảng cách quá xa, trong thời gian ngắn không được kịp đến thôi, Ô Chiến nói, tiêu viêm lập tức liền khoát tay áo. Đã như vậy, Vậy liền không còn lưu thêm, dù sao bọn hắn hẳn là cũng có biện pháp tìm tới ta, đi thôi, chậm trễ không ít thời gian, cũng nên xuất phát vực sâu cực địa. Tiêu Viêm Dương lên tay, vực sâu cực địa cũng là không phải tiêu viêm mục đích, trước khi đến vực sâu cực địa trên đường đi, chỉ cần có cơ hội tăng thực lực lên, chân chính mục đích đều là giống nhau. Chỉ bất quá bản tôn tăng lên liền hơi muốn chậm chạp rất nhiều, từ nữ đế trong miệng tiêu viêm biết được thế giới khí tức về sau, kỳ thật cũng minh bạch, bản tôn bây giờ muốn đột phá đến bất hủ chỉ sợ đơn thuần dựa vào tạo hóa đã là khó mà đạt tới. Nhất định phải đoạt được đầy đủ thế giới khí tức về sau, tiêu viêm bản tôn có khả năng tại thời gian ngắn có thể đột phá đến bất hủ, nếu không nguyên khí nội tình cần thời gian tới lui tích lũy, muốn đụng vào bất hủ, ít nhất cần đạt tới cửu tinh đấu thần đỉnh phong. Nhưng mà bản tôn vẻn vẹn chỉ là thất tinh đấu thần trung kỳ, khoảng cách cửu tinh đấu thần đỉnh phong, còn chênh lệch lấy manh mông khổng lồ nguyên khí nội tình, chẳng qua tiến vào huyền âm chân giới về sau, nơi này tạo hóa rất nhiều ngay tại nguyên thần phân thân lúc tu luyện, bản tôn tại thiên càn siêu tinh ở trong tìm kiếm nguyên khí nồng đậm tinh thuần chi địa, cũng là để nguyên khí nội tình lại lần nữa tăng lên 5 triệu, giờ phút này đã là đi vào 48 triệu. Còn kém 6 triệu nguyên khí nội tình tiêu viêm liền có thể đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ, về phần thần kiếp, tiêu viêm cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, vô cùng chân thực chiến trường thời viễn cổ, kiếp hẳn là muốn để tiêu viêm ở trong đó đạt được một chút tin tức, cho đến trước mắt, tiêu viêm biết được cũng không. Nhiều, cho nên tiêu viêm chờ mong đột phá bát tinh đấu thần thời điểm thần kiếp lại lần nữa tiến vào chiến trường thời viễn cổ có lẽ lần này có thể ở trong đó đạt được một chút tin tức hữu dụng chí ít tiến một bước thấy rõ viễn cổ thần hy đến tột cùng xảy ra chuyện gì tiêu viêm cũng có thể nhìn thấy đến tột cùng xâm lấn là như thế nào một trận chiến đấu tại thái hư xâm lấn thời điểm hắn lại có thể làm những gì thái hư xâm lấn thần hy thời gian càng ngày càng gần tại tiêu viêm rời đi thần hy về sau cũng là từ khuê quân trong cơ thể tiêu viêm giấu ở trong đó ý thức biết được thiên nhân phủ đối tiêu viêm còn đang tiến hành toàn lực điều tra bọn hắn dường như cũng không quá tin tưởng tiêu viêm như vậy vẫn lạc chẳng qua cũng đã xác định tiêu viêm đích thật là rời đi cổ thần giới chỉ ít cần thời gian rời đổi mới có thể để cho thiên nhân phủ thật tin tưởng tiêu viêm đã vẫn lạc nhưng ít ra còn không phải hiện tại loại này tìm kiếm có thể nói là người cực khổ vật cực khổ theo thời gian trôi qua tin tưởng tiêu viêm vẫn lạc người liền sẽ càng ngày càng nhiều tôn thượng chuyển thế vẫn là tin tức càng là xuyên tại đấu thần liên minh kim thái vi trong tay từ thiên nhân phủ tin tức chuyển đến kim thái vi tự nhiên là sẽ không đi hoài nghi chết sao thật sự là đáng tiếc có thể nói xong kim thái vi khóe miệng chậm rãi ngầng thương thế của hắn cũng là trải qua đã lâu mới cuối cùng có thể khỏi hẳn thực lực dường như lại có chỗ tinh tiến chết sao thật sự là đáng tiếc có thể nói xong kim thái vi khóe miệng chậm rãi ngầng Thương thế của hắn cũng là trải qua đã lâu mới cuối cùng có thể khỏi hẳn, thực lực dường như lại có chỗ tinh tiến. Lần này tiêu viêm là một màn kịch, mặc dù hoàn toàn chính xác giả một chút, nhưng ít ra người khác là thật biến mất, để thiên nhân phủ cũng là đối với cái này đến cuối cùng không thể không tin, tốt, đều thu xếp thỏa đáng, một khi rời đi thiên càn siêu tinh không người làm chủ, huống chi bây giờ tinh lực. Ô chiến từ xa bưng lướt đến, tiêu viêm đã từ lòng đất rời đi, bản tôn xếp bằng ở nào đó linh tuyền ở trong hồi lâu về sau tiêu viêm chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ băng ẩn thỏ nói khẽ tốt đi thôi băng ẩn thỏ không tệ phiền cúi một phen thân hình chấn động hóa thành mấy chục trượng tiêu viêm thân hình xây dịch chính là xếp bằng ở băng ẩn thỏ lưng bên trên ô chiến cũng đi theo muốn lướt về phía băng ẩn thỏ bộ lưng chỉ thấy băng ẩn thỏ một đôi đỏ mắt mạnh mẽ chừng ô chiến một chút ô chiến đành phải là cười khổ một tiếng như thuận đi theo phía sau sau đó hóa thành một đạo trường hồng hướng phía hư không lao đi nơi đây khoảng cách vực sâu cực địa vẫn còn rất xa tiêu viêm mở miệng hỏi nơi này hư vô cùng hư vô hải không hề giống gần như không có hư không phong bạo cho nên không cần phương chu liền có thể ở trong hư không di động đã không xa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng hai năm liền có thể đến ô chiến trả lời tiêu viêm nói ngươi cảm thấy trên đường này sẽ có ngoài ý muốn sao tiêu viêm trầm mặc một lát lại nói cái này ta nơi nào nói đến chuẩn ô chiến cười khổ cười chẳng qua ta cảm giác hẳn là lập tức ngoài ý muốn liền sẽ tìm tới chúng ta tiêu viêm nói ô chiến nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn về bốn phía hư vô hắn linh hồn chi lực tự nhiên không có cường đại bằng tiêu viêm nhưng cũng lập tức càn quét bốn phía nhưng cũng không có phát hiện dị thường cũng không phát giác có cái dị thường gì ô chiến đại xác định chung quanh cũng không có cái khí thức khác thời điểm trả lời phương hướng đông người đi giải quyết một cái tiêu viêm nói ô chiến nghe vậy chính là hồ nghi nhìn về phía đông tại xác định tiêu viêm chưa hề nói cười tình huống dưới chính là thân hình khẽ động hướng phía đông lao đi hồi lâu về sau ô chiến mới là từ phía đông chạy tới trên tay còn thình lình dẫn theo hai đầu người liệt thần giả tiêu viêm hỏi vâng một người bát tinh đấu thần một cái cử tinh đấu thần xem ra cũng đã đi theo chúng ta có một đoạn thời gian vì để tránh cho hành tung tiến một bước tiết lộ ta liền đem bọn hắn cho giết ô chiến nói tiêu viêm có chút nhíu mày vốn cho rằng ô chiến là một người nhát gan sợ phiền phức e ngại san thần cung người không sợ san thần cung trả thù tiêu viêm cũng là không khỏi mà hỏi sợ đương nhiên sợ nhưng nếu để bọn hắn thật đuổi kịp chúng ta đến lúc đó phát hiện ta cùng ngươi đồng hành đây chẳng phải là càng là một con đường chết ô chiến có chút không tức giận nói cho nên mới chỉ có thể như vậy hủy thi diệt tích chỉ ít hai tên đấu thần so với tiêu viêm tiêu diệt giết bất hủ so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới giác ngộ không sai vậy ngươi nhưng phải đem thân phận giấu kỹ tiêu viêm mỉm cười người là vừa cảnh linh hồn chi lực. Ô Chiến hỏi, xem ra trên người chúng ta hẳn là lưu lại cái gì, phương bắc lại tới mấy người, nên không có bất hủ, Tiêu Viêm nhíu mày lại nói, Ô Chiến thân hình khẽ động, lại lần nữa chuẩn bị hướng phía phương bắc lao đi, Tiêu Viêm lại là gọi hắn lại, đợi một chút, Ô Chiến hơi sững sờ, không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm. Không giết sao, đương nhiên muốn giết, chỉ bất quá thời điểm giết đừng quên một sự kiện, Tiêu Viêm nhắc nhở, ta biết, bọn hắn linh hồn ta một người đều không có bỏ qua. Ô Chiến nghiêm túc trả lời, tiêu viêm thỉnh lình nhìn thoáng qua Ô Chiến, chính là Phi thường nói nghiêm túc. Ta nói, đi ra ngoài không chiếm chính là ném, giết bọn hắn thời điểm đừng đem nạp giới cho hủy, ngươi không quan tâm ta còn muốn. Ô Chiến nghe vậy tại chỗ sửng sốt, hắn giờ phút này thậm chí Phi thường hoài nghi, tiêu viêm đến cùng có còn hay không là bất hủ, thân nguyên khí đan là bất hủ đều sẽ không thái quá khuyết thiếu, như tiêu viêm như vậy ái tài bất hủ, Ô Chiến thật còn là lần đầu tiên thấy. Nghe xong tiêu viêm can dặn về sau, ô chiến thân hình lướt về phía phương bắc đợi hắn lúc trở lại lần này không có mang theo đầu mà là cầm trong tay mấy viên nạp giới chuyển tay chính là ném cho tiêu viêm thu hoạch cũng không tệ lắm tiêu viêm cười cười ô chiến thì là trao mày sắc mặt có chút không dễ nhìn thế nào thủ thương sao tiêu viêm dò hỏi ô chiến lắc đầu không có ta chỉ là có chút lo lắng ô chiến giờ phút này hoàn toàn thành tiêu viêm mã tử cùng tay chân liệt thần giả đến không ít người truy kích toàn bộ đều là ô chiến ra tay giải quyết liệt thần giả đến tột cùng là lấy cái gì đang truy tung chúng ta ngươi có biết tiêu viêm khó hiểu mà hỏi ô chiến nghe vậy về sau cau mày càng thêm lợi hại dường như có lời gì khó nói tiêu viêm dường như biết cái gì lập tức vỗ vỗ bằng uẩn thỏ ra hiệu nó tạm thời dừng lại ô chiến nhất định biết được cái gì bằng uẩn thỏ lại là một cái không vui lòng nhưng lại không dám nói gì tiêu viêm nhìn về phía bốn phía hư không lại hỏi san thần cung sở dĩ có thể tìm tới chúng ta hẳn không phải là bởi vì tại trên người chúng ta lưu lại cái gì đi, đoạn ta đều cẩn thận quan sát một chút, những người này truy kích mà đến liệp thần giả, tất cả đều tại chúng ta trước đó chỗ dừng lại một chút vị trí xuất hiện. Lại nói rõ bọn hắn hẳn là có một loại nào đó chi pháp nhìn trộm, chỉ có thể truy tìm ta tung tích, tiêu viêm chậm rãi mở miệng, lời vừa nói ra, ô chiến chính là kinh ngạc nhìn tiêu viêm, là cái đại trận gì sao? Tiêu viêm quay đầu nhìn về phía ô chiến, hắn cũng chỉ là suy đoán, chỉ có ô chiến mới hiểu cụ thể đây là quyền mây đổi thiên trận là săn thần cung mạnh nhất trận pháp những liệp thần giả sở dĩ biết được chúng ta phương vị tất nhiên chính là trận này mà lại một khi chúng ta bị trận này khóa chặt cũng đem cực kỳ nguy hiểm ô chiến nói ra sự lo lắng của hắn cho nên người sở dĩ không chút do dự xóa bỏ những người truy tìm mà đến liệp thần giả cũng chính bởi vì trận tiêu viêm nhìn về phía ô chiến cái sau nặng nề vật đầu chẳng qua săn thần cung bình thường sẽ không phát động trận này xóa bỏ bởi vì cần vận dụng bàng bạc lực lượng bất hủ đại giới rất lớn, nhưng thông qua trận này truy tung chúng ta, lại không phải cái vấn đề lớn gì. Cho nên ta đề nghị, đừng ngừng lại, hiện tại xác định san thần cung thật là dựa vào quyền mây đổi thiên trận đang truy tung chúng ta, chỉ sợ rất nhanh liền có bất hủ đại năng sẽ truy kích mà đến. Ô chiến sắc mặt ngưng trọng nói, lúc trước hắn cũng không xác định, bởi vì không nghĩ tới san thần cung vậy mà thật sẽ vận dụng trận này, đại trận sao, nếu là trận pháp, tiêu viêm nói xong, chính là run lên tay áo ở trong vờ ngồ cầu nhãn lại bắt đầu nghiền ép quyển gia ta sức lao động thật sự là thất vọng đau khổ làm sao lại có loại người như ngươi cẩu nhãn hùng hùng hồ hồ từ tiêu viêm tay áo ở trong bay ra ngươi trang cái gì chuyện này không phá nổi thì thôi không cần ở đây mất mặt tiêu viêm thình lình nói nghe vậy cẩu nhãn lập tức mắt to lập tức chừng lão đại phần viện tia máu nói đùa cái gì trên thế giới liền không có quyền gia ta không phá nổi đại trận tiêu viêm một câu cẩu nhãn tại chỗ liền gấp ta không tin tiêu viêm lại nói bà nội hắn, để quyển ra ta xem một chút là cái đại trận gì, ta tại chỗ phá cho ngươi xem, chỉ thấy cầu nhãn vừa mới nói xong, mắt to bên trong lam quang chính là hướng phía hư không nơi nào đó khối động mà đi, chỉ thấy ở xa hư không, xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy huyền diệu trận pháp. Trông thấy trận pháp xuất hiện ô chiến lập tức đồng tử co rụt lại, ta từng gặp một lần bất hủ liệp thần giả trưởng khống trận này, giống nhau như đúc, trận pháp sau khi xuất hiện. Ô chiến lập tức liền xác nhận đây chính là hán trong miệng lời nói quyển mây đổi thiên trận. Ý tứ bất hủ liệp thần giả khả khống trận này giết người, Tiêu Viêm hỏi, nếu là như vậy, hắn đã xóa bỏ ba người bất hủ liệp thần giả, cũng chưa từng nhìn thấy qua bọn hắn vận dụng trận này. Ta cũng không lớn thanh trừ, ta chỉ biết trận này cần vận dụng cường đại lực lượng bất hủ, trận nhãn tại san thần cung bên trong, nếu là đế chi bất hủ bước đầu tiên cường giả, nghĩ đến muốn vận dụng trận này giết người, nếu là chỉ có một người tất nhiên khó mà điều khiển, Ô Chiến nói. Cho nên, trước đó ta giết tên liệp thần giả kia, hắn kêu gọi viện binh chính là nghĩ liên thủ mở ra trận này đối ta tiến hành xóa bỏ tiêu viêm đôi mắt nhắm lại hồi tưởng trước đó mạnh đan biết rất rõ ràng đế chi bất hủ bước đầu tiên đối với hắn kỳ thực cũng không quá lớn uy hiếp về sau lại như cũ đem nó gọi đến vô cùng có khả năng chính là tiêu viêm suy đoán ô chiến khẽ gật đầu hoàn toàn chính xác hẳn là tồn tại khả năng này dù sao gian thần cung quyền mây đổi thiên trận chỉ cần là bất hủ liệt thần giả đều có thể tại huyền âm chân giới từng cái địa phương mở ra như thế nói đến san thần cung trận này bao trùm lấy toàn bộ huyền âm chân giới. Tiêu viêm nhíu mày, dạng này đại trận cùng thần phạt chi địa thần phạt đại trận ngược lại là cực kỳ tương tự, nếu thật sự là như thế, trận này uy hiếp thế nhưng là không nhỏ. San thần cung chân chính có uy hiếp cũng đích thật là quyền mây đổi thiên trận, từng có một đế chi bất hủ bước thứ ba cường giả, đã từng bị san thần cung mấy đế chi bất hủ bước đầu tiên liên thủ vận dụng trận này đem hắn xóa bỏ. Ô chiến ngưng trọng nói, có thể xóa bỏ một bước thứ ba cường giả là đủ nói rõ trận này uy lực là bực nào cường hãn ngay tại tiêu viêm cùng ô trên đối thoại thời điểm tại cầu nhãn lam quang tại trên đại trận lưu truyền thời điểm toàn bộ đại trận đúng là bắt đầu vận chuyển ha ha liền cái này trượt chính là truyền đến cầu nhãn kiêu ngạo cuồng tiếu không còn nhìn xem tiêu viêm chỉ là bực này tam lưu trận pháp quyền gia ta vài phút liền có thể đem nó phá giải biết quyền gia lợi hại đi mau nói bội phục ta cầu nhãn tại tiêu viêm trên đầu vai một bộ cao cao tại thượng ánh mắt phảng phất áp đảo chúng sinh bộ dáng phá giải rồi ô chiến lập tức ánh mắt nhô lên miệng há cực lớn khó mà tin nổi nhìn xem vận chuyển trận pháp khó có thể tin lộ rõ trên mặt chỉ thấy vận chuyển lại quyền bay đổi thiên trận trận pháp biến ảo nhìn giống như là một con mắt chính nhìn chăm chú lên tiêu viêm một đám nhưng có biện pháp thông qua trận này biến mất hành tung của chúng ta tiêu viêm nhìn về phía cầu nhãn dò hỏi đương nhiên có thể nhưng ngươi phải nói bội phục huyền ra cầu nhãn ngạo khí hử lạnh hai tiếng cho tới nay đều có một cái tâm nguyện, chính là để tiêu viêm triệt để thần phục với nó. Ngay tại cầu nhãn tiếng nói vừa dứt lúc, chỉ thấy một cái ngón tay tốc độ cực nhanh hướng phía mắt tao đâm đến, lúc này dọa đến nó nhắm lại mắt to, không nói thì không nói, một lời không hợp liền người thân công kích, cầu nhãn vội vàng mở miệng, có thể hay không? Hừ, quyển gia ta cũng không phải khuất phục tại sâm uy, có thể nói là người ở dưới mái hiên. Cầu nhãn tiếng nói còn chưa rơi xuống, ngón tay lại lần nữa đánh tới, dọa đến nó liên tục trốn tránh, bồi đã bôi. Chỉ thấy đại trận vận chuyển, trong đó như con mắt một loại đường vân chậm rãi nhắm lại, ô chiến hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ, hắn giờ phút này hoàn toàn không thể nào hiểu được, thật làm được, qua thực bội phục, ô chiến ấp a ấp úng kinh ngạc nói. Ha ha, có trông thấy được không, hắn bội phục quyền ra, quả nhiên, quyền gia ta vẫn là như thế vô địch thiên hạ. Tiểu tử ngươi rất có cách cục, quyền gia ta phi thường với ý ngươi, nếu là chờ ngày nào đó ta thoát ly cái giết thiên đao ma trào, khuyển gia ta đứng lên về sau tất nhiên sẽ mang ngươi ăn ngon uống say. Tiêu viêm ngược lại là không có đi để ý tới cầu nhãn, làm xong đây hết thảy về sau, chính là vỗ vỗ băng uẩn thỏ, lại lần nữa là hướng phía hư không ở xa lao đi. Hiện tại làm rõ ràng những người liệp thần giả vì sao luôn luôn có thể tìm được tung tích của bọn hắn, ngược lại là tạm thời giải quyết cái tai họa ngầm này, nếu không một khi lại xuất hiện bất hủ thực lực liệp thần giả, đến lúc đó lại là một trận đại chiến, lãng phí thời gian không nói, thậm chí sẽ đưa tới mạnh hơn đế chi bất hủ người có biết san thần cung người mạnh nhất là thực lực gì sao lại lần nữa lên đường tiêu viêm hỏi thăm ô chiến thực lực mạnh nhất san thần cung bên trong thật có một người trong truyền thuyết hán đã là đế chi bất hủ bức thứ năm cường giả chính là cho đến trước mắt ta biết được tồn tại mạnh nhất cảnh giới ô chiến ngưng trọng nói người này là san thần cung cung chủ sao tiêu viêm hỏi ô chiến nghe vậy thì là lắc đầu trên mặt cũng là lộ ra vẻ kỳ quái nói đến cũng là kỳ quái nghe đồn săn thần cung cung chủ thực lực dường như cũng không mạnh chân chính cường đại chính là đi theo tại bên cạnh hắn tám vị bất hủ một người sau một người cường đại nói cách khác huyền âm chân giới bên trong người mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ là đạt tới đế chi bất hủ bước thứ năm tiêu viêm còn không rõ lắm trừ đế chi bất hủ cảnh giới này chẳng qua có nguyên thần phân thân tồn tại cũng làm cho tiêu viêm sớm hiểu rõ đến một chút liên quan tới đế chi bất hủ vấn đề sớm tại cực kỳ lâu trước kia phát sinh qua một lần đại chiến kinh động huyền âm chân giới một hồi đại chiến kinh thiên không biết ngươi là có hay không biết được nữ đế nàng từng là huyền âm chân giới người mạnh nhất nghe nói đã đột phá đế chi bất hủ bước thứ 9, thậm chí hướng phía cảnh giới càng cao hơn giả bước tiến lên chỉ tiếc trong đó xuất hiện một chút ta cũng không rõ làm biến cố mạnh như nữ đế cũng lại vẫn lạc mà từ nữ đế sau khi ngã xuống phảng phất huyền âm chân giới liền như là nhận nguyền dù phong cấm có thể hấp thu lực lượng bất hủ 10 phần có hạn đột phá tự nhiên chính là xa xa khó vời nghe nói là có người mang đi huyền âm chân giới thế giới khi tức mới khiến cho bất hủ lực lượng trôi qua mà lại ta cũng có thể phát giác được huyền âm chân giới bất hủ lực lượng càng ngày càng mỏng manh chẳng biết tại sao ta luôn cảm giác huyền âm chân giới không được bao lâu còn sẽ có đại sự phát sinh ô chiến chậm rãi nói hắn phát giác cũng không phải là trống rỗng mà đến trở thành bất hủ về sau chính là thế giới này tán thành sinh linh cùng thế giới có vi diệu liên hệ chính là có thể nhìn rõ đến một chút hoặc muốn phát sinh sự tình tiêu viêm trầm mặc bởi vì ô chiến cảm giác vô cùng có khả năng cùng hắn có liên hệ lớn lao cho nên huyền âm chân giới bây giờ mạnh nhất chính là đế chi bất hủ bước thứ năm sao tiêu viêm thì thào ta biết được chính là bước thứ năm nhưng nghe đồn tại tiêu vũ tinh bên trong ẩn giấu đi không ít cường giả lão quái thực lực cụ thể không biết nhưng lại để san thần cung đều không dám tùy tiện tới gần có thể làm cho san thần cung kiên kỵ có lẽ trong đó liền có người mạnh hơn tiêu viêm nghe vậy chính là hơi sững sờ nói cách khác Trước đó mình chung đụng những người này gặp được sự tình liền chạy mất dạng kiêu một đám, có thể là thực lực vượt qua đế chỉ bất hủ bức thứ năm cường giả lão quái. Điểm này tiêu viêm thật đúng là không cách nào xác nhận, nhưng những người này hoàn toàn chính xác phi thường cổ quái, mà lại tiêu viêm xác thực không cách nào cảm thấy được bọn hắn chính xác thực lực, chỉ từ kiếm hướng dương điểm này xem ra, hoàn toàn chính xác phi thường cường đại. Như thế suy tính, tiêu viêm còn được đến một cái càng khủng bố hơn kết luận, nói cách khác, có thể đem kiếm hướng dương đều đánh bại điên kiếm giả, thực lực khả năng do tiêu viêm trong tưởng tượng mạnh hơn. Chẳng qua tiêu viêm nghĩ lại, nhớ lại lúc trước kiếm hướng dương cùng điên kiếm giả chiến đấu, cả hai so đấu chính là kiếm pháp, từ đầu đến cuối đều không có nguyên khí chấn động, cũng không khỏi hù lực lượng, nói rõ cả hai có lẽ tuyệt không là tại thực lực cảnh giới bên trên ganh độ cao thấp, mà chỉ là đơn thuần luận kiếm. Mà thôi, những cái này đều chỉ là tiêu viêm suy đoán, chỉ có trở về sau có cơ hội tại đi hỏi thăm một chút điên kiếm giả mới có thể đến chính xác kết luận. Bây giờ cửu mục thần hồ lô chẳng qua mới hiện thân ba người, bỏ hồ lô, điên kiếm giả cùng cửu vị yêu hồ, còn có sáu cái đồ đằng là không biết, xem ra cửu mục thần hồ lô cũng là ta không tưởng được cường đại ác chủ bài một trong sao. Tiêu viêm trong mắt nổi lên tinh mang, cửu mục thần hồ lô cần thôn vệ linh hồn làm kêu gọi lực lượng, chỉ tiếc một lần tính chỉ có thể triệu hồi ra trong đó một cái. Nếu là có thể một lần tính đem cửu mục thần hồ lô bên trong chín vị trí cường đồng thời mời ra, như vậy chiến lực chỉ sợ cũng là khó có thể tưởng tượng tiêu viêm suy tư lúc chính là thấp giọng lẩm bẩm nói cho ta mạo muội hỏi một câu mạnh đan trước đó ngươi còn có hay không giết qua san thần cung người cường giả bất hủ khác nhìn xem bắt lộ ra suy tư tiêu viêm ô chiến có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi tiêu viêm ngược lại là cũng không có tị húy lật bàn tay một cái trong đó xuất hiện một cái ngọc bội tại bình ngọc trung tâm chính là có ba giọt bất hủ tinh huyết tồn tại tính đến như lời người nói mạnh đan đã giết ba người Tiêu viêm không nhanh không chậm nói, ô chiến đôi mắt trừng lớn khó mà tin nổi nhìn xem tiêu viêm trong lòng bàn tay ngọc vội. Ba giọt tinh huyết bất hủ đều là đánh giết bất hủ liệp thần giả. Ô chiến lại hỏi, tiêu viêm nhẹ gật đầu, ngươi cùng liệp thần giả có thủ oán gì sao? Tiêu viêm nhìn xem trong lòng bàn tay trong ngọc vội bất hủ tinh huyết, xoa cầm, hắn giống như đang suy tư như thế nào vận dụng cái tinh huyết bất hủ này, nghe nói ô chiến yêu cầu, lắc đầu, ta đến từ thần hy, tiêu viêm ngắn gọn trả lời ô chiến toàn bộ thân hình lại lần nữa chấn động ô chiến nghe vậy cả người sắc mặt đều biến nhìn xem tiêu viêm nhất thời đúng là yên lặng cho đến tiêu viêm nâng lên ánh mắt nhìn về phía ô chiến khiếp sợ thế nào huyền âm chân giới hẳn là không có người khác đến từ thần hy sao tiêu viêm hỏi ô chiến sắc mặt khó xử sau đó trả lời trước kia có thật nhiều chẳng qua đều không ngoại lệ chỉ cần đến từ thần hy vô luận là đấu thần vẫn là bất hủ san thần cung tất cả cũng không có bỏ qua đuổi tận giết tuyệt người có biết san thần cung vì sao như thế chống lại người đến từ thần hi sao tiêu viêm nghe vậy chân mày hơi nhíu lại kể từ đó trước đó xóa bỏ san thần cung ba vị bất hủ hán vẫn là hoặc nhiều hoặc ít nhân từ một chút cụ thể nguyên do ta không biết chẳng qua ta nghe nói hạ mệnh lệnh này chính là san thần cung cung chủ tổ quát ô chiến lắc đầu tại biết được tiêu viêm là đến từ thần hi thời điểm thân thể nhìn chính là có chút đứng ngồi không yên trong lòng giờ phút này hiển nhiên là hối tiếc không thôi đi theo tiêu viêm tiến vào vực sâu cực địa cũng còn có một chút hy vọng sống, nhưng đến từ thần hy. Đó chính là rõ ràng cùng san thần cung là địch, đối với đế chỉ bất hủ bước đầu tiên hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một con đường chết, tổ quát, có cơ hội ngược lại là muốn cùng hắn gặp mặt, ở trước mặt hỏi một chút hắn vì sao đối thần hy có lớn như thế oán niệm. Tiêu viêm có chút không tức giận nói, ô chiến nghe vậy kia là tức xạ mặt lại, hắn nhìn xem xếp bằng ở băng ẩn thỏ bên trên, tiêu viêm chỉ có thực lực đấu thần, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào nhìn thấu. Thời gian mặc nhiên, nhóng một cái tức thì, băng uẩn thỏ tốc độ bắt đầu chậm lại, trên đường đi tại cầu nhãn bài trừ rơi quyền mây đổi thiên trận về sau, liền lại không có liệp thần giả truy tìm đến đám người tiêu viêm. Cho nên lúc đầu tính toán muốn thời gian 2 năm khả năng đến vực sâu cực địa, bây giờ chỉ dùng một năm rưỡi không đến thời gian chính là đã đến, trước khi tới đây, tiêu viêm tưởng tượng quá sâu uyên cực địa hoặc là dạng gì, nhưng trước mắt vẫn là vượt quá tiêu viêm đoán trước khi tiến vào vực sâu cực địa phạm vi thời điểm, nơi này chính là che kín rất nhiều đá vụn, xa xa nhìn lại, hội tụ vào một chỗ thời điểm, như là từng đoàn từng đoàn mê vụ, chỉ có tiến vào đá vụn bầy về sau, xâm nhập trong đó mới phát giác, tình huống do trong tưởng tượng chỉ sợ muốn phức tạp. Chúng ta đã tiến vào vực sâu cực địa sao, tiêu viêm hỏi, đá vụn quá nhiều, cho nên tốc độ không thể không chậm lại. Còn không có, chẳng qua nơi này đã tiến vào bên ngoài, cẩn thận một chút, vực sâu cực địa ở trong có yểm thú, những vật này ẩn hiện ở trong đó, nhưng vận khí hơi tốt bình thường là sẽ không gặp phải vương cấp yểm thú. Ô Chiến nhắc nhở đến, tiến vào nơi này về sau, ánh mắt của hắn rõ ràng trở nên cảnh giác rất nhiều, vương cấp yểm thú có thể so với bất hủ cường giả sao, tiêu viêm xếp bằng ở băng ẩn thỏ phần lưng, so với cảnh giác ô Chiến, hắn lại hài lòng nhắm mắt, dường như rất là lạnh nhạt. Đó cũng không phải, nhiều nhất được cho bát tinh hoặc là cửu tinh đấu thần, ô Chiến trả lời, ngươi một người bất hủ còn sợ hãi đấu thần, tiêu viêm trêu gạo nói yểm thú không có thực thể thu thập vô cùng phiền phức mà lại đánh giết một đầu yểm thú về sau liền sẽ trở thành những mục tiêu yểm thú chỉ cần về sau người xuất hiện bất kỳ sơ hở hoặc là trọng thương tình huống những yểm thú liền sẽ cùng nhau tiến lên đưa người giải nát ô chiến dường như còn lòng còn sợ hãi có thể thấy được hắn từng tại cái vực sâu cực địa ở trong từng có một đoạn phi thường đau khổ trải qua tiến vào nơi đây về sau cần phải cẩn thận nơi này bản thân nhìn thấy bất luận kẻ nào bất kỳ cái sự tình gì đều không nên tùy tiện tin tưởng. Một bên chậm rãi tiến vào, một bên ô chiến dặn dò tiến vào bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, không bao lâu, tương đối an tĩnh quanh mình, chính là truyền đến một nữ tử tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một nữ tử từ xa bưng cực tốc tuộn đến, quần áo không chỉnh tề, sau lưng còn có mấy đạo trường hồng ở. Sau lưng hán theo đuổi không bỏ, cứu ta, van cầu các ngươi mau cứu ta, nữ tử mục tiêu ngược lại là cũng phi thường minh xác trực tiếp hướng phía xếp bằng ở băng uẩn thỏ phần lưng tiêu viêm đánh tới nàng không có từ khí tức phân biệt mà là từ dáng về đến phân biệt ai là đám người chủ đạo nữ tử chật vật lướt đến thất tha thất thểu trên thân cũng che kín vết máu điểm đạm đáng yêu bộ dáng thật là khó tránh khỏi có chút để người sẽ nhịn không được ra tay mau cứu ta nữ tử nhào về phía tiêu viêm chẳng qua ngay tại tới gần tiêu viêm thời điểm một tay nắm bỗng nhiên nhô ra bắt lấy cổ nàng chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng ô chiến ánh mắt lạnh lùng là hắn trực tiếp ra tay bóp chết nữ tử này một màn này tay trực tiếp dọa sau lưng truy kích mà đến đám người kêu to một tiếng lập tức ánh mắt run rẩy nhìn về phía ô chiến không nói hai lời quanh người nhanh như chớp liền chạy ô chiến hơi vung tay liền đem nữ tử thi thể ném đi ngay tại ném đi thi thể đồng thời tại ở xa nữ tử thi thể oanh một tiếng chính là nổ tung lên hôi lỗi chi thuật cũng liền có thể lường một chút lông con bê Ô chiến lạnh lùng nói, hiển nhiên nữ tử này đã sớm tử vong, bị những người này luyện chế thành sẽ tự bạo con rối. một khi tiến vào đám người bên trong, tự bạo uy lực thế nhưng là không nhỏ, nơi này sinh tồn hoàn cảnh coi là thật như thế khó khăn sao. Mới vừa tiến vào vực sâu cực địa, một màn này chính là gián tiếp bên trên nói rõ vực sâu cực địa sinh tồn hoàn cảnh gian nan, nếu không phải vì sinh tồn, ai lại sẽ đi vực này bảo hiểm sự tình. Trải qua việc nhỏ xen giữa về sau, tiếp tục đi tới, tiến vào đá vụn bầy về sau chính là chân chính tiến vào vực sâu cực địa bên trong nơi này không còn là hư không xuất hiện sương mù nồng nặc đây là hơi nước bao phủ bốn phía gần như không có cái tầm nhìn gì hơi nước ngược lại là có chất kỳ lạ lại có trở ngại linh hồn chi lực hiệu dụng tiêu viêm mắt lộ ra kinh nghi tại mắt thường không cách nào phán đoán thời điểm linh hồn chi lực thì là thành ánh mắt thứ hai mà ở nơi này cho dù là tiêu viêm vực cảnh linh hồn chi lực cũng vẻn vẹn chỉ có thể dò xét đến chung quanh bách trượng khoảng cách vực cảnh linh hồn chi lực đều còn như vậy, chớ nói chi là thánh cảnh hoặc là linh hồn chi lực càng thêm yếu kém, bọn hắn cơ hồ ở đây liền như là người mù, tầm nhìn quả thực quá kém. Chúng ta đã tiến vào vực sâu cực địa, hiện tại là vụ hải thời đoạn, mỗi cách một đoạn thời gian sương mù liền sẽ tán đi, biến thành hải dương, đồng dạng, mỗi cách một đoạn thời gian, hải dương cũng sẽ biến thành hơn nước đem nơi này bao phủ, bình thường lúc này cũng là vực sâu cực địa nguy hiểm nhất thời điểm. Ô chiến ánh mắt ngưng trọng nói, hắn tiến vào nơi đây sau thần kinh dường như vẫn luôn rất khẩn trương ánh mắt cảnh giác từ đầu đến cuối đánh giá chung quanh hẳn là lấy người sức mạnh bất hủ tại vực sâu cực địa ở trong như cũ có e ngại chi vật tiêu viêm nhìn xem có chút quá độ cẩn thận ô chiến có chút không hiểu tự nhiên vực sâu cực địa ở trong vẫn có bất hủ tồn tại mà lại nơi này không biết là sương mù nguyên nhân vẫn là cái gì tính tình đều sẽ trở nên cực đoan thị sát cẩn thận một chút tóm lại không có sai ô chiến nghiêm túc nói mặc dù là đế chi bất hủ nhưng linh hồn chi lực lại ngay cả thánh cảnh đều tuyệt không đạt tới, cho nên ô chiến trong này gần như chỉ có thể dùng mắt thường để phán đoán, nơi này nhưng có điểm tụ tập hoặc là thành trì sao. Tiêu viêm hỏi, lại tới đây về sau như trước vẫn là không hiểu ra sao, trong tay cũng không địa đồ, mang lên ô chiến chính là bởi vì như thế, như hết thảy đều cần nhờ tiêu viêm một mình tham dò, như vậy tất nhiên sẽ ở đây tiêu hao lượng lớn thời gian. Vực sâu cực địa không có ổn định đại lục, chỉ có trôi nổi không chừng hòn đảo, vật đổi sao rời, ta từng ở lại qua huyền lôi đảo không biết phải chăng là vẫn còn ở đó ngài tới đây đến tột cùng là tìm kiếm cái gì, cũng nên có cái phương hướng, nếu không vực sâu cực địa quá lớn, chẳng có mục đích tìm kiếm cũng. Không phải cái biện pháp, ô chiến hỏi, giờ phút này tốc độ bọn họ chậm dần, tại nồng đậm hơi nước ở trong chậm rãi tiến lên, ta đang tìm một người, tiêu viêm nói, người, tục danh gì, có thể ta nghe nói qua, ô chiến hỏi, tên là gì ta không biết, chẳng qua nếu như có thể gặp mặt ta tự nhiên nhận được tiêu viêm suy tư nói ô chiến nghe vậy chính là tức sạm mặt lại nói hồi lâu này bằng với không nói có thể nói là một điểm tin tức hữu dụng đều không có thực lực gì hoặc là bộ dáng có cái gì đặc điểm ô chiến thăm dò tính hỏi thăm hy vọng có thể đạt được một chút tin tức hữu dụng không phải thật chính là tại mù tìm tiêu viêm lắc đầu chợt nói ra hắn không biết ta ta cũng không biết hắn cũng không biết có phải hay không là còn sống nếu như còn sống hẳn là chỉ có một cái đặc điểm chính là thân xác giống như ta đặc biệt mạnh, thân xác đặc biệt mạnh, phạm vi này coi như lớn, ô chiến nhíu mày. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đồng dạng cũng là bất hủ thân xác, tiêu viêm lại nói, bất hủ thân xác. Ô chiến cảm thấy kinh ngạc, tiêu viêm là hắn thấy qua người thứ nhất bất hủ thân xác, tại vực sâu cực địa mấy ngàn năm, hắn cũng chưa bao giờ từng thấy trong truyền thuyết bất hủ thân xác, đương nhiên, lớn như vậy vực sâu cực địa, cũng có rất nhiều nơi ô chiến cũng chưa từng đặt chân ta không cách nào xác định vực sâu cực địa bên trong có tồn tại hay không có được bất hủ thân xác, hoàn toàn chính xác chỉ có thể tìm kiếm một cái hòn đảo, tìm người tìm hiểu một chút biết được. Dù sao Ô Chiến là chưa bao giờ thấy qua bất hủ thân xác, về phần có tồn tại hay không, hắn cũng không thể cho ra đáp án xác thực. Người nhưng có biện pháp tìm kiếm được chỗ hòn đảo, Tiêu Viêm hỏi, Ô Chiến cũng là cười khổ lắc đầu. Vực sâu cực địa ở trong hòn đảo đều là bay tới bay lui, căn bản không có xác thực vị trí, cho nên vực sâu cực địa ở trong cho dù có địa đồ đều không hề có tác dụng ô chiến đáp hiện tại biện pháp duy nhất chính là bắt hai người hỏi thăm một chút bây giờ đại khái phương vị nếu không chúng ta rất dễ dàng tại hơi nước ở trong mê thất ô chiến nói xong tiêu viêm cũng là khẽ gật đầu chỉ ít ô chiến coi như đại khái hiểu rõ vực sâu cực địa một chút tình huống cứ như vậy hơi nước ở trong cũng không có phi hành bao lâu tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía một bên mà lúc này ô chiến cũng không có phát giác người tới tiêu viêm nói ô chiến lập tức thuận tiêu viêm ánh mắt nhìn qua nồng hậu dày đặc hơi nước căn bản nhìn không đến bất luận cái bóng người nhưng rất nhanh phi hành truyền lại đến tiếng rít truyền vào trong tai sau một lát chính là có ba đạo bóng đen xuất hiện cách hơi nước bộ dáng không cách nào thấy rõ ba người đều là nam từ lúc này một người sắc nhọn lời nói truyền đến nhìn chư vị là mới đến vực sâu cực địa ta cũng không làm khó các ngươi giao ra 500 tỷ thần nguyên khí đan còn có đem ngươi cái bạch chuồn tọa kỵ lưu lại nếu không không đợi hắn nói xong ô chiến khí tức đột nhiên khuếch tán bất hủ lực lượng uy áp không thể coi thường nháy mắt ba đạo thân ảnh chính là cùng nhau quỳ xuống lập tức trên mặt lộ ra ý sợ hãi ô chiến không nói hai lời hai trường đánh ra nháy mắt liền xóa bỏ trong đó hai người chỉ còn lại dính toàn thân máu tươi mới vừa nói nam tử run run dày dày sắc mặt trắng bệch đến cực hạn nói khoảng cách cần đây hòn đảo ở nơi nào ô chiến sắc bén thủ đoạn cũng là để tiêu viêm có chút nhíu mày không nghĩ tới ô chiến sát phạt như thế quả quyết không có chút nào bất luận cái thương hại chi tâm gì, mấy người kia mạnh nhất chẳng qua chỉ là Ngũ Tinh Đấu Thần, nơi nào trải qua được ô chiến một trường. Đi về hướng đông 500 dặm, Huyền Lôi đảo ngay tại đó, thanh âm nam tử khàn khàn run rẩy, không chờ hắn đem lời nói ta, thân hình đã bị ô chiến đập thành thịt nát, đi, ba người này chỉ sợ à mồi nhử, nhất định là có người cầm ngay trong bọn họ thử tiên phong. Ô Chiến nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại có chút không vui, Ô Chiến tự nhiên sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Lập tức nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt không vui, chính là cười khổ nói, vượt sâu cực điện nếu không sát phạt quả đoán, đối với chúng ta chỉ có bất lợi." "Ta không vui là bởi vì ngươi hủy đi nạp giới ba người." Tiêu Viêm chậm rãi nói, "Ô Chiến tại chỗ rừng sốt, mấy người ngũ tinh đấu thần mà thôi, không nghĩ tới Tiêu Viêm liền ngũ tinh đấu thần nạp giới cũng không chịu buông tha." Tiêu Viêm một bộ thì tao bộ dáng, "Ô Chiến nếu không phải tận mắt nhìn đến hắn giết chết mạnh đan, nếu không giờ khắc này hắn như thế nào cũng không tin." tiêu viêm lại có được đế trì bớt hủ bước thứ hai thực lực tại tiêu viêm tức hận thở dài ở giữa chính là hướng phía đông lao đi mà tại tiêu viêm lao đi không bao lâu nồng đậm hơi nước bên trong ẩn xấu đi cả đám người trên thân đều tản ra nồng đậm sát khí sát phạt như thế quả quyết không giống là lần đầu tiên đến vực sâu cực địa lão đại hiện tại còn muốn động thủ sao trong sương mù dày đặc ước chừng có bảy tám đạo thân ảnh thân mang áo bảo màu đen tại u ám sương mù ở trong mắt thường cơ hồ rất khó tranh lệch cùng sương mù hắc ám hòa là một thể. Thực lực bọn hắn còn không rõ, ta nhìn thủ đoạn chí ít cũng là một bát tinh đấu thần, ngược lại là có thể đi theo một khoảng cách quan sát. Cầm đầu nam tử truyền ra thanh âm khàn khàn, xoay đầu lại, hắc ám bên trong có thể nhìn thấy hai con mắt một la một lục, như là trong bóng tối sẽ phát sáng thú mắt, lãnh huyết thị sát. Bọn hắn được tin tưởng nam tử nhẹ gật đầu, dù sao có thể tại vực sâu cực địa tồn tại đến nay, đều là dựa vào nam tử cầm đầu phán đoán chuẩn xác, đối con mồi thực lực nóng sau đó mấy đạo thân ảnh chính là tại trong sương mù dày đặc đi theo phía sau tiêu viêm ước chừng bách trượng phi thường cảnh giác cùng cẩn thận bất quá bọn hắn một đường theo dõi xuống tới tự nhiên cũng chạy không thoát tiêu viêm vực cảnh linh hồn chi lực sau lưng ước chừng có bảy tám người đã đi theo chúng ta có một đoạn thời gian chẳng qua người mạnh nhất tựa hồ là một bát tinh đấu thần trái phải có thể giết cũng có thể không giết tiêu viêm chậm rãi nói ô chiến thân hình trì trệ hắn nhưng không thích lắm bị người theo dõi cảm giác nghe vậy về sau liền lập tức chuẩn bị ra tay xóa bỏ. Chẳng qua đúng lúc này, bọn hắn đã hướng đông phi hành 500 dặm, trong sương mù dày đặc thình linh xuất hiện một mảnh lơ lửng đại lục, đại lục hình dạng kỳ quái, nhìn giống như là một luồng sấm sét, huyền lôi đảo, ô chiến trong mắt lóe lên một tê tinh mang, dù sao nơi này thừa trở hắn không ít ký ức. Mấy người kia không có cái uy hiếp gì, tiến đảo đi, tiêu viêm nói, chính là ra hiệu ô chiến không cần đang động giết chóc, ô chiến nhìn thấy huyền lôi đảo về sau, Sát tâm cũng là bất phóng túng đi một chút, chẳng qua như mấy người kia đi theo đám bọn hắn lên đảo, ô chiến cũng không để ý bọn hắn giải quyết. Toàn bộ trên đảo cũng không có nhìn thấy đoán trước ở trong mảng lớn kiến trúc hoặc là phòng ốc, toàn bộ đều là từng cái động phủ, thậm chí không nhìn thấy phía trên có bao nhiêu thân ảnh, đảo này tản ra một loại hoang vu cảm giác. Đám người tiêu viêm rất nhanh liền tới gần đảo này, chẳng qua trước đó ô chiến lại là ngăn lại tiêu viêm, nói, trong đảo rất nhiều người đều sinh quái bệnh ta từng cũng là bọn hắn một trong số đó, nếu như có thể, còn mời không muốn hủy diệt tàu này. Ô chiến nhìn về phía tiêu viêm, có chút ôm quyền chắp tay, tiêu viêm ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái, trên đường đi đều là người giết người, tiêu viêm thình lình nói, ô chiến nghe vậy lúc ấy liền không vui lòng, giết người không phải ý của ngài sao, ô chiến khó hiểu. Rõ ràng là ngươi chính mình ý tứ, ta nhưng không nói gì, tiêu viêm nhún vai, cái tên xấu xa này hắn cũng không làm, ô chiến cả người như có xét đánh, tại chỗ sừng sốt, tới đào đây vì thu hoạch tin tức, chỉ cần ngươi không tức giận, đảo này nhất định bình yên vô sự. Ô chiến nghe vậy cười khổ, làm nửa ngày, mình mới là lớn nhất ác nhân, tiêu viêm đây là nhà tiện nghi còn khoe mẽ, ra tay giải quyết vấn đề kết quả là hoàn thành thị sát bại hoại. Nói xong, băng uẩn thỏ chờ tiêu viêm chính là tiến vào huyền lôi đảo bên trong, đảo này diện tích cũng không nhỏ, có thể dung nạp trăm vạn người vấn đề không lớn, chẳng qua vực sâu cực địa ở trong toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng không đủ trăm vạn người thật là nồng nặc nguyên khí. Mới vừa tiến vào đến huyền lôi đảo trên không, tiêu viêm chính là giật mình, vốn cho là nơi này tài nguyên thiếu thốn, không nghĩ tới lại cùng trước mắt nhìn thấy hoang vu hình thành cực lớn tương phản. Vực sâu cực địa ở trong xem ra tài nguyên cũng không thiếu thốn, kia là người nào nhóm còn như thế thị sát. Tiêu viêm rất là không hiểu, cho đến hắn nhìn thấy một thân ảnh từ bên cạnh hắn lướt qua, trong đôi mắt đã là không có bất kỳ cái gì thần dịch, phỏng phất, giống như là một bộ con rối. Còn không có hạ xuống, Ô chiến lại là lần nữa đem tiêu viêm ngăn lại, hắn cúi đầu nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít hang động, dường như có một loại cảm giác không ổn. Đây này chỉ sợ đã không có người sống, ô chiến nói, tiêu viêm nghe vậy càng thêm không hiểu, còn có một người từ trước mặt bọn hắn bay qua, thân hình rũ cụp lấy, nhưng đích thật là người, mà lại có sinh cơ, nơi này phệ hồn độc nồng đậm gấp trăm lần, chỉ sợ toàn bộ đều lây nhiễm loại độc này, đi. Ô chiến lập tức nói, chỉ sợ hiện tại đi đã hơi chậm một chút, tiêu viêm thì thào giờ phút này vừa quay đầu lại sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện mênh mông cuồn cuộn thân ảnh toàn bộ bộ dáng cổ quái ánh mắt không có người sống thần dịch rũ cụp lấy thân thể dường như không có hồn phách tiêu viêm thấy thế nhíu mày ô chiến lập tức quay người quay đầu nhìn lại trong huyệt động lần lượt từng thân ảnh gào thét mà ra giơ bàn tay ra phảng phất muốn đem bọn hắn cũng kéo vào cái huyền lôi đảo ở trong bọn hắn thật đúng là dám tiến về huyền lôi đảo chỉ sợ hôm nay sợ là đi không ra phía sau trong sương mù dày đặc mấy đạo thân ảnh huyền lập trong đó đều là nhìn xem bị vô số thân ảnh vây nhốt vào bên trong tiêu viêm tiêu viêm cũng là không chút hoang mang đánh giá chung quanh những người này bộ dáng lại nhìn về phía dưới thân huyền lôi đảo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư cầu nhãn đảo này có trận pháp tồn tại tiêu viêm hỏi ô chiến tay cầm kim sắc cung tiễn từng đạo mũi tên bay ra chạm đến kim sắc mũi tên thân ảnh nháy mắt liền bạo thành xương máu nhìn thấy tiêu viêm không có ý tướng rời đi ô chiến cũng chỉ có thể ở một bên vì đó hộ pháp cầu nhãn lẩm bẩm lại là một bộ không vui lòng dáng vẻ tiêu viêm trực tiếp trên đầu liền cho nó một bàn tay lúc này mới hùng hùng hổ hổ mở to mắt nhìn về phía đảo này ngươi nói đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng nếu nói ngươi sai cũng không phải hoàn toàn sai cẩu nhãn đúng là cùng tiêu viêm treo lên ha ha tiêu viêm ngón tay nháy mắt liền hướng phía mắt to đâm đến nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nơi này thật có trận pháp tồn tại chẳng qua đảo này chỉ là trận pháp tri hình cấu thành trận này một bộ phận cho nên chuẩn xác và nói đến hẳn không phải là trận pháp hẳn là tế đàn cầu nhãn dùng cực nhanh ngữ tốc lập tức dùng đơn giản nhất ngôn ngữ trả lời tiêu viêm tế đàn tiêu viêm giật mình ước chừng nhìn một chút chỉ sợ đảo này từ ít có mấy vạn nhân chi nhiều hẳn là có người lấy mấy vạn người làm tế phẩm quanh mình thân ảnh càng ngày càng nhiều tiêu viêm ngược lại là ở đây hài lòng phân tích một bên ô chiến bận bịu chính là túi bụi tốt phải đi nếu không chúng ta cũng sẽ trúng độc ô chiến nhìn về phía tiêu viêm vội vàng nói tiêu viêm khẽ gật đầu vỗ vỗ băng uẩn thỏ, nhanh như chớp liền liền xông ra ngoài, lưu lại ô chiến một người, cái này cũng được, vốn chính là làm loại sự tình này. Ô chiến cười khổ, một tiễn bắn ra về sau, oanh một tiếng nổ tung, vô số thân ảnh nổ tung, hắn lúc này mới thân hình khẽ động, bước ra từ huyền lôi ở trên đảo không bắt đi. Coi như ô chiến thân hình khẽ động muốn bắt đi thời điểm, lấy thực lực của hắn, những thân ảnh số lượng lại nhiều cũng là khó mà đem hắn ngăn cản, chẳng qua đúng lúc này, bỗng nhiên từ vô số trong hang động, từng đạo màu đen khóa sắt phi tốc phun trào mà ra ô chiến thân hình trì trệ lập tức giật mình lúc này mới cúi đầu nhìn thấy mắt cá chân chính mình màu đen khóa sắt cắt gao đem hắn mắt cá chân cho khóa lại ô chiến không nói hai lời hai ngón phía trên bất hủ lực lượng hiện lên phung tay lên đem màu đen khóa sắt sinh sôi chặt đứt ô chiến lúc này mới không tiếp tục do dự thân hình cực tốc từ huyền lôi đảo bên trong lướt ầm ầm ra như đổi lại là đấu thần thực lực chỉ sợ cũng thật đi không ra cho nên cũng không kỳ quái tại huyền lôi đảo ở trên có hơn vạn người nghĩ đến chỉ sợ có rất lớn một bộ phận đều là ngộ nhập trong đó chính là triệt để không có từ trong đó đi ra thoát ly huyền lôi đảo về sau tiêu viêm quay đầu nhìn xem đảo này sắc mặt phức tạp hắn không biết huyền lôi đảo trải qua cái gì vậy mà triệt để biến thành nhân gian luyện ngục nơi này toàn bộ người đều không có hồn phách ô chiến yên lặng đảo này là cái tế đàn cùng lúc đó tiêu viêm thanh âm truyền và ô chiến trong tai tế đàn ô chiến kinh ngạc nhìn tiêu viêm ở trên huyền lôi đảo chừng hơn vạn người lớn như thế một cái tế đàn đến tột cùng là ai mới có thể bố trí mà lại dường như tế đàn cũng không chỉ một tiêu viêm cũng là mắt lộ ra vẻ suy tư hắn đang suy nghĩ bố trí lấy vạn nhân hồn tế là vì cái gì đem đằng sau những người kia bắt tới hỏi một chút tại ô chiến cũng mười phần khó hiểu rung động thời điểm tiêu viêm nói ô chiến khẽ gật đầu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía tiêu viêm chỉ dẫn phương hướng nông vụ ở trong mấy đạo thân ảnh lập tức giật mình bước ra liền cực tốc bỏ chạy. Chẳng qua tại ô chiến trước mặt, bọn hắn bỏ chạy không có bất kỳ cái ý nghĩa gì, ô chiến ra tay sắc bén, nháy mắt liền xóa bỏ trong đó hai người, cầm đầu nam tử mồ hôi lạnh cùng bốc lên, chỉ có hắn lập tức ngừng lại, lập tức chính là hướng phía ô chiến quỳ lại xuống dưới, cúi đầu không nói. Về phần mấy người khác bỏ chạy, đều không ngoại lệ, kim tiên đào qua, nháy mắt liền đem một đám xóa bỏ, chỉ để lại quỳ lại cúi đầu toàn thân run rẩy nam tử một người, bất hủ giờ phút này nam tử mới phản ứng được hắn lúc trước suy đoán hoàn toàn sai lầm bước này uy áp chỉ có cường giả bất hủ mới có được ô chiến vẫy tay một cái mấy viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn có vết xe đổ lần này ô chiến tại xóa bỏ đám người thời điểm đặc biệt lưu ý không có đem bọn hắn nạp giới hủy đi nếu không ngại muốn bị tiêu viêm nói rông dài trượt ô chiến ánh mắt nhìn về phía nam tử vươn tay một phát bắt đường nam tử đi vào tiêu viêm trước mặt là ai phái các ngươi đi theo dõi ô chiến quát âm thanh hỏi nam tử trên trán từng viên lớn mồ hôi lạnh ứa ra. Không có, không ai phải chúng ta, ta cũng chỉ là hạng người vực sâu cực địa kéo dài hơi tàn, đều là hành động bất đắc dĩ, nam tử cúi đầu, cười khổ nói, vực sâu cực địa ở trong tài nguyên thiếu thốn, tiêu viêm hỏi. Vô luận là nam tử này cũng tốt, vẫn là trước đó gặp được mấy người, tiêu viêm phát hiện trên người bọn họ nguyên khí cũng không thiếu thốn, theo lý mà nói có đầy đủ nguyên khí tình huống dưới, sinh mệnh liền sẽ không nhận uy hiếp. Nhưng đã có nguyên khí, lại sinh mệnh không có uy hiếp tình huống dưới, bọn hắn vì cái gì còn muốn như vậy mạo hiểm, tại đồng vụ ở trong như là thợ săn một loại giống như tại đi săn. Đại nhân xem ra là lần đầu tiên tiến vào vực sâu cực địa, tại vực sâu cực địa ở trong nguyên khí cũng không khuyết thiếu, thậm chí có thể nói là quá thừa, nam tử trả lời, vậy các ngươi vì sao còn muốn như vậy? Bọn hắn mục đích gì tiêu viêm không biết, nhưng ở theo dõi thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được, điều tản ra nồng đậm sát khí, nó mục tiêu chính là muốn đánh giết bọn hắn phệ hồn tộc ô chiến dường như nghĩ đến cái gì lẩm bẩm nói nam tử nhìn về phía ô chiến cắn răng trùng điệp nhẹ gật đầu mỗi người trong vòng trăm năm nhất định phải lên giao nộp một đạo hồn phách đấu thần nếu không chúng ta cũng chỉ có thể hiến tế hồn phách của mình nhưng vào lúc này nồng vụ ở trong từ xa bừng truyền đến nhỏ vụn tiếng vang nghe nói đến thanh âm ô chiến cùng nam tử sắc mặt đều là biến ảo chạy mau bọn chúng đến rồi nam tử lập tức ánh mắt run rẩy trên mặt vẻ sợ hãi phảng phất so nhìn thấy ô chiến càng thêm sợ hãi thân hình liên tiếp lui về phía sau đem khí tức của mình hoàn toàn áp chế xuống dưới không muốn tràn ra linh hồn chi lực linh hồn chi lực càng mạnh bọn chúng càng là có thể cảm giác ô chiến lập tức nói tiêu viêm nhíu mày cũng là lập tức thu liễm mình linh hồn chi lực ánh mắt hướng phía thanh âm nhìn sang chỉ thấy nồng vụ bên trong một cái bóng đen to lớn hiển hiện đây là một con hình thể to lớn bọ cạp nhỏ vụn tiếng kêu bắt đầu từ trong miệng nó phát ra toàn thân màu đen sinh ra tám đôi mắt, hai cái cự hình cái kìm quơ, đương nhiên, chú mục nhất chính là cái đuôi gai độc nó. Nhưng chân chính lệnh tiêu viêm ánh mắt có chút co rụt lại, chính là bọ cạp đình đầu đứng im lặng hồi lâu có một thân ảnh đứng, nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, tiêu viêm trong lòng kinh ngạc, linh quỷ. Tiêu viêm thì thào, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng một đôi không có đồng tử, một mảnh trắng xóa con mắt vẫn như cũ là làm người chú ý. To lớn độc hạt lơ lửng tại huyền lôi đảo trên không, đỉnh đầu thân ảnh lướt đi lơ lửng tại huyền lôi đảo trên không, chỉ thấy mấy vạn người toàn bộ phủ phục, tối nó không ngừng quỳ lại. Chỉ thấy rất nhỏ khẽ nhếch miệng, chính là có vô số linh hồn từ huyền lôi đảo phía trên lướt đi, hướng phía hắn tụ đến, sau đó bị nó nuốt vào, thân ảnh lông mày lập tức hơi nhíu, dường như tại ghét bỏ linh hồn số lượng quá ít, trên mặt lộ ra không vui, các người có thể hiến tế. Nhưng vào lúc này, thân ảnh chậm rãi quay đầu, ánh mắt đúng là thình lình hướng phía đám người tiêu viêm chỗ nồng vụ nhìn lại, không có đồng tử con mắt, để tiêu viêm nắm đấm có chức nắm chặt. Cái phệ hồn tộc này, chỉ sợ cùng thiên nhân phủ không khác chút nào, lực lượng của bọn chúng đều đến từ thôn phệ hồn phách, bản thân cũng không tồn tại linh hồn, chính là từ vô số linh hồn tạo thành, hồn chủ, ta đã ở kỳ hạn bên trong, hiến tế qua linh hồn đấu thần. Giờ phút này nam tử quỳ lại trên hư không, cắt gao cúi đầu, trầm giọng nói, không đủ, hồn phách còn thiếu rất nhiều, sau đó đổi thành 50 năm hiến tế một hồn, nếu không chết, thân ảnh thanh âm không linh mở miệng thanh âm ở trong phảng phất ẩn chứa vô số thanh âm nghe không giống một người nói ra các ngươi đâu thân ảnh trở ánh mắt phảng phất có thể trực tiếp xuyên thấu nồng vụ rơi vào tiêu viêm cùng ô chiến trên thân ô chiến vừa muốn mở miệng tiêu viêm chính là đoạt trước nói chúng ta cũng hiến tế qua tiêu viêm cúi đầu trên trán lúc này cũng là mồ hôi lạnh ứa ra lệnh một bên ô chiến hoàn toàn sửng sốt giờ phút này tiêu viêm cúi đầu điên cuồng đối ô chiến trước mắt ô chiến nháy mắt tức sạm mặt lại hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chỉ có thể đi theo tiêu viêm học lập tức cúi đầu chúng ta cũng hiến tế qua nam tử nhìn xem tiêu viêm cùng ô chiến hai người lập tức mồ hôi lạnh ứa ra ở xa thân ảnh nhất thời lông mày đột nhiên nhíu lại nếu là hiến tế qua hai người các ngươi trên thân vì sao không có phệ hồn độc thân ảnh một đôi bạch mắt nhìn rất là làm người ta sợ hãi nam tử đã sợ đến trắng bệch cả mặt không dám nói lời nào khả năng quá thời hạn rồi tiêu viêm thăm dò tính nói nhất thời một cỗ âm sát chi khí chính là gào thét mà đến, đem bao phủ đám người tiêu viêm nồng vụ trực tiếp xô tan. Giờ phút này đám người tiêu viêm thân hình hoàn toàn bại lộ tại nồng vụ bên ngoài, ô chiến ánh mắt đã âm trầm xuống, cuộc chiến đấu này chỉ sợ là không thể tránh được. Loại lời này ô chiến không biết tiêu viêm làm sao biên ra tới, bất đắc dĩ cười khổ, thôi, lần này bỏ qua cho các người, đem hai viên vệ hồn đan ăn vào, hạn các người tại trong vòng 50 năm hiến tế linh hồn, thân ảnh lạnh lùng tiếng nói rơi thôi hai viên màu đen dược hoàn ném tiêu viêm cùng âu chiến tiêu viêm đón lấy phệ hồn đan đánh giá viên thô giáp lại tản ra um tùm hắc khí đan dược tiêu viêm trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ thậm chí có thể hỏi đan dược bên trên tán phát hôi thối không biết là lấy cái gì luyện chế chỉ thấy tiêu viêm trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên màu đen phệ hồn đan nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn một bên ô chiến cũng là cũng không ngoại lệ hai ngón sinh sôi bóp liền đem trong tay phệ hồn đan tan thành phấn vụn cái đồ chơi này ta nhưng không nuốt vào được tiêu viêm vành lên quyết miệng một màn này lập tức liền làm ở xa thân ảnh ánh mắt ngưng lại trên thân tản mát ra dày đặc sát khí đột nhiên nhìn về phía tiêu viêm cùng ô chiến mà một bên nguyên bản quỳ lại nam tử tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đã là không gặp thân ảnh nó hắn biết được bên cạnh tiêu viêm cùng ô chiến cũng không phổ thông mình lưu tại nơi này chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư chấn đều đối với hắn uy hiếp cực lớn cho nên liền là lặng lẽ mượn nhờ nồng vụ chuẩn mất các ngươi đây là tại muốn chết sao giống như vô số người trùng điệp thanh âm lại lần nữa vang lên thân ảnh thình lình nhìn về phía tiêu viêm cùng ô chiến ô chiến tại tiêu viêm tuyệt không nói chuyện tình huống dưới khí thế cường đại ẩm vang bộc phát tại trên thân tản ra nồng đậm sát khí bực này sát khí cho dù là tại trước đó một đường mà đến xóa bỏ liệp thần giả cũng tốt vẫn là còn lại mười mấy, mấy người cũng chưa từng có như thế nồng đậm sát khí về hôn tộc các ngươi đến tột cùng đang làm cái gì ô chiến nắm đấm siết chặt trong mắt sát cơ bắn ra dù sao tại hắn trước khi rời đi huyền lôi đảo từng còn sinh cơ bừng bừng mặc dù tại vực sâu cực địa ở trong kéo dài hơi tàn nhưng cũng không đến nỗi bị người đoạt đi hồn phách nhưng mà bây giờ huyền lôi đảo làm ô chiến nghe nói đến đã biến thành tế đàn thời điểm tâm tình của hắn đã phi thường nặng nề khi đó có lẽ không có lực lượng nối kháng phệ hồn tộc nhưng hôm nay không giống ngày xưa đã từng hắn chỉ là một người đấu thần nhưng bây giờ hắn đã trở thành cường đại bất hủ có chút đã từng thù hận là thời điểm nên tìm trở về trong sương mù dày đặc khổng lồ bóng đen hiện lên, bách trượng chi lớn độc hạt, chẳng biết lúc nào tới gần, song kim đã là lôi cuốn lấy lực lượng mạnh mẽ hướng phía ô chiến gào thét mà tới. Ô chiến dường như cũng đã sớm chuẩn bị, tay cầm kim sắc trường tiên đột nhiên vung ra, vết roi gào thét, buộc một tiếng lệ vang, chính là nghe được kèn kết thanh âm vỡ vụn, sau đó độc hạt bộc phát ra cực kỳ chói tai gào thét tiếng kêu thảm thiết. Một roi nhưng cũng không bình thường, chính là ẩn chứa lực lượng bất hủ một roi, mặc dù không cách nào dung chuyển nguyên thần phân thân, nhưng uy lực của nó là đủ đánh tan bất luận một đấu thần, cũng may là độc hạt có cứng rắn sát ngoài, nếu không một soi sợ rằng sẽ đưa nó trực tiếp đánh giết. Bất hủ thú vị, vực sâu cực địa ở trong đã thật lâu không có bất hủ tới đây. đúng lúc, tại ta mười vạn hồn phách bên trong còn chưa từng có được linh hồn bất hủ. thân ảnh nhìn xem tay cầm kim tiên ô chiến, khoái miệng có chút dương lên, lộ ra một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. mười vạn hồn phách, cấp bậc hồn vương thôi nếu là hồn hoàng xuất hiện trăm vạn hồn phách có lẽ ta sẽ e ngại ba phần về phần ngươi sao ô chiến trong miệng cũng là thì thào hiển nhiên vệ hồn tộc cùng nguyên khí khác biệt phân cấp bên trên cũng có chỗ khác biệt ô chiến trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi hắn tựa hồ đối với vệ hồn tộc hiểu rất rõ cũng rõ ràng trước mắt vệ hồn tộc thực lực đế trì bất hủ bước đầu tiên sao là như thế cuồng vọng khẩu khí ta mười vạn hồn phách là đủ đưa ngươi nghiền nát hồn vương cũng là không có chút nào vẻ sợ hãi cả hai trong lúc nhất thời đối chọi gay gắt tiêu viêm xếp bằng ở băng uẩn thảo bộ lưng bộ dáng hài lòng nhìn xem hai người sắp bộc phát chiến đấu có đúng không vậy liền để ta nhìn ngươi mười vạn hồn phách có thể hay không đem ta nghiền nát ô chiến cắn răng một cái trong lòng thu hận như vậy bộc phát trường tiên tán đi kim sắc trường cung ngưng tụ cùng tay dây cung bộc phát ra trói tay tiếng nổ đùng đoàng vô số kim sắc mưa tên chính là hướng phía hồn vương bao phủ tới mỗi một mũi tên bên trên đều ẩn chứa lực lượng bất hủ những cái chiêu số này tại trước đó đối phó tiêu viêm thời điểm đều là thi triển qua chẳng qua khi đó đối mặt chính là thân xác bất hủ hiện tại thì là khác biệt ô chiến trong mắt lóe ra tuyệt đối lòng tự tin chỉ thấy hồn vương nhếch miệng lên chợt chính là khoát tay vô số hồn phách từ trong thân thể hắn đổ xuống mà ra sau đó hương phía ô chiến tê rít gào mà đến vạn quỷ kêu khóc tình cảnh một trận ở giữa cực kỳ rung động kim sắc mưa tên rơi vào những quỷ hồn này phía trên chạm đến một cái chớp mắt chính là trực tiếp đem nó xuyên thủng tiêu diệt có một chút tiễn xuyên thùng, nhưng mà có thì là có thể tiếp nhận trên trăm con mũi tên. Ô chiến kim sắc kiếm vũ rất nhanh liền bị những quỷ hồn này cho toàn bộ đón lấy, cùng lúc đó, lại lần nữa hướng phía ô chiến gào thét, tại tới gần ô chiến trước người lúc, từng đạo tay cầm binh khí quỷ hồn lướt đi, sắc bén công kích từ bốn phương tám hướng vào tới. Nhưng ô chiến cũng là không có chút nào nâng tay, đối mặt tới gần quỷ hồn, trường tiên lại lần nữa xuất hiện tại trong tay, điên cuồng vung vầy ở giữa, mạnh mẽ ngăn lại vô số gào thét quỷ hồn. Tại trường tiên vung ra thời điểm, càng là có thể nghe được những quỷ hồn này đau khổ tiếng gào thét, nghe được những âm thanh này, ô chiến tim như bị đau cắt, hắn tất cả bằng hữu thân nhân, toàn bộ chôn thây tại vực sâu cực địa, những quỷ hồn này có lẽ cũng không phải là bọn hắn, nhưng ở ô chiến trong lòng phải hay. Không phải lại có cái gì khác biệt, ô chiến cũng không am hiểu cận chiến, trường tiên cùng cung tiễn đều là chiến đấu tầm xa, nhưng đối quần thể công kích nhưng lại có phi thường rõ rệt hiệu quả, chỉ ít trong lúc nhất thời những quỷ hồn này không một có thể cận thân ô chiến hồn vương sắc mặt cũng là dần dần âm trầm dù sao lực lượng của nó trực tiếp tới bắt nguồn từ hồn phách dạng này công kích để nó nhái mắt liền tổn thất không ít hồn phách hơn nữa còn không có đối ô chiến tạo thành bất cứ thương tổn gì hồn vương tâm thần khẽ động vô số quỷ hồn đúng là phân tán ra đến vì thường có trật tự sắp xếp mà ra từ linh diệt sinh trận vô số quỷ hồn đem ô chiến vây quanh đúng là lấy quỷ hồn bố thành một cái đại trận triệt để đem ô chiến bao phủ trong đó chỉ nghe thấy để trời tê rít gào quỷ hồn hàng ngàn hàng vạn, hình thành một cái đại trận, bị vây nhốt trong đó ô chiến lập tức một cái lảo đảo, lắc lắc ngất đầu, đại trận này hiển nhiên có mê hoặc tâm thần tác dụng. Chưa chỉ thấy vô số quỷ hồn xương nanh múa vút từ bốn phương tám hướng phía ô chiến tê rít gào mà đi, ô chiến linh hồn chi lực cũng không mạnh, cho nên tâm thần cũng là một cái hoảng hốt, quỷ hồn xuyên thấu thân thể của hắn, trên thân cũng là bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết thương. Nhìn thấy ô chiến trúng chiêu, hồn vương trên mặt lộ ra lạnh lùng nụ cười, chỉ là một người bất hủ, cũng dám ở phệ hồn tộc ta trước mặt cuồng vọng. Trong trận pháp tại phía dưới hình thành một cái to lớn bóng đen, ô chiến trong mắt khôi phục một chút thanh minh về sau, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đột phá trận pháp xông ra. Chẳng qua nhưng vào lúc này, vô số quỷ hồn là cùng nhau tiến lên, toàn bộ đưa ra cánh tay gắt gào níu lại ô chiến, khiến cho thân hình đột nhiên trì trệ, mà phía dưới bóng tối càng ngày càng tới gần, ô chiến đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy từ bóng tối ở trong có một đầu cự hình hư thối các hồn gào thét mà ra hướng phía ô chiến một hơi nuốt tới một tiếng vang thật lớn ô chiến thân ảnh chính là bị đầu cá hồn gào thét mà ra cho một hơi nuốt hết sau đó cá hồn gào thét ở giữa âm vang một tiếng đúng là trực tiếp bổ tung lên ô chiến thân ảnh cũng làm tức từ trong đó bắn ngược mà ra cả người dường như lâm vào hôn mê trên thân ngược lại là không có cái gì thương thế nhưng hiển nhiên là linh hồn nhận thương tích hồn vương thân hình lúc này bước ra một bước vô số quỷ hồn đi theo thân ảnh của hắn, tại hậu phương, hóa thành một cái khổng lồ quỷ quái, sau đó nhô ra bàn tay hướng phía ô chiến trục tới. Đợi một chút, đúng lúc này tiêu viêm bỗng nhiên quát lớn, hồn vương ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía tiêu viêm. Cầu nhãn, chuẩn bị xong chưa, tiêu viêm nghiêng đầu, bỗng nhiên tại cầu nhãn bên tai nói, chuẩn bị kỹ càng cái gì, cầu nhãn mắt to tràn ngập nghi hoặc, không đợi nó kịp phản ứng, tiêu viêm đã nắm lấy nó, sau đó hướng vị hồn vương đột nhiên ném đi. Đi thôi, hiện ra ngươi khuyển ra thực lực chân chính để hắn cái gì chó má hồn vương run dày đi tiêu viêm quát lớn giết thiên đao khuyển ra ta sẽ chỉ phá trận đây cũng không phải là ta am hiểu sao cầu nhãn phát ra thê lương tiếng kêu thân hình đúng là dừng lại về sau nhanh như chớp liền cướp trở lại tiêu viêm tay áo bên trong run lẩy bẩy hồn vương nhíu mày ánh mắt vẫn là nhìn về phía ô chiến thế tất yếu đem hồn phách nhận lấy sau lưng quỷ quái cự trưởng lại lần nữa hướng phía ô chiến vỗ tới xem đi hiện tại biết nội ngoại kiêm tu tầm quan trọng sao tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu ô chiến giờ phút này đã lâm vào hôn mê một trưởng này bổ xuống thân xác chỉ sợ không ngại nhưng linh hồn tất nhiên sẽ bị thương nặng còn tưởng rằng nhặt cái đại tiện nghi không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải tự mình động thủ tiêu viêm tiếng nói vừa dứt đột nhiên bước ra một bước băng uẩn thỏ lúc này liền bị đạp một cái lảo đảo liền kém không có mở miệng chửi rủa bắt thỏ ở trong tràn ngập lửa dân tiêu viêm thân hình xuất hiện tại ô chiến hôn mê trước người bàn tay nhô ra trực tiếp bắt lấy ô chiến đem ném với một bên. Tiếp được hắn, tiêu viêm đối băng uẩn thỏ quát, con thỏ cứ việc ánh mắt lộ ra không muốn, nhưng vẫn là y theo tiêu viêm chỉ lệnh tiếp được ô chiến hôn mê. Đối mặt gào thét mà đến quỷ quái cự trường, tiêu viêm vực cảnh linh hồn chi lực lúc này liền là bộc phát, đồng dạng cũng là đề tay một trường, đây là lấy linh hồn chi lực ngưng tụ một trường, oanh một tiếng chính là cùng quỷ quái cự trường đụng vào nhau, lúc này liền truyền đến vô số chói tai tiếng kêu thảm thiết. Đấu thần, hồn vương nhẹ nghi một tiếng, trong mắt nhìn xem tiêu viêm, chính là lộ ra thần sắc khinh thường, dù sao đấu thần thực lực hoàn toàn không cách nào cùng hắn chống lại. Thế nào, đấu thần không xứng đánh với ngươi một trận, tiêu viêm có chút nhíu mày, trầm giọng nói. Có tự mình hiểu lấy thuận tiện, ta mười vạn hồn phách uy áp ngươi đều gánh không được, sao là một trận chiến mà nói, hồn vương cũng là cười lạnh, đứng chắp tay, dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt cũng giống như sâu kiến. Tự tin như vậy, vậy liền để cho ta xem ngươi mười vạn hồn phách đến tột cùng lại có bao nhiêu uy áp đi tiêu viêm nhìn về phía hồn vương ánh mắt lập tức cũng biến thành nóng rực lên đương nhiên chân chính để tiêu viêm hưng phấn cũng không phải là cùng nó một trận chiến mà là hồn vương trên thân cất ở đây mênh mông cuồn cuộn mười vạn hồn phách nếu để cho cửu mục thần hồ lô đem mười vạn hồn phách toàn bộ hút vào như vậy có lẽ có thể mở ra cái đồ đàng nhân vật thứ tư nếu là đem thương mang lão tổ cho cửu mục thần hồ lô vận dụng thỏa đáng cũng đem tuyệt đối là tiêu viêm một đại cường lớn át chủ bài một trong về phần linh hồn loại hình đấu kỹ tiêu viêm ngược lại là vận dụng cũng không nhiều chẳng qua linh hồn cối say cùng thương khung hàn hai linh hồn đấu kỹ mặc dù hồi lâu chưa từng dùng qua nhưng là tại lúc này chắc hẳn có thể phát huy ra càng thêm uy lực dù sao bây giờ tiêu viêm linh hồn chi lực đã đi tới vực cảnh mặc dù hai cái linh hồn đấu kỹ vẻn vẹn chỉ là thánh giai chẳng qua hiện nay lại lần nữa thi triển lúc uy lực tất nhiên sẽ theo tiêu viêm linh hồn chi lực mà bạo tăng hồn vương ánh mắt âm trầm trên thân vô số quỷ hồn lại lần nữa gào thét mà ra hắn dường như còn muốn dùng đối giao ô chiến hồn trận đồng dạng tới đối phó tiêu viêm vô số quỷ hồn hướng phía tiêu viêm bao phủ mà đến một cỗ âm sát chi khí nháy mắt liền đem tiêu viêm bao khoảng. loại khí tức này để tiêu viêm sắc mặt có chút trầm xuống dường như không sử dụng nguyên thần phân thân đích thật là khó mà chống cự cái đông đảo quỷ hồn chỗ sinh ra âm sát chi khí bởi vậy nguyên thần phân thân hiển hiện tiêu viêm trong mi tâm tà tôn ấn ký lấp lóe cả hai thình lình trùng điệp cường đại khí huyết nháy mắt liền đem âm sát chi khí chống ngự bên ngoài cầu nhãn trận này ngươi có thể phá tiêu viêm hỏi cầu nhãn lại tại giả chết tiêu viêm làm bộ lại đem nó nắm ở trong tay muốn đem nó ném ra chỉ là cấp thấp trận pháp huyền ra ta một chút liền có thể đem nó khám phá cầu nhãn lập tức hét lớn một tiếng trong mắt lam quang nở rộ chỉ thấy nguyên bản có thứ tự quỷ hồn bỗng nhiên đại loạn trận pháp nháy mắt bị phá cùng lúc đó hồn vương kêu lên một tiếng đau đớn tựa như nhận phản phệ sau đó ánh mắt kinh dị nhìn về phía tiêu viêm chẳng qua không đợi hắn nói chuyện tiêu viêm thân hình đã là như là như đạn pháo hướng phía hắn gào thét mà tới hồn vương giật mình giờ phút này hắn lại cảm thụ tiêu viêm khí tức thời điểm đã không còn là đấu thần cường đại khí huyết lực lượng trong mắt hắn giống như một đoàn mặt trời rực rỡ quỷ hồn âm sát chi khí không có chút nào tác dụng hồn vương sau lưng khổng lồ quỷ quái lại lần nữa ngưng tụ sau đó chính là hướng phía hắn một trưởng vỗ đến linh hồn cối sai tiêu viêm lúc này hét lớn một tiếng trong thiên địa hai đạo cối say hiển hiện bằng bạc linh hồn chi lực từ hai cái cối say ở trong nghiền ép mà ra đều hướng phía hồn vương bao phủ mà tới vực cảnh linh hồn chi lực sao hồn vương ánh mắt trầm xuống tiêu viêm bày ra thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn để trần vực cảnh linh hồn chi lực chính là mười phần ít có thú vị một người linh hồn bất hủ một người vực cảnh linh hồn nếu là có thể đem các người hai đạo linh hồn nhận lấy ta liền có thể ngưng tụ đạo thứ năm kim hồn kim hồn, nói cách khác người có bốn đạo kim hồn rồi. Tiêu viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói, để tiêu viêm càng thêm cảm thấy hứng thú, kim hồn tên như ý nghĩa, khẳng định phải sau phổ thông hồn phách mạnh hơn nhiều, không biết có thể hay không đối cửu một thần hồ lô sinh ra kỳ hiệu, hiện tại sợ hãi đã trễ. Hồn vương gửi lạnh một tiếng, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, trên thân tản ra nồng đậm vô cùng âm sát chi khí, nhưng cho dù hắn âm sát chi khí mạnh hơn, tại nguyên thần phân thân cường đại huyết khí phía dưới cũng là không thể tới gần tiêu viêm chút nào. Sợ hãi. Ngươi là thế nào tại trên mặt ta nhìn ra hai chữ sợ hãi, xem ra là ta linh hồn cối say chuyển không đủ nhanh sao, tiêu viêm ngẩn người, chính là cười nhạo một tiếng. Vực cảnh linh hồn chi lực từ thiên địa cối say phía trên phun trào mà đến, hồn vương sắc mặt cũng là có chút biến ảo, vô số quỷ hồn không chịu nổi tiêu viêm vực cảnh linh hồn, bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị sinh sôi nghiền nát. Chẳng lẽ cho là ngươi vực cảnh linh hồn chi lực liền có thể đánh với ta một trận, mười vạn hồn phách ra hiển nhiên cũng là nháy mắt chọc giận hồn vương lúc này liền là gầm thét một tiếng chỉ thấy miệng mãnh trương vô số hồn phách từ trong miệng hắn gào thét mà ra số lượng kinh người cũng là lệnh tiêu viêm líu lưỡi mặc dù biết được mười vạn hồn phách số lượng khổng lồ nhưng chân chính mười vạn hồn phách xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt thời điểm có thể nói là minh mông cuồn cuộn chỉ là về số lượng liền cho người ta một loại hô hấp đều sẽ trở nên ngưng trọng cảm giác áp bách xa xa nhìn lại mười vạn hồn phách giống như một đạo màu đen tường thành vô số hồn phách gào thét điên cuồng xung kích linh hồn cối say trong khoảnh khắc linh hồn cối say truyền đến ken kết thanh âm sau đó ông vang một tiếng sụp đổ mà ra vực cảnh linh hồn cũng không gì hơn cái này hồn vương vẫn không quên mỉa mai một tiếng chiến đấu vừa mới bắt đầu người gấp làm gì vội vã đi đầu thai sao cũng là ngươi coi như nghĩ đầu thai đều khó khăn tiêu viêm cười cười đối với vực cảnh linh hồn tiêu viêm đến nói linh hồn cối sai chẳng qua tiệp tay liền có thể thiên triển hồn vương sắc mặt âm trầm chẳng qua lúc này tiêu viêm nói chuyện cũng không có nhàn rỗi vừa cảnh linh hồn chi lực đã khoách tán ra nếu không phải những hơi nước có trở ngại linh hồn chi lực hiệu quả phạm vi đem càng thêm rộng khắp nhất niệm thương khung giận nhất niệm thương khung hàn toàn bộ hư không đều phảng phất có thể cảm giác được nhiệt độ trượt hạ xuống loại này nhiệt độ không phải đến từ ngoại bộ mà là truyền vào linh hồn trên trời càng là bay lên bông tuyết mỗi một phiến bông tuyết chậm rãi bay xuống rơi vào quỷ hồn phía trên lúc, đúng là nháy mắt liền đem nó đông kết. Bông tuyết đầy trời, vô số quỷ hồn đều là bị đóng băng lại không cách nào động đậy, hồn vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, kim hồn thứ nhất, hoàng võ hiện. Hồn vương quát lạnh một tiếng, chỉ thấy từ hán cây bóng ở trong đi ra một đạo hồn phách, hồn phách ngưng tụ, cùng cái hồn phách khác rõ ràng khác biệt, nhìn như là thực thể. Tay cầm một thanh kim sắc trường thương, mặc dù là hình người bộ dáng, nhưng trong miệng lại bộc phát ra cực đoan trói tay tiếng gào rít chợt mới là thân hình chấn động hướng phía tiêu viêm một thương đâm tới thân thương chấn động từng đạo sắc bén thương mang ngưng tụ hướng phía tiêu viêm đều bao phủ mà tới đây chính là kim hồn tiêu viêm vui mừng nhìn xem hướng phía hắn gào thét mà đến kim hồn trong mắt tinh mang đại chán lại là cùng phổ thông hồn phách khác biệt hồn lực thật mạnh tiêu viêm nghiêm mặt nói mũi thương gào thét mà đến chỉ thấy tiêu viêm cũng là không thức hoang mang rút ra sau lưng bát hoang huyền trọng xích đột nhiên một thước vung ra lực lượng cường đại gia chỉ dưới một thước này chỉ là vung ra uy lực đều chấn động không gì sánh nổi thức thân cùng mũi thương đối đầu kim hồn chấn động không hề nghi ngờ trực tiếp bị tiêu viêm một thức liền sinh sôi đẩy lui không sai không sai tiêu viêm tán thưởng nói chỉ bằng kim hồn một kích này uy lực của nó là đủ đối cứng một cửu tinh đấu thần chỉ tiếp đối mặt chính là có được nguyên thần phân thân tiêu viêm lực lượng bên trên tự nhiên không có khả năng địch nổi kim hồn hoàng võ không có dừng lại tiếp tục vung về trường thương nhìn xem tiêu viêm chậm rãi phảng phất toàn thân đều là sơ hở chẳng qua khi mũi thương rơi xuống thời điểm lại vèn vẹn chỉ là một thước dốc hết sức liền có thể phá vạn pháp hồn vương thấy một đạo kim hồn cầm tiêu viêm dường như không cách nào nghiền ép tiêu viêm lại lần nữa là hử lạnh một tiếng tại cái bóng bên trong lại hiện ra một đạo kim hồn kim hồn thứ hai vương chiến chỉ thấy vương chiến tay cầm hai thanh vết máu pha tạp dìu to bàn di chuyển lấy thô cùng bước chân tại tới gần tiêu viêm thời điểm thân hình nhảy lên một cái cao cao đằng không sau đó hai lưỡi búa trùng điệp hướng phía tiêu viêm đập tới hoàng võ giống như cũng hiểu ý lập tức trưởng thương gào thét một thương quét ngang hai đạo kim hồn không sai không sai đối mặt hai đạo kim hồn sắc bén thế công tiêu viêm giống như vẫn như cũ không chút hoang mang thậm chí cũng không có vui giết ý nghĩ của bọn hắn lúc này mặc dù có một bộ phận bị tiêu viêm thương khung lạnh cho hạn chế nhưng vẫn có từ lâu vô số hồn phách điên cuồng tê rít gào đối tiêu viêm cởi sướng không sợ công kích mênh mông cuồn cuộn mỗi một đạo hồn phách chỉ cần tạo thành một tia tổn thương hàng ngàn hàng vạn như đều tạo thành một tia cho dù là một người bất hủ cũng sẽ bị sống sờ sờ bị xé thành vỡ nát ta ngược lại muốn xem xem vực cảnh linh hồn lại có thể không thể ngăn hạ ta mười vạn hồn phách chỗ tạo thành từ linh dệt sinh trận vô số hồn phách phun trào hai đạo kim hồn cùng tiêu viêm dây dưa mười vạn hồn phách bắt đầu quay chung quanh tiêu viêm hình thành đại trận bàng bạc âm sát chi khí chính là hướng phía tiêu viêm bao phủ mà đến mười vạn hồn phách âm sát chi khí tương đương khủng bố nhưng nguyên thần phân thân huyết khí càng khủng bố hơn vẹn vẹn âm sát chi khí là không cách nào bị thương tới tiêu viêm trước nào liền hai đạo kim hồn mặc dù cùng tiêu viêm cháy bỏng thanh thế mặc dù to lớn chẳng qua hồn vương còn có thể nhìn ra hai đạo kim hồn vẫn như cũng không cách nào áp chế tiêu viêm đạo thứ ba kim hồn bạc tĩnh đạo thứ tư kim hồn, nứt tu sa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồn vương chính là không có lần nữa do dự, bốn đạo kim hồn toàn bộ hiện thân, bạc tĩnh là một nữ tử hồn phách, tốc độ kia cực nhanh, tay cầm chủy thủ, thân hình chính là hướng phía tiêu viêm thiểm lược mà tới. Tiêu viêm trông thấy bạc tĩnh thời điểm hơi sững sờ, xe dịch linh hoạt thân ảnh, trong chớp nhoáng này, tiêu viêm phảng phất nhìn thấy tự ảnh, tâm tình lập tức âm trầm một chút, vốn nghĩ tiến về minh giới một chuyến, nhưng sự tình phát triển dường như từ đầu đến cuối không cách nào làm cho tiêu viêm hài lòng đắc ý. Cũng may là trước kia tiêu nguyệt ly nói qua tất cả mọi người không ngại, tiêu viêm trong lòng vẫn ít nhiều là có chút chấn an. Chẳng qua nhìn xem tương tự thân ảnh lúc, tiêu viêm trong lòng vẫn là khó tránh khỏi siết chặt, chẳng qua ngay tại tiêu viêm bừng tỉnh thần chi ở giữa, bạc tĩnh thân hình đã lướt đến trước người, chủy thủ trong tay hàn mang chớp động, hướng phía tiêu viêm trái tim bỗng nhiên đâm vào. Tiêu viêm đã không có thời gian đi phản ứng, chủy thủ mạnh mẽ đâm vào nơi buồng tim chỉ bất quá tiêu viêm chậm rãi sách phía dưới thủy thủ mặc dù đâm vào thân thể của hắn nhưng lại vẹn vẹn đâm vào chủy thủ mũi đao tiêu viêm nhìn xem trước mặt gào thét bạc tĩnh năm ngón tay đột nhiên nắm chặt xe lẫn vực cảnh linh hồn chi lực một quyền trực tiếp đánh phía đầu nó kim hồn bạc tĩnh muốn lấy mình tốc độ cực nhanh đi trốn tránh chẳng qua tiêu viêm ánh mắt ngưng lại thậm chí không nhìn thẳng còn lại ba đạo kim hồn công kích một cái tay khác trực tiếp nhô ra một tay bắt lấy nó khiến cho lại tốc độ nhanh bị tiêu viêm lòng bàn tay gắt gao khóa lại thời điểm nắm đấm đã là ẩm vang thế nào tại nó linh hồn phía trên nếu là không có vực cảnh linh hồn phụ tá muốn đối phó bốn đạo kim hồn độ khó cực lớn thậm chí nói nếu không phải không có nguyên thần phân thân cường đại khí huyết làm trèo trống ngăn cách ấm sát chi khí chỉ sợ hạ tràng cũng sẽ cùng ô chiến đồng dạng chỉ nghe thấy bạc tĩnh phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không đợi nó kịp phản ứng trong tay tiêu viêm đã là hiện ra cửu mục thần hồ lô đem nhận nó nặng sáng tạo kim hồn bạc tĩnh trực tiếp hút vào cửu mục thần hồ lô ở trong. Bị cửu mục thần hồ lô hút vào kim hồn, nháy mắt liền chặt đứt cùng nó liên hệ, mất đi một đạo kim hồn hồn vương lập tức sắc mặt đại biến, người dám nuốt kim hồn ta. Hồn vương lúc này liền là bầu phát ra gầm lên giận dữ, cũng biết được tình huống không đúng, lập tức để còn lại ba đạo kim hồn về sau bắn ngược. Nhưng tiêu viêm như thế nào lại cho chúng nó một lần cơ hội nữa trở lại hồn vương trên người, trước đó cùng mấy đạo kim hồn nhìn như cháy bỏng chiến đấu chẳng qua là tiêu viêm cố ý mà làm chi mỗi một đạo kim hồn đều có chí ít lực lượng cửu tinh đấu thần cần phải chống lại bất hủ chủ yếu dựa vào vẫn là mười vạn hồn phách âm sát chi khí song khi đối mặt có được bất hủ thân xác nguyên thần tại bàng bạc âm sát chi khí trước mặt bất hủ phân thân khí huyết cũng như nắng gắt căn bản không cách nào xâm nhập trước nào chí ít mười vạn hồn phách âm sát chi khí đúng không hủ phân thân đến nói không có bất kỳ cái uy hiếp gì ngược lại là tiêu viêm giờ phút này bộc phát ra lực lượng chân chính, thân hình trực tiếp lướt đi, bàn tay tìm tòi, ẩn chứa vực cảnh linh hồn chi lực cự trưởng hướng phía ba đạo kim hồn vỗ tới. Tiêu viêm giơ lên cửu mục thần hồ lô, ba đạo kim hồn đều là tại tiêu viêm một trưởng phía dưới thân hình đột nhiên trì trệ, từ linh diệt sinh trận, nuốt. Hồn vương trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lập tức phát động đại trận, mười vạn hồn phách bao phủ tiêu viêm, nhưng âm sát chi khí lại đối tiêu viêm không có nổi chút tác dụng nào. Hồn vương tiếng nói vừa dứt, mười vạn hồn phách tạo thành đại trận phía dưới một cái to lớn bóng tối tại tiêu viêm dưới chân bắt đầu lưu động giống như một mảnh to lớn mặt băng hạ ẩn xấu đi tùy thời mà động khổng lồ tả vật cầu nhãn tiêu viêm thân hình cực tốc lướt đến ba đạo kim hồn trước mặt thế tất yếu đưa chúng nó toàn bộ vào cửu mục thần hồ lô bên trong loại cơ hội này tiêu viêm nhưng sẽ không bỏ qua lại đè ép thêm sức lao động giết thiên đau. cầu nhãn mặc dù rất là không muốn nhưng vẫn là mắt to bên trong làm quang khuấy động mà ra chỉ cần là trận pháp nó tự hồ cũng có thể đem phá giải. Cho dù là 10 vạn hồn phách tạo thành đại trận, cũng là tại cầu nhãn lam quang khuấy động mà ra nháy mắt, đúng là trực tiếp trong lòng đại loạn, tất cả hồn phách vàng phất tìm không thấy nơi trở về của mình, toàn bộ tử linh diệt sinh trận lại một lần bị cầu nhãn phá giải, làm không tệ, cầu nhãn. Tiêu viêm thanh âm truyền ra, nghe vì tiêu viêm khoa trương cầu nhãn, lập tức ngạo nghễ nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên, cũng không nhìn một chút quyền gia ta là ai tiêu viêm công kích lại lần nữa rơi vào ba đạo kim hồn phía trên đại trận bị phá hồn vương sắc mặt kịch biến mười vạn hồn phách cấp tốc trở về ở sau lưng hắn ngưng tụ trong khoảnh khắc một đầu lại mười vạn quỷ hồn ngưng tụ mà thành cự hình quỷ quái hiển hiện hồn vương một quyền vung ra sau người quỷ quái cùng cũng là theo hắn động tác giống nhau hướng phía tiêu viêm đập tới hắc khí bao phủ to lớn nắm đấm âm sát chi khí phóng lên tận trời quỷ quái trong miệng phát ra ngập trời tiếng gào rít trừng thiên trượng chi lớn to lớn thân hình tràn ngập kinh khủng cảm giác áp bách chẳng qua lúc này tiêu viêm trọng tâm hoàn toàn đặt ở ba đạo kim hồn phía trên đừng chạy tiến đến chơi đùa ta trong hồ lô có động thiên khác đều đến hồ lô ta bên trong tiêu viêm một bên đuổi theo một bên cười to mà này bao nhiêu nhìn có chút để người cảm thấy cổ quái mà lúc này ô chiến tại khôi phục sau một lúc lâu rốt cục vừa tỉnh lại khi hắn mở hai mắt ra một cái chớp mắt chính là nhìn thấy thiên triệu chi lớn quỷ quái làm hắn đồng từ lập tức co rụt lại vội vàng đứng dậy. Chẳng qua linh hồn phía trên truyền đến đâm nhói cảm giác, để ô chiến hàm răng cắn chặt, mặc dù nhìn bề ngoài ô chiến dường như cũng không lo ngại, nhưng là chỉ có ô chiến trong lòng rõ ràng, lần này hắn linh hồn nhận thương không nhẹ, chỉ sợ cần không ít thời gian khả năng khỏi hẳn. Ô chiến ánh mắt nhắm lại, giờ phút này cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng, minh linh hồn chi lực thực sự quá kém, tại hồn vương cường đại hồn phách công kích đến, hắn linh hồn chi lực không có bất kỳ cái lực lượng gì chống cự chẳng qua chân chính để ô chiến trợn mắt hốc mồm chính là nhìn thấy phía dưới thân ảnh tiêu viêm đừng chạy đừng chạy tuyệt đối là động thiên phúc địa già trẻ không gạt các người tiến đến nhìn một cái liền biết tiêu viêm dơ cửu mục thần hồ lô đem ba đạo kim hồn đuổi theo về phần thiên truyện chi lớn quỷ quái tiêu viêm hoàn toàn chưa từng để vào mắt đối mặt oanh đến một quyền tiêu viêm cũng là đấm ra một quyền chỉ gặp quỷ quái khổng lồ gấp trăm lần nắm đấm cùng tiêu viêm nắm đấm đụng nhau một cái chớp mắt đúng là nổ tung lên chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, làm lòng người thần run rẩy. Nhưng mà quỷ quái công kích dường như cũng không thể ngăn cản tiêu viêm, không bao lâu, lại có một đạo kim hồn bị tiêu viêm cho bắt được, bị hút vào đến cửu mục thần hồ lô bên trong, hồn vương nguyên bản liền sắc mặt trắng bệch, hiện tại dường như nhìn biến thành mặt xanh xám. Lại có một đạo kim hồn chặt đất cùng hắn liên hệ, chỉ còn lại hai đạo kim hồn chạy trốn, tiêu viêm còn cười toe tất cánh miệng rộng người theo nhưng mà hồn vương giờ phút này dường như lại cầm tiêu viêm không có bất kỳ cái biện pháp gì mỗi một đạo kim hồn đều hao phí hắn không ít tâm tư thần tài ngưng tụ được chính là vạn người hồn phách mới có được một thể luyện chế thành kim hồn ẩn chứa thực lực cường đại chỉ tiếc đối với đấu thần đến nói xác thực chính là tuyệt đối nghiền ép nhưng là đối với bất hủ thân xác tiêu viêm đến nói dường như lại lên không đến bất luận cái hiệu quả gì làm sao có thể người này là sao không sợ âm sát chi khi ta hồn vương biểu lộ dữ tợn sau lưng quỷ quái điên cuồng hướng phía tiêu viêm đập mạnh có thể tránh toàn bộ bị tiêu viêm tránh thoát về phần không thể tránh tiêu viêm cũng là không có chút nào khách khí lấy nắm đấm của mình đón đỡ đều không ngoại lệ đều là quỷ quái nắm đấm nổ tung căn bản không cách nào cùng tiêu viêm chống lại hắc hắc lại bắt đến một cái tiêu viêm cười nói bốn đạo kim hồn bị hắn cửu mục thần hồ lỗ hút vào ba đạo bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một đạo đáng chết đáng chết cặn bã đáng ghét người nhưng có biết đang làm cái gì sao dám ở vực sâu cực địa chiêu chọc vệ hồn tộc ta, ngươi quả nhiên là ngại mệnh không đủ dài sao? Mười vạn quỷ hồn đúc thân, lấy ngưng hồn vương chân thân hiện. Hồn vương hét lớn một tiếng, thì triển nhiều cái chiêu số đều không có kết quả về sau, hồn vương chỉ có thể vận dụng mình chân chính áp chủ bài, cũng thế tất yếu đợt lại mình kim hồn. Chỉ thấy mười vạn hồn phách điên cuồng tràn vào trong thân thể, sau đó thân thể của hắn bắt đầu biến ảo, thấy cảnh này, tiêu viêm càng thêm hoài nghi, cái này không cùng linh quỷ giống nhau như đúc sao, tiêu viêm thế nhưng là nắm lấy cơ hội đem đạo thứ tư kim hồn cũng triệt để thu nhập cửu mục thần hồ lô ở trong hồn vương bốn đạo bảo bối kim hồn đều không ngoại lệ toàn bộ bị tiêu viêm thu vào cửu mục thần hồ lô bên trong cũng chính vì vậy triệt để chọc giận hồn vương thân hình tại mười vạn hồn phách tràn vào ở trong đón gió căng phùng lên chỉ bất quá cùng tiêu viêm thấy qua linh hồn chân thân bộ dáng có chỗ khác biệt nhưng có một chút vẫn là tương tự chỉ ít chân thân thời điểm cùng người là một điểm không dính dáng hồn vương chân thân thoạt nhìn như là một con ngàn chân nhện trên đỉnh đầu nhìn mọc ra vô số con mắt nhưng cẩn thận thả gần xem xét thời điểm liền có thể phát hiện cũng không phải cái con mắt gì mà là vô số lít nha lít nhít những hồn phách này đau khổ gào thét toàn bộ chen trúc một chỗ phảng phất thân ở luyện ngục nhưng vô luận như thế nào cũng dãy ruộng không ra hóa thành ngàn chân quái vật hồn vương mặt hướng tiêu viêm tiếp theo một cái chớp mắt một đạo rít lên trói tai thanh âm gào thét mà ra đây cũng không phải là thanh âm bình thường tiêu viêm cũng là lập tức tràn ra mình vực cảnh linh hồn vô hình thanh âm xuyên thấu mà nghĩ đánh thẳng sâu trong linh hồn lệnh ở xa ô chiến lại lần nữa là chớp mắt lại ngất đi về phần con thỏ kia hai cái tay đó vậy mà gục xuống thỏ trong mắt tràn ngập ai oán nhưng dường như lại cũng không lo ngại đổi tới đổi lui thật có hiệu quả sao ta còn không tin có thể biến ra cái bất hủ ra tới tiêu viêm nhìn xem bộ dáng biến hóa cực lớn hồn vương dường như trong mắt hắn vẫn không có cái uy hiếp gì rít lên thanh âm bao phủ bốn phía nhưng tiêu viêm thân hình như thủy chung thẳng tắp mà đứng không chỉ không có bị nó tiếng gào rít ảnh hưởng trái lại tiêu viêm trực tiếp là bước chân hướng về phía trước đạp đặt mạnh ra chấn thần thất tình đệ nhất đạp tiêu viêm tiếng nói vừa dứt liên tục có phóng ra ba bước đệ nhị đạp đệ tam đạp đệ tứ đạp đối với hóa thành chân thân hồn vương tiêu viêm đã không có xem thường hắn cũng không có nửa phần e ngại mà là trực tiếp quả quyết xuất kích thì triển chấn thần thất tinh đấu kỹ như vậy hướng hắn nghiền ép mà đi. Bốn đạo ngưng thực hư ảnh hiền hiện, âm âm ở giữa chính là hướng phía hồn vương dẫm đạp mà đến, xa xa nhìn đã biến thành quái vật hồn vương, tiêu viêm ra tay càng là sắc bén. Cùng lúc đó, hồn vương đỉnh đầu vô số gào thét hồn phách phía trên có một cái quả cầu ánh sáng màu đen ngưng tụ, đối mặt giữa không trùng hướng phía hắn gào thét mà đến hư ảnh chính là bắn ra một đạo trùm sáng màu đen, hướng phía tiêu viêm chấn thần tứ đạp gào thét mà đi, tích diệt trùm sáng tiêu viêm nhíu mày nhìn cùng thiên nhân phủ linh quỷ thủ đoạn giống nhau y hệt đoán chừng hẳn là cùng thuộc về một mạch cũng không biết bên nào là thuần trùng tiêu viêm nói nhéo nhéo cái cầm mắt lộ ra suy tư trùng sáng quét ngang rơi vào tiêu viêm bốn đạo hư ảnh phía trên cả hai lập tức bộc phát ra đình tai nhức óc vang vọng thanh âm tại tiêu viêm cùng hồn vương chiến đấu kịch liệt lúc trong sương mù dày đặc chạy đến không ít thân ảnh đều là xa xa nhìn chăm chú lên trận đại chiến này đều là ánh mắt kinh hãi rơi vào tiêu viêm trên thân bọn hàng ánh mắt đều rất kinh nghi cùng kinh ngạc, không biết là thần thánh phương nào cũng dám đến vực sâu cực địa đối phệ hồn tộc động thủ. Vực sâu cực địa sở dĩ biến thành cấm địa, mà truy cứu nguyên nhân chính là chỗ này chính là lãnh địa phệ hồn tộc. Tại người khác trong hang ổ mặt động thủ có chút ít khác hẳn với là muốn chết sao? Cùng lúc đó, càng là tại vực sâu cực địa chỗ càng sâu, nơi này cũng không phải là hư vô, mà là tồn tại một tòa cự đại tế đàn vô số khóa sát từ trong bóng tối kéo dài liên tiếp tại trên tòa tế đàn này một thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó giờ phút này trong lòng bàn tay của hắn một sợi khí tức chính đang lóe lên tia sáng thân ảnh bỗng nhiên lập tức mở hai mắt ra ánh mắt bên trong tức giận phun trào khuôn mặt cơ bắp co rúm tràn ngập lồng đậm lệ khí đại đạo có đường ngươi không lội hết lần này tới lần khác lão tử địa ngục chi môn người cứng rắn muốn sông đoạt ta nguyên thần phân thân cũng liền thôi lại còn dám đến nơi này tiếng nói vừa dứt phảng phất toàn bộ tế đàn đều là vì một trong chấn thuận khóa sắt kéo dài nhìn lại, nơi này tồn tại vô số to nhỏ tế đàn, hàng trăm hàng ngàn, có người có thú, đều là há to miệng, bộ dáng dữ tợn, đều rất giống mất hồn. Xếp bằng ở trong tế đàn thân ảnh, không phải nam tử cũng không phải nữ tử, mà là một cái nhìn chỉ có năm sáu tuổi còn nhào đồng tử, chỉ bất quá trên mặt biểu tình dữ tợn cùng hắn thịt đô đô thân thể nhìn cực kỳ không hài hòa. Đồng tử âm tà thanh âm truyền vang ở chung quanh, mà tại tế đàn không ở xa, hắc ám hư vô bên trong, có một cái thân ảnh to lớn, té nằm hư vô bên trong, mi tâm phía trên tồn tại năm đạo tinh ấn. Nếu là tiêu viêm nhìn thấy thân ảnh to lớn, một chút liền nhận được, chính cũng là nguyên thần. Chỉ bất quá nguyên thần nhưng không có bất luận một tia sinh mệnh khí tức, đầu lâu thiếu thốn một nửa, cánh tay cũng ít một con, nhìn dường như tại hư vô ở trong chậm rãi tiêu tán, cố vệ hồn tộc phân thân tuy mạnh, chỉ tiếp đáng chết nữ đấy vậy mà thiết kế đem ta phong ở nơi này. Chẳng qua không ngại, muốn phong bế ta si di nhất tộc, nói chuyện viển vông đông tử cười lạnh một tiếng khóa sắt kết nối cái nào đó trên tế đàn một thân ảnh cao to chậm rãi đứng lên ta lộc yêu phân thân đủ để đối phó ngươi thân ảnh cao lớn hai mắt hồng quang chớp động người thân hương mặt thân hình cao lớn khôi ngô lực lượng cơ thể dường như cũng là tương đương cường hãn sau đó chỉ thấy tráng kiện hưu chân đột nhiên đạp mạnh toàn bộ thân hình chính là mãnh liệt bắn mà ra hướng phía ở xa hư vô cực tốc lao đi mà lúc này tiêu viêm cùng hồn vương chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc bởi vì xuất hiện một màn này thời điểm, dường như liền đã không có có gì khó tin. Tiêu viêm bắt được hồn vương, từng quyền từng quyền nện ở trên thân hắn, mỗi một quyền đều ẩn chứa vượt cảnh linh hồn chi lực cùng nguyên thần phân thân thân thể mạnh mẽ lực lượng. Nhưng mà hồn vương dường như lại không có bất kỳ cái sức phản kháng gì, tại tiêu viêm dưới nắm tay, thân hình sụp đổ, vô số hồn phách bắt đầu từ hắn trong thân thể thoát ly mà ra, chư vị, đều đến chỗ của ta, động thiên phúc địa già trẻ không gạt, tiêu viêm thấy thế lập tức xuất ra cửu mục thần hồ lô đem hồn phách đều thu vào cửu mục thần hồ lô bên trong nhưng mà cửu mục thần hồ lô thì là sớm tại tiêu viêm đem bốn đạo kim hồn hút vào thời điểm đạo thứ tư thân ảnh chính là tại tiêu viêm trong lòng hiền hiện, hiện. tay cầm huyết sắc khóa sắt sau nhận khóa sắt quay quanh cánh tay kia khóa sắt giống như khảm vào tiến huyết nhục bên trong nhìn thấy mà giật mình tên là huyết lang tôn nghe kỳ danh nhìn bộ dáng liền biết vị huyết lang tôn này cũng không phải loại lương thiện so với trước ba người chỉ sợ huyết lang tôn dưới hai tay oan hồn thuộc về nhiều nhất. Chỉ cần xuất hiện danh tự, nói rõ tiêu viêm liền có thể mời hán giết người, nhưng mà tiêu viêm tuyệt không như vậy bỏ qua, huống chi hồn vương đã đem 10 vạn hồn phách đều đưa đến cửu mục thần hồ lô bên miệng, tiêu viêm tự nhiên sẽ không khách khí, tới tới, đều đến hồ lô bên trong đến. Tiêu viêm mặt mày hớn hở, nếu là đem 10 vạn hồn phách đều thôn phệ, có thể biết được vị thứ năm danh tự tự nhiên càng tốt hơn, hồn vương đang phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong lại không có lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhục thân của mình bị sinh sôi nện thành phấn vụn. Vô số hồn phách từ hắn thân sát bên trong thoát ly, tiêu viêm dơ cửu mục thần hồ lô, như cá dếp sang sông, quả thực là một cái cũng không có bỏ qua, người dám giết phệ hồn tộc ta. Hồn vương âm trầm thanh âm lại lần nữa gào thét mà ra, không nói chuyện âm còn chưa rơi xuống, tiêu viêm lại là một cái trọng quyền nện ở đầu của hắn phía trên, thanh âm nhái mắt im bặt mà dừng. Giờ phút này quanh mình chỉ có thể nghe thấy tiêu viêm tiếng cười, bằng uẩn thỏ nếu là hình người, đoán chừng có thể nhìn thấy trên trán của nó tràn đầy gân xanh nhìn xem ở xa tràn ngập tiếng cười tiêu viêm nhất thời ngẹn lời hồn vương thanh âm từ vừa mới bắt đầu uy hiếp biến thành cầu xin tha thứ cuối cùng phát ra vô năng gào thét hoàn toàn bị tiêu viêm cưỡi trùy tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng suy yếu cuối cùng cho đến hoàn toàn biến mất một người có được mười vạn hồn phách hồn vương cứ như vậy bị tiêu viêm sinh sôi đập chết chẳng qua tiêu viêm sắc mặt cũng không dễ nhìn mười vạn hồn phách sao chẳng lẽ còn không đủ để thân ảnh thứ năm hiện thân sao tiêu viêm cảm thấy thất vọng vốn cho rằng có thể lập tức biết được cửu mục thần hồ lô hai vị đại năng cuối cùng nhưng vẫn là chỉ xuất hiện một cái chẳng qua cũng may là trong tay tiêu viêm cầm một viên nạp giới nhìn xem miếng nạp giới thời điểm tâm tình lúc này mới thư giãn một chút trọn vẹn mười vạn hồn phách còn không nguyện ý rời núi không khỏi cũng quá xấu bụng tiêu viêm nhìn xem cửu mục thần hồ lô vênh lên quyết miệng không khỏi nói tiêu viêm linh hồn chi lực thăm dò vào nạp giới bên trong nháy mắt liền để tiêu viêm là mặt mày hấn hở đoán được cái đồ chơi này sẽ rất béo tốt nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà cái miếng mập này tiêu viêm ánh mắt lộ ra tinh mang kinh hỉ nói hai nghìn tỷ thần nguyên khí đan đây chính là một bút tương đương bằng bạc số lượng chính là đầy đủ mấy cái sao trời tu luyện một số lớn tài nguyên tiêu viêm cũng là không chút khách khí đem hai nghìn tỷ thần nguyên khí đan đều thu nhập mình nạp giới bên trong trừ cái đó ra trong nạp giới còn có rất nhiều hữu dụng vật liệu cùng tạp vật. Lập tức chính là để tiêu viêm đầy bồn đầy bát, đồng thời có rất nhiều công pháp và đấu kỹ, bất quá đối với những vật này, tiêu viêm lại không có bất kỳ hứng thú gì. Chẳng qua tại tiêu viêm trong nạp giới tìm kiếm thời điểm bỗng nhiên một tia khí tức hấp dẫn hắn, chỉ thấy trong tay tiêu viêm tia sáng lóe lên, một viên bình ngọc xuất hiện tại trong tay, đây là, tiêu viêm ánh mắt ngưng lại, trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chợt mở ra bình ngọc, trong bình ngọc có một giọt dòng máu màu vàng óng, Tinh huyết nguyên thần. Tiêu Viêm thấy thế mừng rỡ trong lòng, một giọt Tinh huyết nguyên thần có lẽ sẽ không cho Nguyên thần phân thân bao lớn tăng lên, nhưng nó là Tinh huyết xuất hiện liền có thể nói rõ một vấn đề, tại vực sâu cực địa ở trong có lẽ thật sự có Nguyên thần tồn tại. Cầm giọt Tinh huyết nguyên thần này, Tiêu Viêm cũng không có để Nguyên thần phân thân phục dụng, hiện tại giọt Tinh huyết nguyên thần sau khi xuất hiện, cũng làm cho Tiêu Viêm có một bước tiến tham dò nơi này có lòng tin tiêu viêm cẩn thận từng ly từng tí đem tinh huyết nguyên thần cất kỹ về sau lại tại hồn vương trong nạp giới thăm dò lật một cái nhìn kỹ một chút phải chăng còn có vô tuyến tác chẳng qua dường như trừ dò tinh huyết nguyên thần bên ngoài chính là lại không cùng nguyên thần có vật liên quan chẳng qua tóm lại đến nói vẫn là có một chút thu hoạch nhưng tiêu viêm xóa bỏ một người phệ hồn tộc chỉ sợ tiếp tục thâm nhập sâu vực sâu cực địa liền sẽ không thuận lợi như vậy làm hồn vương bị tiêu viêm triệt để xóa bỏ thời điểm nông vụ ở trong truyền đến không ít thanh âm lạnh tê từng cái càng là sắc mặt kịch biến, phải biết, tại vực sâu cực địa ở trong, bất kỳ sinh mệnh có lẽ sao cỏ dại còn muốn coi khinh, nhưng vệ hồn tộc lại là không người dám động đến bọn hán chút nào. Chớ nói chi là đánh giết một người có được 10 vạn hồn phách hồn vương. Một là bọn hắn không có thực lực cùng vệ hồn tộc đối kháng, hai chính là vực sâu cực địa bên trong so hồn vương còn muốn càng khủng bố hơn vệ hồn tộc, muốn ở chỗ này sinh tồn tiếp, chiêu chọc vệ hồn tộc cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mà phần lớn người đều lựa chọn thần phục vệ hồn tộc, thậm chí vì mình sinh tồn tàn sát lẫn nhau chỉ cần dâng lên đấu thần hồn phách liền có thể cam đoan mình trong vòng trăm năm không có việc gì bọn hắn lại làm sao không muốn cùng phệ hồn tộc chém giết phản kháng nhưng chân chính có thể cùng phệ hồn tộc chống lại nhưng không có mấy người bởi vì phệ hồn tộc tồn tại phục sâu cực địa ở trong mới có thể như thế âm trầm tiêu viêm trở lại băng uẩn thỏ trên lưng đụng phải đợt thứ hai linh hồn công kích ô chiến cũng còn chưa thức tỉnh lần này hắn linh hồn nhận thương không nhẹ tiêu viêm xuất ra mấy cái đan dược chữa trị linh hồn chỉ bất quá bởi vì đan dược phẩm dài cũng không cao, cho nên chữa trị hiệu quả cũng không được tốt lắm, còn phải tiêu viêm dùng mình vực cảnh linh hồn chi lực giúp hắn ôn dưỡng dây lát sau. ô chiến đây mới là chậm rãi mở hai mắt ra đến, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mệt mỏi. khi hắn tô lúc tỉnh lại, tiêu viêm ngồi xếp bằng ở một bên, bằng ổn thỏ chờ bọn hắn tiếp tục hướng vực sâu cực địa chỗ sâu mà đi. không có chính xác mục đích, nhưng tiêu viêm đánh giết một hồn vương về sau, chỉ cần phải hồn tộc đoàn kết một chút, cũng tất nhiên sẽ đến gây phiền phức cho hắn chẳng qua rất nhanh tiêu viêm chính là phát hiện phệ hồn tộc ở giữa tựa như là hoàn toàn không có hai chữ đoàn kết có thể nói bởi vì đã tại vực sâu cực địa ở trong vượt qua một chút thời gian dường như cũng không có phệ hồn tộc khác tìm tới cửa lệnh tiêu viêm mười phần thất vọng như lại đến một người hồn vương ta còn không tin thân ảnh thứ năm không xuất hiện tiêu viêm đây là cầu hiền như khát hắn ngược lại là hy vọng có phệ hồn tộc đến đây báo thủ phệ hồn tộc nghĩ đến đều là riêng phần mình độc hành trừ phi phệ hồn đế kêu gọi nếu không cũng sẽ không lẫn nhau báo thù ô chiến đã là ngồi xếp bằng đứng dậy trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi lập tức âm thanh đáp lại tiêu viêm nói vậy nhưng có biện pháp nào tìm được bọn hắn tiêu viêm trên mặt lộ ra một vòng thất vọng những vệ hồn tộc chỉ sợ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến bọn hắn cũng có bị một ngày người coi như con mồi ta nhìn vẫn là không có cần phải cố ý trêu chọc bọn hắn dù sao vệ hồn đế không phải ta có thể đối phó mặc dù không biết nó là có tồn tại hay không, cho dù chỉ là nghe đồn nhưng là không có lửa làm sao có khói, vẫn là phải cẩn thận một chút, ô chiến chậm rãi nói, nói có lý, lần này chúng ta bắt một cái, ta hỏi ít đồ, bọn hắn hẳn là biết được chỗ ta tìm. Tiêu viêm gãi đầu một cái, cười nói, mặc dù vệ hồn tộc cùng thiên nhân phủ tương tự, chẳng qua tiêu viêm vẫn còn có chút họa thủy đông dẫn, dù sao vệ hồn tộc cùng thiên nhân phủ mục trước thật nhìn cả hai cũng không có trực tiếp liên hệ, hồn vương kia đâu, ô chiến hỏi, giết, tiêu viêm trả lời, Giết rồi. Nó có được 10 vạn hồn phách, muốn đem đánh giết cũng không phải một kiện chuyện dễ, ô chiến cả kinh nói, dù sao hắn hoàn toàn lâm vào hôn mê, về phần xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không hiểu biết, ừm, ta cũng cảm thấy, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, có thể là vận khí ta tương đối tốt đi. Tiêu viêm cũng là đồng ý gật đầu, ô chiến nghe vậy cười khổ, từ tiêu viêm ngôn từ ở trong không có cảm giác được có bất kỳ một tiêu không dễ. Đến đây AD xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu hay đừng quên cho mình một like một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều